Chương 1121, sở mộ cười khổ đem mặt của tiểu gia hỏa này tới trước mặt của mình, dùng tay áo lau chất lỏng trên khóe miệng của nó, mở miệng hỏi. Hỏi được không? Sở mộ bảo tiểu mạc tà đi nói chuyện với lôi quân một hồi, tự nhiên là muốn hỏi phương pháp xá tội như thế nào. Tiểu mạc tà hiện tại chỉ giải trừ được một nửa lực lượng, nếu như hoàn toàn xá tội thì thực lực khẳng định, cũng có thể đạt tới cấp bậc như lôi quân. Dùng linh vật cường hóa tiểu mạc tà thật sự không thực tế, cho nên sở mộ phải tìm phương pháp chuộc tội cho mạc tà tiểu mạc tà kêu to bên tai của sở mộ ân còn gì nữa không sở mộ tiếp tục hỏi ô ô một người một hồ đối thoại với nhau đương nhiên chỉ có chính bọn họ nghe hiểu được năm người khác chỉ hai mắt nhìn nhau nhưng rất nhanh bọn họ trông thấy sở mộ tươi cười xem ra hẳn là hỏi được rồi sở phương trần nó nói cho người biết phương pháp chuộc tội sao mục thanh y vội vàng hỏi cũng không tính là nói cho biết bởi vì lôi quân cũng không biết nên chuộc tội như thế nào nó nói nó xuyên qua lĩnh vực của nhân loại đi về phía đông, ở một nơi gọi là hồ tự, ở đó có phương pháp trục tội. Sở mộ nói ra, hồ tự, chưa bao giờ nghe nói qua. Bàng Duyệt nói ra, cũng là phiên dịch mà thành. Chúng ta gọi cũng không phải là như vậy, mạc tà biết rõ vị trí đại khái, ta có ý định đi xem thử. Sở mộ nói ra, là ở phía đông sao? Có lẽ là cùng phương hướng với nước suối phát triển. Mục Thanh Y nói một câu, Hồ tự tạm thời vẫn không thể nhất định giúp Mạc Tà hoàn thành xá tội dị biến, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đặt lên nước suối phát triển của Mục Thanh Y, sau đó giúp vong mộng tăng lên trong thời gian ngắn. Sau khi vong mộng đạt tới 10 đoạn thì sở mộ tin tưởng tiểu chập long, chiến giã, dạ xoa cũng trở về, khi đó sở mộ tuân thủ ước định, đem vị nữ thần cao cao tại thương kia biến thành nô lệ. Sở mộ cảm thấy thu lại sùng vật đầu tiên vô cùng xa vời, về sau nữ nhân phản bội chạy trốn tăng lên vô cùng nhanh chóng. May mà sở mộ vẫn không có buông tha cho, mà ngày đó càng ngày càng gần đường xá quay về đơn giản hơn nhiều thủ hộ yêu cảnh chính là lôi quân đã bị vong mộng đánh bại trực tiếp từ cửa chính rời đi không cần phải đi về trận cốc làm gì rời khỏi cự sơn cách đó không xa thắng lợi trở về nên sáu người ra khỏi yêu cảnh đều tham lam hô hấp không khí mới mẻ cường giả trong yêu cảnh như rừng tùy thời đều phải bảo trì cảnh giác loại cảm giác áp lực cường đại này không ngừng đè nặng trong nội tâm của bọn họ hiện tại đi ra yêu cảnh tự nhiên tâm tình khoan khoái dễ chịu nhưng mà nói trở lại, kỳ thật yêu cảnh tạo lạc sâu trong cấm vực, nói cách khác đối với nhân loại bọn họ, mà nói khu vực này cử tử nhất sinh mới là đáng sợ nhất, cũng chỉ có 6 kẻ tài cao gan lớn này mới dám đi lại, trong khu vực sinh vật sống quần cư san sát, như nơi này. Trên đường quay về cần thời gian 5 tháng, sở mộ sau khi dung hợp huyết mạch phượng hoàng thì tiêu hao nhiều hồn lực, tuy trên người có không ít dược tề khôi phục hồn lực của Diệp Khuynh Tư điều phối, muốn chính thức khôi phục dựa vào tĩnh tu mà hoàn thành. Đến 8 nhiệm hồn hoàng, một lần hồn lực hoàn toàn tiêu hao và khôi phục cần gần một tháng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cho nên thời gian một tháng sở mộ đều tĩnh tu trên người minh tiên điểu của mục thanh y chuyện này khiến người khác bội phục định lực của sở mộ không nói câu nào mà liên tục tĩnh tu nửa tháng đổi lại đằng lãng cũng hóa thành thực chất nhất định là muốn nổi điên hồn lực của sở mộ chậm rãi được bổ sung làm cho sở mộ thật bất ngờ là tiểu vong mộng dưới thời điểm hồn lực sở mộng tràn đầy hồn ước thứ 15 của sở mộ đã ấp trứng nở ra. Sở mộ vội vàng đem tiểu vong mộng nâng lên, mọi người muốn nhìn thấy tân sinh mệnh ra đời. Sở mộ, ngươi thật sự là có tình thương của người cha đấy, nhanh như vậy đã ấp tiểu vong mộng nở rồi. Đằng lãng nhìn thấy lòng bàn tay sở mộ có tiểu điều đang phá trứng mà ra, lại trêu chọc một câu. Những người khác cũng nhìn qua, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua tiểu vong mộng. Đây chính là hồn sủng chúa tể cấp thấp, chúng ta rất có thể là nhân loại đầu tiên nhìn thấy sinh vật chúa tể cấp thấp phá trứng, mà ra đấy. Bàng Duyệt tung tăng như chim sẻ nói ra. Bàng Duyệt đã quen thuộc với mọi người, nàng đã sớm đem rụt rè của công chúa hồn sùng cung ném ra sau đầu, không chút khách khí đẩy trầm mặc sang một bên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn qua tiểu vong mộng. Bàng Duyệt vừa mới dứt lời, trứng ám tử sắc phượng hoàng xuất hiện vết rách rậm rạp, một tia chớp nhỏ chậm rãi đảo qua mặt trứng. Một màn kinh hỉ nhỏ này làm cho sở mộ càng thêm kích động. Đây là sở mộ lần thứ hai nhìn thấy hồn sủng của mình phá trứng mà ra, lần thứ nhất tại thành bất hủ, sau khi thanh chập long mất đi tính mạng, lại diễn dịch số mạng luân hồi sinh ra tiểu chập long xuất hiện. Trước mặt sở mộ, một khắc này sở mộ cảm ngộ được chân lý của tính mạng, cũng vì tiểu chập long cùng thiên thương thanh chập long rơi giọt nước mắt chân thành nhất, hóa thành bia khóc, vĩnh cửu tàng tồn. Lúc này sở mộ lần thứ hai tận mắt nhìn thấy hồn sủng của mình ra đời, vong mộng bàn sống lại, tín niệm và ý chí vốn có của nó hóa thành tân sinh mệnh mảnh mai dùng vận mệnh mà hình dung hiện giờ thì nó cùng với hắn đi lên lữ trình mới vết rách bắt đầu lan tràn rộng ra dần dần phân bố hơn nửa vị trí thời điểm mọi người chờ đợi vết rách rộng hơn bỗng nhiên một cái đầu nhỏ non nót trong trứng thò ra ngoài đôi mắt trong veo hiếu kỳ đánh giá chung quanh rất nhanh ánh mắt tiểu vong mộng rơi vào sở mộ sở mộ cùng tiểu vong mộng đã có hồn ước với nhau trong giai đoạn sơ sinh thì tiểu vong mộng tự nhiên đặc biệt cảm thấy sở mộ thân thiết như cha mẹ của nó nghệ nghệ tiểu vong mộng phát ra tiếng ngáy yếu ớt âm thanh non nớt và dễ nghe cảm giác như âm thanh của hải nhi đói bụng muốn được bú sữa tiểu vong mộng ra sức phá trứng ra ngoài nó khác với đồng tộc của mình sinh ra đời đã có lông vũ ám tử sắc chuyện này khiến cho tiểu vong mộng ra ra đời đã hết sức xinh đẹp đáng yêu mục thanh y cùng bằng duyệt đều là nữ hài tử thời điểm này mẫu tính lan tràn con mắt chớp chớp trên gương mặt tràn đầy dáng tươi cười ôn nhu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ mềm mại của tiểu vong mộng tiểu vong mộng cũng không sợ ai, phát ra âm thanh bất mãn làm cho hai nữ hài cười vô cùng sáng lạn. Sở mộ, có trông thấy được không, ánh mắt mục nữ thần rất hiền lành nha, có mẫu tính hàm xúc, ngươi cần phải tranh thủ ra sức đi, tranh thủ sáng tạo ra hài tử kết tinh của các ngươi. Thời điểm này đằng lãng tiến đến thấp giọng nói nhỏ bên tai sở mộ. Sở mộ im lặng với đằng lãng này rồi, thời điểm này còn nói ra lời ngốc nghếch như vậy. Nhưng mà mục thanh y lúc này lại triển lộ ra ôn hòa cùng đáng yêu hiếm có, mà bàng duyệt cũng biến thành nữ hài tử đơn thuần đáng yêu qua một hồi lâu mục thanh y cùng bàng duyệt đều yêu thích không nỡ rời tay hai nữ đều hờn dỗi nhìn chằm chằm vào sở mộ hận không thể đem sở mộ ném qua một bên sau đó do các nàng tiếp quản tiểu vong mộng sau khi hưởng thu vuốt ve ôn nhu tiểu vong mộng lại muốn bay lên nhưng mà nó chỉ có thể đập cánh mà thôi sở mộ cũng cảm giác trong lòng bàn tay hơi ngứa tiểu vong mộng cố gắng như thế nào cũng không cách nào bay lên thiên tính ưa thích trời cao của tiểu vong mộng nhìn lên không trung bộ dáng uể oải người mới bao nhiêu mà đòi bay lượn rồi sở mộ cười sờ sờ đầu tiểu vong mộng nghệ tiểu vong mộng kêu non nớt một tiếng tuy không thể bay lượn nhưng nó vẫn muốn đứng ở chỗ cao cho nên tiểu gia hỏa này mở móng vuốt nhỏ của mình ra tập tễnh từ bàn tay sở mộ leo lên cánh tay cuối cùng thành công leo lên vai của sở mộ tiểu mạc Tà đang nằm ngủ bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó bò qua lập tức mở to mắt thì phát hiện tiểu vong mộng đã bò lên và đoạt vị trí của mình đây chính là nơi thuộc về tiểu mạc tà bình thường thân thể của nó ghé vào vai của sở mộ chín cái đuôi nhỏ có thể thuận thế khoác lên vai phải của sở mộ như vậy ngủ là thoải mái nhất thời điểm có tiểu chập long thì mạc tà rất bất đắc dĩ phân cho tiểu ra hỏa bướng bình kia một nửa chỉ có thể treo cái đuôi mà ngủ mà bây giờ vị trí này lại nhiều ra một tiểu ra hỏa vậy sau này làm sao ngủ gà ngủ gật thoải mái được nữa mạc tà chiếu cố tốt tiểu vong mộng sở mộ nhìn tiểu mạc tà dặn dò tiểu vong mộng bây giờ mới giai đoạn sơ sinh, tuy đã ký kết hồn ước, nhưng linh hồn cũng chưa thành hình toàn bộ, triệu hoán nó tạm thời không chiếm hồn niệm của sở mộ, như thế tiểu mạc tà cùng tiểu vong mộng có thể đồng thời xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đợi tới lúc tiểu vong mộng tiến vào thời kỳ trưởng thành 10 đoạn, triệu hoán nó khẳng định phải chiếm cứ một hồn. Tiểu mạc tà phát ra tiếng kêu u oán. Trong quá trình tiểu chập long phát triển thì mạc tà vẫn làm bảo mẫu, toàn bộ phải trông chừng, hiện tại tiểu vong mộng đang ở giai đoạn sơ sinh, đoán chừng nó phải thời khắc nào cũng phải chú ý tới, không cẩn thận là chết non, tổn thất rất lớn, đây chính là chúa tể cấp thấp tương lai đấy. Sáu người trở về tới khu vực thành vạn tượng thì đã là trời đông giá rét. Gió tuyết phiêu linh trong thiên địa, phủ một lớp tuyết dày như phấn lên mặt đất, tất cả cảnh vật chung quanh đều khoác lên cái áo trắng. Mà cả thành vạn tượng được bao trùm trong gió tuyết càng thêm trang nghiêm túc mục, đối với vô số người ôm lý tưởng hồn sủng mà nói, thì thời tiết này ngăn cản bước chân của bọn họ, không có bao nhiêu người nguyện ý đi ra ngoài vào lúc này, người đi lại trên đường chính ai cũng cúi thấp đầu, chậm rãi di chuyển trong biển người của thành thị. Thành thị vẫn hối hả như trước, phồn hoa giống như gấm, thời gian đi tới đi lui cũng được một năm, bay lượn trên bầu trời giá lạnh, trong nội tâm sở mộ hơi có chút cảm khái, trong đầu hiện ra dung nhan xinh đẹp và ánh mắt phong tình vạn trùng của Diệp Khuynh Tư, còn có tiếng cười như chuông bạc không tiêu tan của chữ mạn nhi và bộ dáng quệt mồm miễn cưỡng đi ra ngoài đã hơn một năm, già mẫu lo lắng đã lâu, chiêu lãnh xuyên trước hết cáo từ, mấy ngày nữa sẽ gặp các vị. Chiêu thái tử là một hài tử nghe lời, vừa trở lại thành vạn tượng thì vội vã đi về chủ hồn điện. Năm người vô cùng im lặng với chiêu thái tử phong vân một cõi này đã lớn như vậy còn có bộ dáng này, hắn tiếp xúc xã hội không nhiều lắm, quả thực giống như hài tử không lớn lên. Chiêu thái tử thấy mọi người làm bộ dáng xem thường, vẻ mặt xấu hổ, vội vàng lễ phép hành lễ, sau đó chạy như bay ta cũng phải quay về yểm ma cung, mấy vị bảo trọng. Trầm mặc học theo bộ dáng khách khí của chiêu thái tử, sau đó xoay người rời đi. Còn bảo trọng, yểm ma cung cùng hồn điện cách nhau không tới 10 phút đi đường mà. Bàng duyệt trợn trắng mắt, nói xong lại hung hăng lích đằng lãng nói. Ngươi dám học bọn bọn thì ngươi sẽ chết. Ách! Đằng lãng vẫn muốn học theo, nghe nói như vậy thì đành phải thôi. Sở mộ không quan tâm những gia hỏa não tàn này, mắt nhìn qua mục thanh y khống chế bạch hổ, mở miệng hỏi. Ngươi thì sao? cùng ta quay về hồn điện, hay là ta trở lại cung nữ vương. Mục thanh y ngữ khí bình tĩnh nói ra, mục nữ thần muốn đoạt lại tất cả của mình, xem ra mấy ngày nay sẽ có náo nhiệt. Đằng lãng nghe xong lập tức cười rộ lên, e sợ thiên hạ bất loạn. Cần muốn giúp đỡ sao? Sở mộ cảm thấy mục thanh y lẻ loi một mình như vậy, khó tránh khỏi có rất nhiều chỗ không tiện. Hiện tại yểm ma cung đã đã hoàn toàn nghe theo mình hiệu lệnh, giúp mục thanh y kéo một ít người không thành vấn đề. Không có việc gì, ta còn có chút thủ hạ trung thành và tận tâm, có bọn họ là đủ rồi. Tam đại cung điện các ngươi không cần phải tham dự, miễn sinh ra chiến loạn quá sớm. Mục Thanh Y nói ra, ân, vậy ngươi phải cẩn thận. Sở mộ gật gật đầu. Nói xong sở mộ cùng Mục Thanh Y có ý định cáo từ bằng duyệt, kết quả phát hiện hai người bọn họ đã sớm lui ra xa xa, lúc này càng thêm im lặng. Thành vạn tượng xác thực rất lớn, nhưng mà bọn họ ở gần nội thanh và gần vạn tượng đàn. Muốn gặp mặt không tính rất khó khăn, không nói vài lời mọi người đều tán đi. Còn lại sở mộ cùng đằng lãng Chiêu lãnh xuyên cũng thật sự là Giống như không phải là người hồn điện chúng ta Cũng không đợi chúng ta cùng trở về Đằng lãng phàn nàn một câu Hai đại thiếu chủ của hồn điện đồng thời xuất hiện Lựa chọn đi vào từ cửa chính Sau khi tiến vào chủ hồn điện Thì đằng lãng tự nhiên phải bẩm báo với người nhà một phen Khoát khoát tay liền rời đi Sở mộ thì đi tới cung điện khác Đi thẳng đến nội cung hậu điện Có ý định cho thê tử của mình một kinh hỉ qua một năm không gặp kết quả đi vào trong sân thì không có nhìn thấy Diệp Khuynh Tư, cũng không có trông thấy chữ Mạn Nhi, ngay cả đám bạch yểm ma không an phận cũng không biết chạy đi đâu. Thiếu gia, ngài trở về. Tiểu thị nữ bưng chậu trông thấy sở mộ đứng ở ngoài cửa. Trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười xấu hổ, thấp giọng nói nhỏ. Như thế nào không có người? Sở mộ hỏi. Tiểu thư nàng đi tôn điện, hiện tại hẳn là đang ở hồ đình. Sở mộ gật gật đầu với tiểu thị nữ, đi đến nội viện Diệp Khuynh Tư bình thường vẫn luyện dược, đặt một ít tinh thạch có giá trị của mình thu thập được ở đây hắn không có việc gì nên đi tới tôn điện hồ đình sở mộ đi qua mấy lần chỗ đó phong cảnh không tệ chắc hẳn vào mùa đông có ý vị hàm xúc hồ nước đã đông lại mặt nước như tấm gương một ít tuyết hoa bay bồng bềnh xoẹt qua quỹ tích quỷ dị trên không trung đi vào hành lang gỗ thì sở mộ trông thấy một nữ tử thanh tao đang ngồi trong lương đình một thân nhung bào tuyết trắng cao quý phụ trợ dáng người thuyết tha giống như tiên tử đang nhắm tuyết trong bức họa tuyệt mỹ tinh khiết mà không nhiễm phàm tục sở mộ nhìn thấy nàng thì sững sờ tại chỗ đạo thân ảnh kinh diễm này quen thuộc và lạ lẫm thời điểm đi qua nhìn thấy nàng thì nhìn thấy rét lạnh và hờ hững hóa thành thực chất trong mắt của nàng làm cho sở mộ cảm thấy sợ hãi khiếp đảm hắn thậm chí không rõ vì cái gì phụ thân của mình bình dị dễ gần như thế mẫu thân luôn cự người ở ngoài ngàn dặm hiện tại sở mộ dần dần hiểu được nàng trời sinh đã có dung ngọc tuyệt mỹ bất kể là ai cũng khó tiếp cận nàng nàng luôn che giấu trái tim nóng ấm của mình vào lòng cảm xúc của nàng ẩn sâu trong con người lạnh giá giống như băng thiên tuyết địa sở mộ thất thần nhìn qua nàng hồi lâu mới chậm rãi đi vào trong hành lang đối phương dường như không có phát giác mình đã tới mà sở mộ cứ như vậy chậm rãi đi tới sau lưng của nàng trên mặt nở nụ cười tiêu sái hán gọi nàng mụ mụ thân thể liễu băng lam run lên rất nhỏ xoay người lại lập tức một gương mặt anh tuấn tươi cười hiện ra trong mắt của nàng nụ cười này ôn hòa tự tin lộ ra mị lực đặc biệt của nam tử làm cho liễu băng lam cơ hồ có chút phân không rõ người này rốt cuộc có phải là người mình xa cách đã lâu hay không là người vững gan bền trí chấp nhất vì mục tiêu trước kia sở mộ trái tim băng giá của liễu băng lam lập tức bị hòa tan hai mắt hóa thành sương mù mông lung khi từ chỗ diệp khuynh tư nghe được tin tức sở mộ còn sống liễu băng lam vui mừng như điên thế nhưng mà sở mộ thật sự đứng ở trước mặt của nàng thời điểm hắn tươi cười gọi hai chữ mụ mụ tất cả phòng tuyến cảm xúc bị đánh tan chỉ còn lại một mặt chân thành tha thiết yếu ớt sau khi sở mộ ma hóa thì nàng khóc tê tâm liệt phế nhiều ngày mỗi khi nghĩ tới hắn thì nàng đau đớn chết đi sống lại liễu băng lam còn không biết mình chịu tra tấn tâm lý như thế nào bây giờ nhìn thấy con của mình bình yên vô sự lại nghẹn ngào nói không ra lời ôm chặt vai sở mộ sở mộ nhìn thấy mẫu thân vui tới phát khóc trong nội tâm cũng cảm thấy thân tình ấm áp mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào nàng cũng sẽ nuốt ruột lo lắng cho mình không có người nào ưa thích cô độc cùng không lo lắng Sở Mộ vừa mới gặp Liễu Băng Lam, thì từ miệng của Liễu Băng Lam nghe được tin tức không tốt, là về chữ Mạn Nhi. Mới đầu Sở Mộ trở lại thành vạn tượng không có cảm ứng được linh hồn, của chữ Mạn Nhi chấn động đã cảm thấy kỳ quái vạn phần, vốn tưởng rằng nàng đang hồ đồ ở nơi nào đó, nhưng lại không nghĩ tới bị người thế giới bên kia Ám Thiên Hải mang đi. Sở Mộ cùng nha đầu kia đã ký kết hồn ước, nàng đi như vậy làm cho nội tâm của Sở Mộ cảm thấy không có tư vị. Sở Mộ trò chuyện với Liễu Băng Lam thời gian rất lâu cũng miêu tả tình huống của hắn một lần cho nàng nghe liễu bằng lam trước đó đã nghe diệp khuynh tư nói qua một lần nhưng mà là mẫu thân nàng muốn nghe sở mộ tự mình nói sở mộ nói đương nhiên là tự động tĩnh lực đi những tình huống nguy hiểm trên thực tế sau khi trải qua ma hóa thì sở mộ cũng không giống như chiếc yếu ớt không chịu nổi động một chút lại là nguy hiểm tính mạng nói xong chủ đề lại chuyển qua diệp khuynh tư nàng gặp được phiền toái không nhỏ liễu Băng lam đã ở chung với con dâu này được hơn một năm đối với nàng xem như rất thỏa mãn phiền toái gì sở mộ rất nhanh mất hứng mình rời đi cũng hơn một năm rồi đã có người tới gây phiền toái cho thê tử của mình chán sống nàng phải điều chế giúp ta một ít linh vật ta và nàng đi đông cuồng lâm một chuyến ở trong chỗ sâu gặp được một người bị thương xuất phát từ hào tâm nàng trợ giúp người nọ chữa trị hồn sủng bị thương về sau không biết hắn từ đâu thăm dò được khuynh tư ở trong hồn điện thường xuyên không có việc gì thì đi tới đây liễu băng lam nói ra nói đến đây sở mộ đại khái hiểu được ý trong đó diệp khuynh tư hảo tâm cứu người này người này lại đánh chủ ý lên khuynh tư lần này phải đánh tên kia thật mạnh mơi được người nọ là ai sở mộ sụ mặt hỏi người này có chút phiền phức liễu băng lam nói ra nếu bình thường thì liễu băng lam có thể giải quyết người nọ làm gì chờ tới bây giờ sở mộ không cảm thấy gì cho dù ngươi kia là hùng thủ thì sở mộ cũng phải cho tên kia biết rõ nữ nhân sở ra không thể tùy tiện trêu chọc hắn tên là ngô quảng không có đoán sai thì hắn hẳn là đệ tử của minh chủ tại thành vạn tượng có danh xưng là thiên tử là người trẻ tuổi xuất chúng liễu băng lam nói ra sở mộ có chút nhíu mày hắn nghe được đằng lãng từng đề cập tới đệ tử minh chủ thần bí khó lường là trùng hợp hay là cố ý như vậy sở mộ lập tức hỏi một câu sở mộ biết rõ sau khi mình đánh bại hùng mặt Mạc mạch lăng thì bị rất nhiều người chú ý tới thậm chí có khả năng bị minh chú như thần long thấy đầu không thấy đuôi đánh chú ý nếu như minh chủ cố ý phái thiên tử ngô quảng tiếp cận diệp khuynh tư từ đó dò xét tình huống của mình thì có chút phiền phức tuy minh chủ hồn minh bị thánh vực thất thánh vương trấn trụ nhưng sở mộ hiện tại chỉ có thể đơn khống vong mộng giai đoạn này còn nhỏ yếu thực chiến thì mình sẽ an hại chịu thiệt nếu chỉ là trùng hợp thì chuyện này có lẽ chỉ là tranh giành tình nhân thuần túy hẳn là trùng hợp chúng ta đi vào sâu trong cuồng lâm tới một dòng suối đi vào trong nơi của các cao thủ nghỉ ngơi tắm rửa mệt nhọc xong thì chúng ta đã gặp được hắn hơn nữa tổn thương trên người của hắn là thật sự Liễu Băng Lam nói ra. Nếu Liễu Băng Lam biết người nọ là đệ tử hồn minh ngô quảng, nhất định sẽ trực tiếp ra tay giết chết người này. Liễu Băng Lam không bao giờ cho phép loại người uy hiếp tồn tại con mình tồn tại. Rừng núi hoang vắng, Liễu Băng Lam còn có thể hạ sát tâm, sau đó nhanh chóng trở lại thành vạn tượng. Liễu Băng Lam cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao người nó cũng là đệ tử của minh chủ, cũng xem như nhân vật động một cái sẽ chấn động toàn cục. Là trùng hợp thì tốt rồi. Nếu là trùng hợp thì sở mộ sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy nên đánh được thì đánh, dù sao trẻ tuổi chỉ cần không đánh chết là được, không ảnh hưởng đại cục gì cả. Hơn nữa đằng lãng trước kia đã từng nói, thời gian kế tiếp có lẽ là do người trẻ tuổi đánh nhau, nếu thiên tử đã xuất hiện tại thành vạn tượng, thì thằng này sẽ khiêu chiến mình để khẳng định vị trí, nếu như có thêm diệp khuynh tư thì có thêm một lý do cửu hận mà thôi. Chuyện này liễu băng lam không tốt xử lý, nàng cũng tán thành do sở mộ tự mình đến giải quyết. Nhưng mà Liễu Băng Lam nhắc nhở sở mộ phải cẩn thận một chút, thiên tử đó thực lực nhất định là trên chiêu lãnh xuyên sở mộ cùng liễu băng lam quan hệ không thể công khai sở mộ không thể ngây ngốc thời gian quá dài cho nên phải rời đi sau khi quay lại sân nhỏ của mình khứu rác cường đại của sở mộ đã ngửi được hương thơm cơ thể của diệp khuynh tư đi qua sân nhỏ này mùi thơm này sở mộ đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa hỗn hợp với hương thơm của các loại phấn hoa tươi mát mà mê người làm cho sở mộ mê say không thôi đi qua tiền viện sở mộ đi vào dược viên sau sân nhỏ liếc thấy Diệp Khuynh Tư mê người đang nửa ngồi ở dược viên, đang cẩn thận kiểm tra tình huống của Linh Thảo, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang nói cái gì đó. Sở Mộ giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động bay tới sau lưng Diệp Khuynh Tư, lại nghe nàng lầm bầm lầu bầu nếu chữ nha đầu ở đây thì tốt rồi, những linh thảo này phát triển không chậm như vậy. Khóe miệng Sở Mộ nở nụ cười vô cùng xấu xa, cánh tay lặng lẽ xuyên qua cánh tay Diệp Khuynh Tư và ôm lấy nàng vào người. Diệp Khuynh Tư đã bị giật mình, duyên dáng gọi to một tiếng, hương vị quen thuộc sông vào mũi, trong nội tâm Diệp Khuynh Tư giống như có bảy tám con nai đang nhảy loạn không thôi, đôi má cũng lập tức đỏ bừng. Dáng tươi cười xinh đẹp của Diệp Khuynh Tư hiện ra trên mặt, đôi má của nàng ửng đỏ, những hoa cỏ xinh đẹp kia vào lúc này hoa dung thất sắc, nàng mừng rỡ xoay người nhìn qua gương mặt anh Tuấn đang mỉm cười xấu xa. Nhớ ta không? Sở mộ ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, dán lên trán của nàng hỏi. Ân. Diệp Khuynh Tư gật gật đầu tiểu biệt thắng tân hôn, nhìn thấy Diệp Khuynh Tư càng xinh đẹp động lòng người, sở mộ không nhịn được hấp dẫn trong đó, cúi đầu xuống tham lan hôn lên bờ môi đỏ mộng của Diệp Khuynh Tư, hôn tới mức thiên hôn địa ám. Diệp Khuynh Tư quản tay qua cổ của sở mộ, quấn quá chặt chẽ, cũng hơi thẹn thùng hôn đáp trả sở mộ. Bại hoại, đừng có ở đây mà. Thời điểm hôn nồng nhiệt thì Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên cảm giác cái gì đó, hờn dỗi sẵn giọng đôi má đã mắc cỡ đỏ bừng yên tâm không có người tin tưởng cảm giác cấp chúa tể của ta đi sở mộ sắc tâm đại động thì đâu thèm quan tâm là cái gì diệp khuynh tư nện tay vào ngực của sở mộ thằng này lại dùng lực lượng chúa tể vào việc này cuối cùng sở mộ vẫn không thể thuyết phục được tiểu thê từ bảo thủ của mình ôm ngang nàng tiến vào gian phòng ma diễm màu bạc thiêu đốt trên người sở mộ cùng diệp khuynh tư sở mộ không chờ thêm chút nào không tiếc dùng thác vị ma ảnh hỏa diễm thiêu đốt toàn thân của bọn họ cũng ý nghĩa nhen nhóm dục vọng trong lòng của hai người có lẽ đêm nay là một đêm không ngủ sáng sớm ánh nắng màu vàng chiếu vào trời đông giá rét những băng tinh dưới ánh nắng rất tươi sáng tiểu thị nữ bưng nước ấm nhẹ nhàng gõ cửa tiểu hân một lát nữa hay tới sở mộ nghe thấy tiếng gõ cửa rất dứt khoát đuổi tiểu thị nữ đi thật lâu không có ngủ được thư thái như vậy sở mộ nằm trong chăn ấm áp trong ngực còn đang ôm diệp khuynh tư vẻ mặt đỏ bừng đang ngủ diệp khuynh tư đã tỉnh lại nhưng mà nàng không có thói quen chăm chỉ dậy sớm như thường ngày, hôm nay lại lại nằm trên giường không xuống, cả đêm triền miên còn không đủ làm cho bọn họ giảm bớt nỗi buồn tương tư. Hai người vẫn nói chuyện với nhau, sau khi nói rất nhiều chuyện tâm tình, dần dần chủ đề chuyển tới chữ Mạn Nhi. Chuyện chữ Mạn Nhi? Diệp Khuynh Tư nhẹ nói nói. "Ân, nàng nói cụ thể tình hình lúc đó đi." Sở Mộ nói ra. Nói đến chuyện này thì trong nội tâm Diệp Khuynh Tư lại tức giận lên, lập tức đem những người kia ban đêm bắt chữ Mạn Nhi đi về sau lại xuất hiện một cương thống tâm ngoan thủ lạn và vô cùng cuồng ngạo kể cho sở mộ nghe sở mộ nghe xong ánh mắt biến hóa trở nên lạnh như băng người nọ dõng dạc bảo thủ hộ giả như mình tới thế giới bên kia ám thiên hải tìm hắn báo thù làm cho sở mộ không cách nào dễ dàng tha thứ là hắn dùng tính mạng bạch yểm ma cùng diệp khuynh tư uy hiếp chữ mạn nhi tự nguyện đi theo bọn họ rời đi bạch tam như thế nào rồi sở mộ bình tĩnh hỏi cứu trở về rồi nhưng nó đánh mất năng lực diệp khuynh tư có thể cứu sống sinh mệnh lực ương ngạnh của bạch tam còn những bạch yểm ma khác đã tử vong tại chỗ bọn bạch nhất thì sao trong nội tâm sở mộ trầm xuống tiếp tục hỏi bạch nhất không có việc gì hiện tại bọn chúng đang ở trong yểm ma thánh vực khổ tu bọn chúng chờ ngươi quay về chỉ cần ngươi nói đến thế giới bên kia của ám thiên hải thì chúng lập tức quay về nam cấm vực chúng sẽ điều khiển đại quân yểm ma của nam cấm vực cùng yểm ma thánh vực cùng đi với ngươi giết qua bên kia diệp khuynh tư nói ra cơn tức này diệp khuynh tư không cách nào nuốt trôi được nhất là nghĩ đến cương thống cùng vọng cương thống trịnh vũ sở mộ nhớ kỹ cái tên này sau khi xử lý xong chuyện ở nơi này sở mộ nhất định bay qua ám thiên hải săn bằng trịnh vũ cùng chỗ của trịnh vũ trên không vạn tượng đàn bạch hổ uy phong lẫm lẫm dẫm lên băng giá lạnh lẽo con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chằm vào cung điện nữ vương đang tạo lạc tại chỗ cực cao của vạn tượng đàn cả tòa vạn tượng đàn đều thuộc về mục thị nhưng hôm nay cung điện nữ vương cũng đã đổi chủ trở thành địa bàn của bát hoang phương vũ. Mục thanh y đứng bên cạnh bạch hổ, từ trên cao quan sát những kẻ bán đứng nàng, cũng cướp đi cung điện của nàng. Chúng ta xuống dưới đi. Mục thanh y nhảy lên lưng bạch hổ. Bạch hổ không có đạp không, nó cho thân thể rơi xuống dưới. Một thân thể màu trắng uy vũ từ trên không rơi xuống, dưới tình huống cung điện không có kẻ nào phòng ngự, trong giây lát đã hạ xuống cửa cung điện. Tinh thạch vô cùng cứng rắn trên mặt đất bị dẫm nát, những thị nữ và người hầu đang bận rộn đều giật mình, nhao nhao té ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua bạch hổ cuồng dã kia, nhìn thấy một nữ tử ánh mắt rét lạnh và uy nghiêm lạnh lùng đứng trên lưng bạch hổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Thiên Cơ Điện Hạ. Tất cả người hầu ở cửa ra vào đều biến sắc, trên tay của những người này đang cầm vật phẩm trong tẩm cung của Mục Thanh Y, bởi vì cung nữ vương đã đổi chủ, địa vị tối cao là Phương Vũ ra lệnh cho mọi chuyển đồ vật của Mục Thanh Y ra ngoài, sau đó đem một ít đồ mới chuyển vào trong. Những điều này hạ nhân không dám vi phạm, tự nhiên là phải làm theo rồi. Nhưng bây giờ nữ vương điện hạ đang ở trước mặt, bên cạnh còn có một con bạch hổ uy nghiêm, lập tức sinh lòng áy náy cùng khiếp đảm, nhao nhao quỷ dạp xuống đất. Thời điểm này có vài nữ cơ nhìn thấy mục thanh y, các nàng đứng ở nơi đó, hai chân có chút phát run, nhưng mà trên mặt lại cố làm ra vẻ chấn định. Ngươi, ngươi là nữ nhân tâm địa độc ác, còn dám quay về nơi này. Nữ cơ vệ trưởng Trác Vũ nhìn mục thanh y nói ra. Truy Trác Vũ bị phương vũ tẩy não, hơn nữa hiện tại ai cũng biết Mục Thanh Y đã không còn là Mục Thanh Y lúc trước, không có quan Hoàng Vương thì thực lực của nàng chưa chắc mạnh hơn Phương Vũ. Phương Vũ đại nhân mở một mặt lưới lưu ngươi một con đường sống, ngươi thật sự không biết tốt xấu. Nữ cơ trẻ tuổi đứng ra nói chuyện. Hiện tại cả hồn minh cùng thành vạn tượng đều nhấc lên sóng chiều phản đối Mục Thanh Y, mà những người này là hạch tâm. Những nữ cơ có dấp tâm cũng sợ hãi nhìn qua Mục Thanh Y, hiện tại căn bản không cần sợ hãi, cung nữ vương có cao thủ đối phó nàng đều quỳ làm cái gì nàng không phải chủ nhân của nơi này đứng lên cho ta trác vũ thẹn quá hóa giận nhìn qua đám người hầu đang quỳ quát lớn những người hầu kia nhìn qua mục thanh y lại nhìn qua trác vũ trong lòng không biết nghe theo ai mới phải ánh mắt mục thanh y lạnh như băng hiện tại có một nữ cơ vệ trưởng dám hỗn láo với nàng nhưng mà mục thanh y căn bản không đặt trác vũ vào mắt trước kia nàng còn không biết nữ nhân này tên gọi là gì loại nhân vật này không cần nàng lãng phí thời gian đối phó làm gì nàng mở rộng bước chân, căn bản không nhìn qua mấy người này, mang theo bạch hổ trực tiếp đi vào trong cung nữ vương, đi bẩm báo vũ hoang đại nhân và quyết tâm đại nhân. nữ cơ vệ trưởng thấy tình thế không ổn thì nói với thuộc hạ. mục thanh y cũng không nóng nảy, nếu có người đi thông chi cho hai nghiệt đồ kia, mục thanh y đại khái có thể chậm rãi chờ đợi trong nội viện. không phải nàng không dám trực tiếp giết vào, mà là mục thanh y lo lắng mình trong cơn tức giận đem cung nữ vương hủy đi, làm vậy thật sự xin lỗi gia tộc của mình rồi mục thanh y đi vào tiền điện trực tiếp ngồi ở vị trí chủ đại điện ngồi xuống xin đợi hai đồ đệ của mình mà bạch hổ thì ghé vào bên cạnh chỗ ngồi của mục thanh y làm cho đám nữ cơ chỉ dám nhìn mà không thể làm gì khác bát hoang phương vũ đang trong hậu viện cung điện nữ vương nhìn người hầu khoa tay múa chân tuy nàng không có làm nữ vương nhưng mà cung nữ vương này quy tất cả cho nàng nàng muốn đem tất cả đồ vật liên quan tới mục thanh y quét sạch đi sau đó thay đổi đồ vật của mình phương vũ cùng mục thanh y là nữ hồn sùng sư cùng thời kỳ thậm chí phương vũ so với mục thanh y còn có danh vọng sớm hơn chỉ có điều về sau mục thanh y như mặt trời ban trưa cho dù nàng cố gắng như thế nào cũng không theo kịp mục thanh y nguyên nhân chủ yếu là do quan hoàng vương nếu như không có quan hoàng vương phương vũ tin tưởng mình tuyệt đối có thể đánh bại nàng nàng xác thực trung tâm thần phục với mục thanh y nhưng mà cách đây vài năm hào quang của nàng bị nữ vương lấn át mất phương vũ oán khí cũng trồng chất theo nhưng mà phương vũ không có lá gan ra tay với nàng cho dù là thân phận hoàng tộc hay là thực lực cũng không phải phương vũ có thể khiêu khích thẳng đến ngẫu nhiên có cơ hội được hùng mặt mạch lăng dẫn tiến được đế cơ thưởng thức phương vũ cảm thấy đế cơ so với thiên cơ mục thanh y lợi hại hơn nhiều cặp mắt của nàng có thể nhìn thấu nhân tâm hơn nữa tâm kế của nàng vô cùng sâu dáng vẻ này mục thanh y nữ nhân kia đắc tội hùng vị chỉ là dâu ria mà thôi luôn có một ít thương cảm không rõ trong lòng thậm chí căn bản cũng không có bất cứ hùng tâm nữ vương nào nữ nhân như vậy không có tư cách làm nữ vươn. Cho nên đế cơ chỉ bằng một điểm này cho nàng cơ hội sung túc về sau, Phương Vũ đã bắt đầu phái người làm một ít chuyện thương thiên hại lý. Hơn nữa đem chuyện này đều khấu trừ lên đầu của Mục Thanh Y, đồng thời cố ý mịt mở thắng tới khi tích lũy không kém lắm, thì kéo mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, làm cho Mục Thanh Y lâm vào vạn kiếp bất phục. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là phải giải quyết quan Hoàng Vương, đây là thế giới cường giả vi tôn, nho nhỏ dơ bẩn căn bản không cách nào ảnh hưởng đến địa vị của Mục Thanh Y, chỉ khi làm thực lực của nàng yếu bớt đi mới có thể chính thức vạn ngã nàng thật không ngờ là mọi việc hoàn thành thuận lợi như vậy tâm tính phương vũ hiện tại vô cùng tốt không có thiên cơ mục thanh y nàng tại thành vạn tượng hồn minh địa vị khác xa ngày xưa nhiều có cảm giác tất cả đang cầm trong tay ở trong cung nữ vương được người tôn kính căn bản làm cho nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn những vật này chuyển vào bên trong đi hư hao một chút lấy đầu của ngươi phương vũ tự mình giám sát dù sao đây cũng là tẩm cung của nàng những thứ này mang đi đốt, ai dám tư tàng thì phải chết, hừ hừ. Phương Vũ quét mắt nhìn qua đồ vật của Mục Thanh Y trồng chất như rác rưởi, hừ lạnh nói ra. Bọn người hầu không dám lên tiếng, chỉ làm theo. Phương, Phương Vũ đại nhân, điện hạ. Điện hạ đang ở trong đại điện. Nữ cơ vội vàng hấp tấp chạy tới nói ra. Đế cơ điện hạ, tại sao nàng quang lâm nơi này? Phương Vũ âm thầm kỳ quái. Lại nói Phương Vũ vẫn có chút sợ hãi nữ nhân kia, nàng nắm tất cả như lòng bàn tay, thậm chí cả hồn minh cũng nắm giữ trong tay của nàng. Nàng dậm chân một cái thực có thể làm cho thành vạn tượng chấn động. Không, không đúng, là thiên cơ điện hạ. Cơ nữ gấp gáp nói ra. Ba, bỗng nhiên phương vũ cho nữ cơ này một bạt tay, đánh cho khóe miệng nữ cơ đầy máu. Phương vũ hung hăng trừng mắt nhìn qua nữ cơ không hiểu chuyện này, nói. Còn xưng điện hạ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Vâng, phải, nô tài cũng không dám nữa, nhưng mà, nàng nhân kia đang ở trong đại điện nữ cơ bụng mặt phi thường khép nép. hư tiện nhân kia còn dám tới đây, mau đi tới hồn minh đem chuyện này nói cho hùng mặt nghe, cũng bảo hắn nhắn với đế cơ điện hạ. phương vũ hừ lạnh một tiếng nói. phương vũ hiện tại căn bản không sợ mục thanh y dông như chó nhà có tang, lần trước mạch lăng không có bắt được nàng, là do nàng ti tiện đầu nhập vào tam đại cung điện, lần này chủ động đưa tới cửa nhất định phải cho nàng chết không có chỗ trôn. phương vũ gọi quyết tâm, mang theo một đám nữ cơ phản loạn rất nhanh đi tới cung điện nữ vương. nàng thực đến sắc mặt quyết tâm hơi biến hóa. Quyết tâm cũng không tính là người trong hàng ngũ phản bội. Không biết làm sao Mục Thanh Y trọng thương chán nản lại thân bại danh liệt, vì bảo toàn bản thân nàng không thể không đứng về phía hùng mạt, phương vũ này. Vội cái gì, hai chúng ta liên thủ cũng thừa sức đối phó nàng rồi. Phương Vũ nói ra, sắc mặt quyết tâm không bình thường, nói thật làm cho nàng đi ra mặt phản loạn Mục Thanh Y, trong nội tâm nàng có chút bất ổn. Đệ tử Mục Thanh Y rất nhiều, Phương Vũ thực lực mạnh nhất, tiếp theo là quyết tâm, Phương Vũ cùng Mục Thanh Y tuổi không kém nhau bao nhiêu, mà quyết tâm thậm chí so với Mục Thanh Y còn lớn tuổi hơn. Hai người này đi theo Mục Thanh Y thời gian tương đối ngắn, về sau Mục Thanh Y thành danh mới nhận lấy, mà những đệ tử bắt đầu tự tay nàng tài bồi thì không có phản bội nàng. Chỉ tiếc Mục Thanh Y làm thầy rất ngắn, những đệ tử này thực lực cũng có hạn. Hoặc là bị ép buộc đưa ra ngoài, hoặc là bị lưu vong đến nơi khác, Mục Thanh Y đoạt lại địa vị của mình mới có thể cho các nàng quay về được ở trên vương tạo, mục thanh y giống như thường ngày ngồi ở chỗ đo, đôi mắt lãnh ngạo của nàng nhìn chằm chằm vào hai nữ u đệ tử, và đám nữ cơ phản bội kia. Cung điện nữ vương lấy nữ nhân làm chủ, vì tạo thế cho nên phương vũ đem tất cả cao thủ gọi lên, tổng cộng có hơn 30 nữ hồn sủng sư hồn hoàng. Mục thanh y, ngươi tới đây nhận tội. Phương vũ cười lạnh, phi thường xem thường nhìn qua nữ nhân đang ngồi trên vương tạo kia. Ánh mắt mục thanh y tương đối bình tĩnh, đổi lại là trước kia mục thanh y nhất định, sẽ không chút do dự bỏ bạch hổ đem phương vũ một trưởng chụp chết nhưng bây giờ biểu hiện rất chấn định nàng cũng không trả lời phương vũ chỉ nhìn qua quyết tâm không dám nhìn mình quyết tâm ta cho ngươi một cơ hội hiện tại quay người rời đi thì bổn cung sẽ không truy cứu ngươi những người còn lại ở nơi này mục thanh y nói rất rõ ràng quyết tâm không có dũng khí ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt của mục thanh y quả nhiên vẫn giả nhân giả nghĩa như vậy ăn giáo huấn một lần còn không biết hối cải ngươi thật sự không có thuốc chữa rồi ngươi cho rằng ngươi còn là ngươi trước kia sao phiền toái ngươi nên dùng đầu óc suy nghĩ một chút chính mình dựa vào cái gì mà lớn lối như vậy chẳng lẽ lại là nam nhân họ sở của tam đại cung điện hay sao thật sự là buồn cười dầu gì cũng là người của hoàng tộc vậy mà thấp hèn đến mức đem thân thể của mình bán cho nam nhân sau đó cầu được tam đại cung điện bảo hộ phương vũ nói rất cay nghiệt mục thanh y hít thở sâu một hơi bộ ngực phập phồng vì tức giận thì ra những kẻ này truyền ra tin đồn không chịu nổi như vậy biên thành chuyện mình bán thân cầu bảo vệ cũng có. Điện hạ, ngài xác thực gây thủ chuốc oán quá nhiều rồi, ta không thể làm gì khác. Quyết tâm cúi đầu, chậm rãi nói như vậy. Cường giả có quy tắc của cường giả, Mục Thanh Y chưa bao giờ dựa theo quy tắc mà làm, hơn nữa mang theo lý tưởng tưởng tượng quá không thực tế. Trở ngại nàng thực lực, trước khi không người nào dám nói với nàng cái gì, nhưng bây giờ nàng thật sự là hai bàn tay trắng, quyết tâm hiện tại chỉ có thể lựa chọn càng mạnh hơn nữa đội ngũ. Mục Thanh Y nhìn qua quyết tâm đã đưa ra quyết định, trong lòng tức giận dâng trào đối đãi đệ tử thì mục thanh y vẫn rất tha thứ nhưng mà không ngờ tha thứ của mình lại cổ vũ dã tâm của các nàng được rồi đây là con đường mà ngươi đã chọn cũng đừng có có hậu hối vì có suy nghĩ này tốt nhất có thể như phương vũ chấp nhất đến cùng không chừa lối thoát nếu không ngươi rất khó thành nhân thượng nhân mục thanh y thở dài một hơi mục thanh y còn lưu lại một chút thiện niệm đã biến mất cặp mắt kia dần dần hóa thành lạnh giá chậm rãi nói nhưng mà những lời này ta nói cho ngươi nghe về kiếp sau phải làm như thế nào." Vừa dứt lời Bạch Hổ bên cạnh vương tạo của Mục Thanh Y đứng dậy, sát khí và hàn ý lập tức tràn ngập khắp cung điện nữ vương. Mục Thanh Y đã hạ thủ Lưu Tình, nhưng mà sau khi Ti Dạ Chi Hoàng chết đi là do những đệ tử này ám hại. Hôm nay nhất định phải máu nhuộm cung nữ vương. Không cần sợ." Thần sắc Phương Vũ trở nên ngưng trọng, thấy sắc mặt mọi người chung quanh biến đổi thì vội vàng dùng âm thanh trấn trụ mọi người, hơn nữa còn triệu hồi hồn sủng ra đầu tiên. Phương Vũ là một trong bát hoang, có được không ít hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Hơn nữa dùng thị huyết đế thị huyết hung tàn ổn thỏa ngồi trên bàn tiệc bát hoang. Lúc này nàng chỗ triệu hoán hồn sủng chính là thị huyết đế. Sau khi hoàn thành chú ngữ, thì trong chú ngữ huyết sắc sinh vật giống như bọ cánh cứng màu máu hiện ra, cả đại điện này nhanh chóng tràn ngập huyết khí. Hung ẩm. Phương Vũ nhìn thị huyết đế phát ra mệnh lệnh. Thị huyết đế há cái miệng đầy răng nanh của mình ra, nhìn lên phía trên phun huyết vụ ra ngoài huyết vụ bao phủ trên đầu tất cả nữ cơ một mùi vị hung tàn huyết tinh kích thích lọt vào trong mũi của các nàng tiêu trừ sạch những tâm lý sợ hãi mục thanh y làm cho nội tâm các nàng mạnh hơn làm cho các nàng trở nên hung tàn bị mùi máu kích thích nên quyết tâm dẫn đầu niệm chú ngữ nàng cũng không có lựa chọn nào khác đã quyết định thì phải làm theo nếu như mục thanh y một lần nữa ngồi lên vị trí này thì nàng cũng không có kết cục tốt quyết tâm triệu hoán hai hồn sủng mạnh nhất của mình thanh thanh đồng lệ quỷ cùng độc nha yêu linh hai hồn ủng này đều là hung vật khi huyết vụ bao phủ thì càng thêm đáng sợ dữ tợn một bộ dáng muốn xé địch nhân thành nhiều mảnh sau đó triệu hồi hồn sùng là nữ cơ vệ trưởng những nữ cơ vệ trưởng này đều có thực lực đế hoàng cao đẳng chỉ có tổng vệ trưởng mục lũng là có được hồn sùng hoàng đỉnh phong chỉ có điều tổng vệ trưởng hiện tại đã bị trác vũ giết chết những người không muốn thuận theo những người khuất phục mục thanh y trốn được thì trốn lưu vong thì lưu vong những người cố chấp phản đối đã bị giết không ít phương vũ tâm ngoan thủ lạt có thể làm cho người ta tức lộn ruột. Nhìn qua cả đại điện hiện giờ bị những hồn sủng hung thần ác sát chiếm cứ toàn bộ. Ánh mắt mục thanh y trở nên lạnh như băng. Nàng rất rõ ràng người ở nơi này ai cũng dính máu thủ hạ trung thành với nàng rồi. Nàng nhất định phải dùng mạng của những người này ăn ủi vong hồn của thủ hạ. Một không lưu. Âm thanh mục thanh y lạnh như băng. Nhìn bạch hổ phát ra mệnh lệnh công kích. Hống hống hống. Bạch hổ phát ra một tiếng giống làm cho cả đại điện giống như bị sụp đổ, âm thanh của nó chấn gãy chú ngữ các hồn sủng nguyên tố đăng niệm. Hống hống hống. Sau khi tức giận thì bạch hổ lại một lần nữa mở miệng khổng lồ ra. Âm thanh băng hàn lạnh thấu xương từ trong miệng của nó hiện ra. Nhiệt độ hạ xuống cực thấp, băng phong tàn sát bừa bãi hiện ra ngoài, cả đại điện bị đông cứng trong băng xương dày đặc, những cơn gió rét lạnh thấu xương không ngừng cắt qua da thịt của các nàng. Vù 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 vù. Phong bạo phá tan cửa điện, những nữ cơ cấp bậc đế hoàng cao đẳng yếu kém bị phong bạo đóng băng tất cả mà những hồn sủng kia không kịp phóng thích kỹ năng của mình phương vũ quyết tâm cùng với trác vũ sửng sốt trong gió lốc đợi các nàng quay đầu lại thì phát hiện một phần ba hồn sủng đã biến thành băng điêu nhưng mà không đợi các nàng kịp phản ứng bạch Hổ uy vũ kia nhẫn tâm trà đạp trực tiếp đạp vào giữa mọi người tất cả hồn sủng và nữ cơ bị đóng băng lập tức bị đánh tan toàn bộ biến thành mảnh vỡ băng đá rơi khắp cả đại điện thời điểm đứng trên những mảnh vỡ này thì trác vũ lâm vào ngây ngốc vừa rồi nếu như nàng cũng bị đóng băng có phải cũng đã biến thành băng đá như mảnh vỡ dưới chân này, thảm trạng này làm cho người ta cảm thấy lạnh giá nội tâm. Một kỹ năng tiếp một kỹ năng, dĩ nhiên đã diệt hơn 10 hồn sủng đế hoàng cấp thấp cùng đế hoàng cao đẳng, thực lực khủng bố như vậy đã chấn trụ các nữ cơ, đối mặt với bạch hổ có ánh mắt lạnh như băng, thì những huyết tinh kích thích hung tính đã biến thành sợ hãi xâm nhập linh hồn. Cái này, bạch hổ này, nữ cơ ở đây từng là thủ hạ của mục thanh y, bọn họ biết rõ ràng mục thanh y có được hồn sủng gì, hơn nữa đại khái có thực lực cấp bậc ra sao. Làm cho các nàng không ngờ là, Mục Thanh Y mất đi quan Hoàng Vương vẫn còn bạch hổ thực lực mạnh mẽ như vậy, đã hoàn toàn không kém gì Thái Nga cự nhân của Hùng Mạt Mạch Lăng, là sinh vật tiếp cận cấp chúa tể. Đối với các nàng là những hồn sủng sư không tới đế hoàng đỉnh phong, thì sinh vật tiếp cận cấp chúa tể muốn giết các nàng quá dễ dàng. Giờ khắc này thân thể đang run rẩy, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, Mục Thanh Y vẫn là Mục Thanh Y, chúng ta, chúng ta không phải đối thủ của nàng sắc mặt vài tên nữ cơ tái nhợt, căn bản không còn chút dũng khí chiến đấu nào. Một kỹ năng đã giết các nàng nhiều người như vậy, các nàng tiếp tục ở chỗ này chính là chịu chết. Trong lúc nhất thời lại có một phần ba nữ cơ chạy trối chết, rõ ràng cho thấy không muốn ở lại chỗ này hy sinh vô ích. Nhìn qua những thủ hạ vô dụng chạy trốn kia, sắc mặt Phương Vũ đã tái nhợt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Hổ của Mục Thanh Y lại đột phá, khó trách nữ nhân này dám to gan xuất hiện ở chỗ này. Quyết tâm lúc này cũng ngây người, nhìn qua bạch hổ cường đại tới mức làm cho người ta không thở nổi nhìn qua mục thanh y lạnh lùng vô tình quyết tâm đã có chút hối hận vì lựa chọn như vậy mục thanh y chậm rãi nghiệm chú ngữ nếu như một phút đồng hồ trước những người này lựa chọn rời khỏi đại điện mục thanh y có lẽ còn thả cho bọn họ con đường sống nhưng mà thời điểm bọn họ triệu hoán hồn sùng và lúc bỏ chạy thì các nàng phải chết vào hôm nay mục thanh y triệu hồi yêu linh của mình không cần nàng ra lệnh thì yêu linh nhìn qua những hồn sùng sư bị bạch hổ trấn trụ và bỏ chạy y nó lại đuổi theo những người đang bỏ chạy kia. Một đạo hàn quang và hoa máu phun trào, những nữ cơ bỏ chạy đã chia lìa làm hai nửa, một nửa rơi trong điện, một nửa lăn tới vị trí cầu thang. Hình ảnh đáng sợ này làm những nữ cơ đang bỏ chạy sợ hãi biến sắc, các nàng dốc sức liều mạng bỏ chạy ra bên ngoài, ra khỏi tầm mắt của nữ nhân kia, chạy ra khỏi nanh vuốt của tử thần đang hướng tới các nàng. Nhưng mà càng ngày càng nhiều thi thể xen lẫn máu trong tuyết, hồn sủng, nữ cơ, mùi máu tươi tràn ngập khắp cung nữ vương. Điện hạ, điện hạ tha cho chúng ta đi một nữ cơ nhìn thấy đồng bạn đang bỏ chạy của mình biến thành thi thể lại thất hồn lạc phách trốn vào cung điện trực tiếp quỳ gối trong đại điện không ngừng cầu xin nữ nhân lãnh huyết vô tình đang ngồi trên bảo tạo nữ vương tha thứ van cầu ngài tha thứ cho chúng ta chúng ta thể tuyệt đối không bao giờ đối nghịch với ngài làm trâu làm ngựa cho ngài rất nhanh lại có những nữ cơ khác phát hiện căn bản không thể chạy thoát khỏi yêu linh truy sát thừa lúc yêu linh còn đang đuổi giết nữ cơ khác thì sợ hãi khóc giống chạy vào trong cung điện, cùng với nữ cơ toàn thân đầy máu xin tha thứ. Ngài, ngài muốn chúng ta làm cái gì cũng được. Năm cơ nữ toàn thân phát run quỷ tại chỗ, dốc sức liều mạng dập đầu nhận tội. Các nàng không muốn chết, các nàng không muốn chết thảm như vậy. Nhìn qua những đồng bạn bị phanh thây, bị chặt đầu, bị lấy máu, phòng tuyến nội tâm của các nàng đã không còn. Các người biết rõ chính mình có tội. Mục thanh y nhìn qua nữ cơ toàn thân đầy máu, nhàn nhạt hỏi một câu biết rõ, là nô tỳ biết sai, xin mời ngài mở một mặt lưới. Mấy nữ cơ dập dầu nhận tội. Ta tha thứ cho các ngươi. Mục Thanh Y mở miệng nói ra. Mục Thanh Y vừa nói ra những lời này, thì những nữ cơ kia lập tức vui mừng như điên, dập đầu càng thêm thành khẩn, trong miệng không ngừng nói cảm tạ và ca ngợi Mục Thanh Y nhân từ. Mục Thanh Y nhìn qua mấy nữ cơ này, trong lòng dâng lên cảm giác bi ai. Không cần phải cảm tạ gấp như vậy, ta tha thứ cho các ngươi, nhưng mà các ngươi còn phải cầu xin tha thứ, từ những tỉ muội đã bị các ngươi hại chết. Mục Thanh Y mở miệng nói ra. Những nữ cơ văn cầu khoan dung hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không hiểu làm cách nào cầu xin những người đã chết tha thứ. Mà lúc này các nàng phát hiện Mục Thanh Y đã chậm rãi nhắm mắt lại, trên gương mặt lãnh diễm mang theo vài phần không đành lòng và quyết tuyệt. Nhìn thấy thần sắc này thì các nàng cũng hiểu được câu đó là có ý gì. Bá, một đạo ánh sáng lạnh giá vừa vặn xoẹt qua vị trí của năm nữ cơ này, năm cái đầu không có chút dấu hiệu và máu tươi bắn tung tóe đầu tóc rối bời, máu tươi xỉn xệt, năm đầu lâu, năm gương mặt mỹ mạo trẻ tuổi mang theo vẻ mặt không thể tin nổi. Có lẽ đến chết các nàng đều không rõ các nàng, đã được nữ vương tha thứ tại sao còn giết các nàng. Trước đại điện đã tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, lúc này chỉ còn lại phương vũ, quyết tâm, Trác vũ và những đội trưởng nữ cơ vệ. Trước kia những nữ cơ này cấp bậc không cao lắm, trong quá trình các nàng chết không diễn ra quá lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy máu nhuộm cung nữ vương, Chuyện này khiến cho những người kiên định phản bội Mục Thanh Y cảm thấy trái tim của mình, băng giá. Các nàng đều theo sau Mục Thanh Y, biết rõ Mục Thanh Y dưới tình huống bình thường sẽ không giết người, trừ phi là thế hệ tội ác tày trời chân chính. Nhưng mà hiện tại các nàng nhìn thấy mặt vô tình của nữ vương này, hơn 20 nữ cơ, toàn bộ đều là bộ hạ ngày xưa của nàng, nhìn qua các nàng chết toàn bộ, thì nàng cũng chỉ nhắm mắt lại với những lời cầu xin tha thứ. Tới cuối cùng những người cầu xin tha thứ này cũng bị giết chết, loại sát ý kiên định này làm cho các nàng cảm thấy khó tin nổi. Còn lại các ngươi, Mục Thanh Y không có nhìn qua những thi thể kia nhiều, ánh mắt nhìn qua 10 kẻ phản loạn hạch tâm kia. Con ngươi của Mục Thanh Y không có bất cứ tia dao động nào, giết người đối với cấp chúa tể Mục Thanh Y mà nói thực sự rất đơn giản. Nhưng mà đã có người từng nói với nàng, giết người không phải quyền lực chân chính, quyền lực chân chính không phải là tùy ý sát sinh, chính là lựa chọn thủ hộ cùng khoan dung. Nàng quả thật rất muốn khoan dung cho những người này, dù sao các nàng cũng đi theo nàng nhiều năm rồi ra sức hiệu lực cho mình hơn nữa tâm của nàng đã sớm khóc không thành tiếng nhưng mà nàng không thể khoan dung các nàng chẳng khác nào khinh nhờn những vong hồn bất khuất và trung thành với nàng cùng đối phó nàng ta phương vũ không có bất kỳ đường lui nào phải chiến đấu tiếp mới được hơn nữa nàng phải kiên trì tới khi hùng mặt mạch lăng đến đây bằng không thì chính nàng ta cũng có thể biến thành thi thể thị huyết đế mở rộng bước chân nặng nề thời điểm mục thanh y giết chết những nữ cơ kia thì nàng cũng đã âm thầm ra lệnh cho thị huyết đế bố trí một tấm lưới khát máu trong cung điện ọt ọt thị huyết đế thu lấy những máu huyết sền sệt trên sàn nhà bao phủ lấy bạch hổ đứng trước mặt của các nàng tấm lưới khát máu này dày đặc như tơ nhện bao phủ trên người bạch hổ trên còn có hiệu quả huyết độc có thể ăn mòn làn da của bạch hổ toàn thân của bạch hổ được băng bao bọc nó đứng sừng sững như băng điêu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào thị huyết đế phương vũ thấy thị huyết đế căn bản không cách nào làm gì được bạch hổ lập tức nháy mắt với những người chung quanh ra tay đồng loạt. Phương Vũ tổng cộng triệu hồi ra ba con đế hoàng đỉnh phong, mà quyết tâm triệu hồi ra hai con đế hoàng đỉnh phong cùng ba con đế hoàng cao đẳng, mà những nữ cơ khác đều triệu hồi đế hoàng cao đẳng cùng đế hoàng trung đẳng, vài chục hồn sùng đứng chen chúc trong cung điện, chúng trông thấy Bạch Hổ bị khốn trụ thì nhao nhao phát ra một tiếng giống, dũng mãnh đánh về phía Bạch Hổ. Mắt thấy vài chục hồn sùng cũng lao tới một lượt, Bạch Hổ dãy ra khỏi tấm lưới trói buộc nó, phóng về phía đám đế hoàng này. Giống giống, Bạch Hổ chạy lấy đà, vung chảo, bụi băng trong không khí phiêu tán chung quanh, sung phong liều chết nhiều sát hai con đế hoàng cao đẳng đứng ở trước tiên, ngay sau đó thân hình thần võ của Bạch Hổ lại bay xuyên qua bảy đế hoàng, thong rong uy vũ sát giết vào vị trí trung ương. Đối với Bạch Hổ là sinh vật tiếp cận cấp chúa tể mà nói, chính thức có thể tạo thành uy hiếp với nó chỉ có đế hoàng đỉnh phong. Đương nhiên Mục Thanh Y cũng không có khả năng để cho Bạch Hổ một mình chiến đấu với nhiều đế hoàng như vậy dù sao số lượng đế hoàng cao đẳng cũng là 20 con. Liên hợp lại cũng tương đương với 4 con đế hoàng đỉnh phong, vẫn có thể sinh ra uy hiếp nhất định với Bạch Hổ. Bạch Hổ giết vào trận doanh của đám đế hoàng thì Mục Thanh Y cũng triệu hồi mình tiên điểu cùng cửu Thải Loan ra ngoài. Mình tiên điểu cùng cửu Thải Loan đều là sinh vật vô địch đế hoàng, chúng chiến đấu trong đại điện không cách nào đánh quá thoải mái, nhưng mà vô địch đế hoàng cuối cùng là vô địch đế hoàng, muốn giải quyết những đế hoàng cao đẳng căn bản không phí bao nhiêu khí lực chiến đấu có thể nói hoàn toàn thiên về một phía. Mình tiên điểu cùng cửu thải loan ra tay thì lệ trào hung tàn của bạch hổ, cũng rơi vào người hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn thanh đồng lệ quỷ của quyết tâm, cùng một con chủ sủng của phương vũ bị đánh chết, các nàng không có thời gian thu hồi lại. Máu tươi càng chảy càng nhiều, đã từ cầu thang chảy xuống mặt tuyết bên dưới, một cỗ thi thể bị oanh thành thịt vụn rán vào đại điện, mà đại điện này chúng vài công kích của đế hoàng càng lung la lung lay, cuối cùng nhất không chịu nổi gánh nặng sụp đổ chiến đấu thảm thiết như vậy đã kinh động cả vạn tượng đàn vô số cao thủ nhao nhao đứng ở xa cung nữ vương nhìn qua tòa cung điện rung động không chịu nổi này nhìn qua một đám đế hoàng chết thảm chuyện gì xảy ra người nào lớn mật như vậy trong vạn tượng đàn lại đồ sát nhiều hồn hoàng như thế một gã ẩn sĩ kinh ngạc nhìn qua cung nữ vương nói là thiên cơ mục thanh y nàng quay lại báo thù một gã thành viên hồn minh chỉ vào cung nữ vương thấy bạch hổ đang phát thần uy vô cùng kinh ngạc nói ra khó trách chuyện này xoáy lên một màn gió tanh mưa máu rồi. càng ngày càng nhiều nhân sĩ tụ tập ở bên ngoài cung nữ vương, nhưng không có bất cứ người nào đi vào ngăn cản tràng diện này. phải biết rằng mục thanh y triệu hoán hồn sủng có hai vô địch đế hoàng, tiếp cận cấp chúa tể bạch hổ chỉ có một con, còn có một con yêu linh cấp đế hoàng đỉnh phong, đều là một đám hồn sủng mạnh tới khủng bố. những đế hoàng cao đẳng trước mặt của chúng bị chém giết giống như thái rau, những người bọn họ phần lớn không có hồn sủng đế hoàng cao đẳng, ai dám đi quản chuyện này? mau nhìn là hùng mặt mạch lăng đến. Bỗng nhiên có người chỉ vào vị trí cung nữ vương nói. Những hồn hoàng trong vạn tượng đàn đặt ánh mắt qua đám người hùng mặt đang chạy tới. Hùng mặt mạch, mạch lăng lúc này khống chế một hắc dực yêu linh, mang theo một đám thủ hạ nhanh chóng bay về cung nữ vương. Thái Nga cự nhân của mạch lăng không phải là bị hồn điện sở phương trần giết rồi sao, hắn còn dám đi ngăn cản mục thanh y thực lực tăng nhiều. Ai nói Thái Nga cự nhân của hắn chết, còn chưa chết đâu. Những hồn hoàng kia nghị luận ở xa xa, chuyện hồn minh không có quan hệ tới bọn họ kể cả tam đại cung điện cùng hồn minh có phân tranh thì bọn họ cũng không can dự nhưng xảy ra đại sự thì bọn họ sẽ gom góp vào trên hắc dực yêu linh mạch lăng nhìn qua mục thanh y đang đại khai sát giới nhưng mà hắn lại nhanh chóng chú ý tới bạch hổ vô cùng cường hãn của mục thanh y lúc trước mạch lăng không có cơ hội đánh chết bạch hổ không biết tại sao thời điểm bạch hổ trọng thương thì súc sinh này bộc phát năng lực cường hãn bỏ trạ y mạch lăng trơ mắt nhìn nó mang theo mục thanh y đào tẩu làm cho mạch lăng không nghĩ tới là mục thanh y lại có gan giết tới đây địa ngục không cửa ngươi xông vào mục thanh y ngươi tới nhận cái chết hùng mặt mạch lăng từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên cung điện nữ vương nhìn qua mục thanh y đang đứng trên phế tích phương vũ cùng quyết tâm trông thấy hùng mặt mạch lăng xuất hiện lập tức tìm được đường sống trong chỗ chết vội vội vàng vàng trốn đến bên cạnh mạch lăng thực lực mục thanh y phi thường đáng sợ các nàng căn bản không có nghĩ đến mặc dù không có quan hoàng vương Mục Thanh Y muốn giết chết các nàng lại đơn giản như vậy, mà Bạch Hổ tồn tại càng giống như ác mộng với các nàng, làm cho các nàng ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể mặc kệ cho người ta làm gì thì làm. Mục Thanh Y ngẩng đầu, trông thấy hùng mặt Mạch Lăng tâm cao khí ngạo, trong mắt hiện ra một tia phẫn nộ, nói, Mạch Lăng, ta tới lấy mạng chó của ngươi. Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng nên nhìn xem đây là nơi nào đấy, cho dù ta không ra tay, cũng có thể làm ngươi chết không có chỗ chôn. Mạch Lăng khinh thường nói ra, nói xong mạch lăng vung tay lên lập tức chung quanh cung nữ vương có một đám người xuất hiện hơn nữa nhanh chóng bao quanh cung nữ vương chật như nêm cối những người này toàn bộ là quân đoàn của mạch lăng tổng cộng có hơn hai ngàn người đều là tinh anh trong khu vực hắn quản hạt chọn lựa ra chỉ bằng vào chi quân đoàn này mạch lăng có lòng tin đem những hồn sủng vô địch đế hoàng của mục thanh y giết toàn bộ về phần bạch hổ đột phá thực lực đương nhiên mạch lăng tự mình ra tay rồi hùng mạt đại nhân nhanh giết nàng ngàn vạn lần đừng cho nàng chạy đi sắc mặt phương vũ tái nhợt vẻ mặt nịnh nọt nói ra không cần ngươi nói mạch lăng phản cảm khoát khoát tay mệnh lệnh vừa ra thì hơn hai ngàn tên hồn sùng sư kia lập tức bao vây chung quanh mục thanh y căn bản không có nhìn qua chung quanh giống như quân đoàn chung quanh trong mắt của nàng không có tồn tại nàng chỉ chấn định đi lên lưng cửu thải loan bảo trì trạng thái nửa lơ lửng trên bầu trời mục thanh y lạnh lùng đảo qua đám nữ cơ đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán nhàn nhạt nói ra các người biết rõ vì cái gì ta chỉ triệu hoán bốn hồn sủng hay không? lời này vừa nói ra thì đám người phương vũ tổn thất mấy chủ sủng biến sắc. xác thực, mục thanh y còn không có triệu hoán hồn sủng thứ năm ra ngoài. nhưng mà mục thanh y có nhiều hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, thì không có lý do gì không triệu hoán ra ngoài, cố ý bảo lưu một hồn làm cái gì? thời điểm bọn người phương vũ cùng quyết tâm đang nghi hoặc không hiểu, trong giây lát các nàng hoàng sợ phát hiện, trên người nữ nhân kia phát ra hào quang chói mắt đám nữ cơ đều là người đi theo mục thanh y, các nàng làm sao không rõ ràng hào quang, và chú ngữ mục thanh y đang đọc là cái gì. Nhưng không phải con hồn sủng kia đã bị giết chết rồi sao? Nàng làm sao có thể triệu hoán ra ngoài? Lửa cháy phừng phừng đang thiêu đốt mạnh mẽ, cả giá lạnh mùa đông vào thời khắc này nóng rực như mùa hè. Hào quang trói mắt giống như mặt trời, khí tức hỏa diễm bàng bạc ập tới. Ở bên trong ánh lửa có thể nhìn thấy một thân ảnh phượng hoàng xuất hiện, khí thế cường đại làm cho người ta không dám nhìn thẳng trên thế giới này chỉ có một hồn sủng có thể phóng xuất khí chẳng cường đại, như thế này, cũng chỉ có một con hồn sủng mới có được thần thái hùng tráng và uy nghiêm như vậy. Quan, quan hoàng vương, quyết tâm thấy một màn này thì nghẹn ngào kêu lên, mặt mũi tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Quan hoàng vương không phải đã, chuyện này làm sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Phương Vũ trông thấy quan hoàng vương của Mục Thanh Y xuất hiện, toàn thân ngạc nhiên há hốc mồm. Quan hoàng vương thực phục sinh quan hoàng vương cường đại đủ sức làm cho hùng mặt mạch lăng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà bây giờ mục thanh y không chỉ có được quan hoàng vương, còn có một bạch hổ có thực lực đối kháng với thái Nga cự nhân, hơn nữa còn có hồn sủng vô địch đế hoàng, thực lực của nàng đã ở đỉnh phong của nhân loại. Bạch hổ làm cho những nữ cơ kia cảm thấy giết chóc và hung tàn, vốn tưởng rằng mạch lăng sau khi xuất hiện thì có thể cứu các nàng thoát chết, ai biết mục thanh y lại triệu hồi quan hoàng vương. Giờ khắc này phương vũ cùng tất cả người phản loạn mục thanh y đã tuyệt vọng các nàng phi thường rõ ràng có được quan hoàng vương thì mục thanh y hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ vương sinh tử của các nàng không do các nàng tự quyết định nữa truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé quan hoàng vương đã chết rồi là ta tận mắt nhìn thấy cơ bắp trên mặt mạch lăng run rẩy hắn tận mắt nhìn thấy quan hoàng vương tử vong hiện tại mắt thấy quan hoàng vương xuất hiện khí tức lửa nóng thổi tới làm đồng tử màu vàng của quan hoàng vương tập trung vào mạch lăng Mạch Lăng triệu hoán Thái Nga cự nhân ở trước mặt cấp chúa tể tuyệt đối là nhỏ bé, và buồn cười. Mục Thanh Y đưa mắt nhìn qua những người này một vòng, lạnh lùng cười cười. Thời điểm mình mất đi quan Hoàng Vương, thì không ngừng giải những lời đồn bậy và chửi rủa mình, thậm chí trăm phương ngàn kế muốn đưa mình vào tử địa. Bây giờ nhìn thấy quan Hoàng Vương xuất hiện thì không có kẻ nào có đảm lượng cả, ngay cả âm thanh kêu gào cũng không có, đúng là buồn cười. Mục Thanh Y hôm nay không chỉ muốn thanh lý môn hộ, còn phải bảo thủ thái nga cự nhân vì giết chết ti dạ chi hoàng cho nên chỉ cần là thủ hạ của mạch lăng thì mục thanh y tuyệt đối không hạ thủ lưu tình nghệ quan hoàng vương giống như mặt trời trói chan treo ở trên không vạn tượng đàn cánh của nó vỗ nhẹ một cái một màn mưa lửa rơi xuống mang theo khí tức hủy diệt đánh vào hai ngàn tên thủ hạ của mạch lăng bên dưới hai ngàn tên thủ hạ này bị khí tức chúa tể ép không thể thở nổi còn chưa kịp triệu hoán hồn sủng chiến đấu lại không thể chịu hồi hồn sùng ra dùng kỹ năng ngăn cản vô cùng chật vật chạy ra khỏi cung nữ vương một khi lực lượng một quân đoàn không thể tập trung lực lượng đối phó một sinh vật cao cấp liệt hỏa của quan hoàng vương thiêu đốt thì thành viên quân đoàn chết cháy một mảng lớn làm gì hình thành sức chiến đấu chỉnh thể được chứ lửa cháy mạnh hừng hực sắc mặt tái nhợt của mạch lăng nhìn qua quân đoàn của mình bị lửa mạnh đánh tơi bời sinh vật cấp chúa tể bá đạo như thế không có quân đoàn cực lớn thì không thể chống lại nó được trong khoảnh khắc quân đoàn vỡ tan ngàn dặm quan hoàng vương bá đạo làm cho những hồn hoàng đang xem cuộc chiến ở xa xa cũng phải trợn mắt há hốc mồm giết bọn chúng mục thanh y đưa mắt nhìn qua phương vũ quyết tâm còn có đám nữ cơ phản loạn những kẻ này phải giết trước tiên mục thanh y không có bất luận nhân từ nương tay nào phương vũ quyết tâm trác vũ nhìn thấy quan hoàng vương đang bay tới trước mặt của mình lập tức mặt xám như cho vù 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 hô lửa cháy mạnh cuốn quá nhưng hồn sùng sư này ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, bị một đám hỏa diễm bao phủ toàn thân. Ngọn lửa này giống như hình phạt thiêu sống, đem các nàng ép vào vị trí trung ương nhất. Sau đó là hỏa diễm màu vàng mang theo lực lượng thẩm lý, và phát xét lan ra toàn thân của các nàng. Các nàng bị lực lượng dực hệ giam cầm không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua hỏa diễm lao tơi, sau đó thừa nhận lấy thống khổ của việc bị thiêu đốt tới chết. Hỏa thiêu to lớn này diễn ra trên không cung nữ vương. Thậm chí cả nội thành, người trong thành có thể nhìn thấy hình phạt này từ rất xa. Mà bị thiêu đốt trong đó tổng cộng 8 nữ hồn sủng sư, quần áo của các nàng bị thiêu đốt sạch sẽ, xuân quang lộ ra ngoài. Nhưng mà những người đang xem cuộc chiến không có khả năng thưởng thức xuân quang của các nàng, bởi vì những nữ nhân này lông tóc bị thiêu đốt đầu tiên, sau đó là làn da, da thịt trong bóc ra ngoài. Tha cho chúng ta, điện hạ. Tha cho chúng ta. Giết chết chúng ta đi. Van cầu ngài giết chúng ta. Tiếng thét thê thảm này vang khắp cung nữ vương, cũng lọt vào trong tai của những người đang nhìn chằm chằm vào một màn này. Hình phạt thiêu chết tàn nhẫn như vậy, hơn nữa còn diễn ra ở trước mặt của bao nhiêu người, cuối cùng phải có bao nhiêu cừu hận mới khiến cho nữ vương này phải làm như thế. Hỏa diễm kim sắc thiêu đốt chậm rãi, không thiêu cháy các nàng ngay, làm cho các nàng thừa nhận hình phạt thống khổ nhất, muốn cho loại đau nhức này ăn sâu vào linh hồn của các nàng, làm cho các nàng kiếp sau cũng phải nhớ để không làm ra chuyện thương thiên hại lý. Điện hạ, giết các nàng đi. Chuyện này quá vô nhân đạo. Một lão hồn sủng sư có chút nhìn không được. Từ chỗ cao dùng linh hồn chi âm nói qua. Mục thanh y hờ hững ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lão giả tóc bạc hoa dâm này. Trong nội tâm âm thầm cảm thấy bi ai, trước kia những kẻ này không bao giờ gọi mình là nữ vương. Hiện tại thì sử dụng danh xưng này, những người này rất hiểu được đạo lý gió đầu tường. Cũng bởi vì những kẻ như vậy mới làm cho vạn tượng cảnh trướng khí mù mịt như thế. Ta khiển trách đệ tử của mình, cần ngươi quan tâm sao? mục thanh y cũng mặc kệ những lão hồn sư này có danh vọng thế nào lạnh nhạt nói ra lão hồn sủng gương mặt cứng đờ nhưng không dám nói lời nào hoa khánh điện hạ đang thay trời hành đạo đồng thời cũng răn đe đám phản đồ kết cục này xem như cũng là tốt nhất lão ẩn sĩ của yểm ma cung đã sớm chạy tới nhìn qua lão già kia nói ra trong mắt hoa khánh hiện ra một tia tức giận nhưng chỉ có thể trung thực lui qua một bên mùi khét chuyển ra chung quanh gây mũi buồn nôn. Những nữ hồn sùng sư kia bây giờ đã bị đốt thành thây khô. Ai cũng nhìn không ra các nàng là nữ tử như hoa như ngọc. Các nàng đốt trọi chỉ còn lại bộ xương hốc hác không ra gì. Hùng mặt mạch lăng lơ lửng ở giữa không trung. cả quá trình thiêu đốt hắn cũng nhìn thấy. hắn không ngờ rằng nữ nhân này lại có một mặt tâm ngoan thủ lạt như vậy. trong nội tâm cũng hiện ra thần sắc sợ hãi. nhưng mà mạch lăng phi thường rõ ràng. chỉ cần hắn khẽ động, quan hoàng vương cùng bạch hổ sẽ cùng lúc đánh qua phía hắn. sở dĩ hắn đứng tại chỗ này chính là vì hắn phải đợi các thành viên hồn minh và cường giả hùng vị chạy tới giúp đỡ nếu là ở địa phương khác có được quan hoàng vương cùng bạch hổ thì mục thanh y xác thực có thể rất nhẹ nhàng giết chết hắn nhưng mà nơi này là vạn tượng đàn các cao thủ hồn minh đều ở lại nơi này mục thanh y thanh lý môn hộ không người nào dám ngăn cản nhưng nàng muốn giết mình thì nhất định sẽ có cường giả hồn minh ra mặt hùng vị không phải tùy tùy tiện tiện có thể giết chết như vậy minh chủ có mệnh lệnh không ai dám không theo hồn điện sở lão đệ mục nữ thần tại vạn tượng đàn đại khai sát giới quá uy vũ khí phách đằng lãng vội vã chạy đến sân nhỏ của sở mộ cũng mặc kệ có người nào khác phát hiện hay không diệp khuynh tư vừa vạn tử trong gian phòng đi ra nghiêng mắt nhìn qua đằng lãng thằng này rốt cuộc là thiếu chủ hay là sai vật đi bẩm báo đây sở mộ ở ngoài thành cùng tiểu vong mộng đi huấn luyện chiến đấu động tĩnh lớn như vậy có lẽ hắn cũng phát hiện được diệp khuynh tư nhìn đằng lãng nói ra đệ muội không có tới nhìn sao chuyện này đoán chừng huyên náo rất lớn đằng lãng nói ra diệp khuynh tư nghĩ lại mục thanh y một người khiêu chiến với cung nữ vương phản bội thực lực có mạnh hơn nữa cũng chịu chút ít tổn thương chính mình vừa vặn sửa sang tốt các loại tài liệu tốt hơn là nên đi xem đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới tốt xảy ra chuyện lớn như vậy thì các thành viên tam đại cung điện không có khả năng không phát hiện ra nhất là những thành viên đang ở gần vạn tượng đàn bọn họ đã tụ tập cùng một chỗ lơ lửng trên không trung cung nữ vương nhìn qua bên dưới lúc này đây tam đại cung điện tự nhiên chỉ cần khoanh tay đứng nhìn dù sao mục thanh y đang thanh lý môn hộ thuận tiện tìm hùng mặt của hồn minh phiền toái cái kia đây không phải là cấp chúa tể quan hoàng vương ư những nguyên lão của hồn điện lúc này chỉ vào hồn sủng đang được hỏa diễm bao phủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra kinh ngạc không chỉ có nguyên lão tất cả mọi người nhìn thấy quan hoàng vương xuất hiện đều lộ ra vẻ khó tin nàng có thể phục sinh quan hoàng vương cao tầng tam đại cung điện lúc này trông thấy quan hoàng vương xuất hiện trong nội tâm cũng có các loại suy nghĩ khác nhau. Mấy nguyên lão của yểm ma cung và mấy cao tầng hồn, sủng cung trước kia quyết định trợ giúp mục thanh y, bọn họ may mắn với quyết định lúc trước, làm cho tam đại cung điện nhiều ra một viện thủ cường đại. Ngươi nhìn xem, ta nói không nên xem thường người khác rồi mà, hiện tại quan hoàng vương đã phục sinh, mục tiểu thư tuyệt đối là hồn sủng sư mạnh nhất, ai còn dám là địch với nàng chứ, đám người các ngươi đều là gia hỏa tầm nhìn hạn hẹp vẫn là sở phương trần hiểu được dấu tài những nguyên lão này phát ra từng tiếng cảm khái mà những nguyên lão của phái bảo thủ lúc này cũng không dám lên tiếng, sự thật bày ra ở trước mắt, tam đại cung điện của bọn họ thiếu chút nữa đắc tội một cường giả rồi. Ồ, người nọ là ai, vậy mà dám ra mặt ngăn cản mục tiểu thư? Đằng nguyên lão chỉ vào nam tử xuất hiện trước mặt mục thanh y, có chút ngạc nhiên hỏi. Mục thanh y cùng hùng mặt mạch lăng cửu hận mọi người đều biết, mục thanh y đã phục sinh quan hoàng vương, thì khẳng định không chết không ngớt với mạch lăng đã giết hồn sủng của nàng. Loại cửu hận này trừ phi các cường giả hùng vị khác ra mặt, làm cho mục thanh y có chỗ kiên kỵ mới có thể hành quân lặng lẽ nhưng mà nam tử trẻ tuổi này lại làm cho mục thanh y đè tức giận xuống chuyện này cũng có chút cổ quái cung nữ vương đã bị thiếu đốt thành phế tích hơn phân nửa mục thanh y vẫn đứng ngạo nghễ chung quanh đều là thi thể và máu tươi đây là lần đầu tiên mục thanh y đại khai sát giới lửa giận của nàng không cách nào dội tắt được chỉ có dùng tính mạng của những kẻ này điền vào chỉ có dùng tính mạng của những người nào làm cho đám người dụng tâm kín đáo kia biết trong vạn tượng cảnh không phải là nơi bọn họ muốn làm gì thì làm. Tính mạng của Mạch Lăng thì Mục Thanh Y phải lấy. Nhưng mà Mục Thanh Y phi thường rõ ràng giết hắn trong vạn tượng đàn, cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì Minh Chủ đã có rất nhiều chiếu cố và ban đặc quyền cho cường giả hùng vị. Hơn nữa bất luận cường giả hùng vị nào xuất hiện, thì chính mình muốn giết chết hắn khả năng trở nên rất xa vời. Nhưng mà làm cho Mục Thanh Y thật không ngờ là, ra mặt đứng trước mặt mình và Mạch Lăng lại chính là người này. Thiên tử Ngô Quảng, Mục Thanh Y nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào nam tử này. Ngô Quảng người này tồn tại thì người biết rõ không nhiều, thế nhưng mà hắn sát thực giống như một thiên tử, tồn tại trong vạn tượng cảnh hắn không có bất kỳ danh vọng cùng hào quang nào, nhưng chỉ cần thân phận đệ tử của Minh chủ, cũng đủ để bình khởi bình tạo với bốn cường giả hùng vị. Đã nhiều năm không gặp, Mục tiểu thư vẫn còn nhớ rõ tại hạ. Thiên tử Ngô Quảng tươi cười nói ra, dáng người Ngô Quảng cân xứng, tướng mạo bình thường, nếu không phải dáng cười tự tin cùng với con ngươi sáng ngời hữu thần lộ ra vài phần thong dong và chấn định của cường giả, đặt hắn trong đám người bình thường rất dễ dàng bị xem nhẹ thành nhân vật bình thường. Đồng dạng kể cả hùng mạt mạch lăng và những lão già của hồn minh, bọn họ bất ngờ về sự xuất hiện của thiên tử Ngô Quảng. Mà các thành viên tam đại cung điện biết được người trẻ tuổi này là nhân vật linh hồn của thế hệ trẻ hồn minh Ngô Quảng này, thần sắc đều có chút khó coi. Nam tử trẻ tuổi đại biểu minh chủ hồn minh xuất hiện, có phải có ý nghĩa sẽ nhắc lên sóng gió của thành vạn tượng hay không? người này chính là ngô quảng đệ tử minh chủ các nguyên lão tam đại cung điện nhíu mày hỏi minh chủ hồn minh không có tham gia tranh đấu giữa tam đại cung điện cùng hồn minh dường như chiến tranh thế tục trong mắt của hắn căn bản không đáng quan tâm nhưng mà tên đệ tử của hắn lại đại biểu thế hệ trẻ của hồn minh hắn nhất định sẽ tham gia vào trong đối kháng của hai bên không nói trước thực lực của hắn như thế nào chỉ riêng thân phận mẫn cảm của hắn làm cho tam đại cung điện không biết nên làm thế nào cho phải tóm lại cho dù người này quản chuyện này tam đại cung điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tức giận trong nội tâm mục thanh y không có đánh tan, nhưng mà người này xuất hiện còn khó giải quyết hơn cả cường giả hùng vị xuất hiện. Đây là ân oán của ta và mạch lăng, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Mục thanh y nói ra, ta cũng không muốn nhúng tay, nhưng mà gia sư có lệnh không thể không theo, ít nhất là trước khi tìm được người thích hợp thay thế mạch lăng hắn vẫn không thể chết. Thiên tử Ngô Quảng nói ra, thiên tử Ngô Quảng nói lời này làm cho sắc mặt hùng mặt mạch lăng lúng túng, cái gì gọi là còn chưa tìm ra người phù hợp thay thế chẳng lẽ minh chủ cũng định thay người thiên tử việc này mạch lăng ta chỉ phụng mệnh làm việc thời điểm này mạch lăng tự nhiên phải đem đế cơ ra làm tấm chắn thiên tử ngô quảng xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hùng mặt mạch lăng nói người nghe lệnh của ai gia sư đã nhiều năm còn chưa quay về vạn tượng cảnh đấy mạch lăng lập tức nghẹn lời vừa rồi lời của hắn đang ám chỉ cho thiên tử ngô quảng người muốn giải quyết mục thanh y chính là đế cơ thế nhưng mà ngô quảng lại hỏi ngược lại rõ ràng cho thấy muốn hắn mang trên lưng cái oan ức này nếu là trước kia mạch lăng gánh cái oan ức này cũng được dù sao hắn đã sớm bất mãn vói mục thanh y rồi nhưng mà bây giờ quan hoàng vương của mục thanh y phục sinh thực lực bạch hổ cũng bưu hãn như thế nếu như không có người bảo vệ hắn hắn nhất định sẽ bị mục thanh y trả thù vạn tượng cảnh chỉ cần còn có ta một ngày không ai được phép giúp đỡ mạch lăng mặc kệ minh chủ có lệnh gì sau khi lấy mạng chó của hắn thì ta sẽ đi thỉnh tội với minh chủ Mục Thanh Y lãnh đạm nói ra. Cái này, Ngô Quảng không lường được thái độ của Mục Thanh Y kiên quyết như vậy, ngay cả lệnh của Minh Chủ cũng dám trái. Nhưng nói trở lại, hiện tại thực lực Mục Thanh Y đã vượt xa Mạch Lăng, dùng cừu hận của Mục Thanh Y cùng Mạch Lăng hiện tại, mà nhìn thì cả hai nhất định thủy hỏa bất dung, muốn lựa chọn, người muốn ngăn trở, cũng có thể thử xem. Mục Thanh Y không có cho Ngô Quảng mặt mũi. Mục Thanh Y phi thường rõ ràng, địch nhân chính thức của nàng không phải Mạch Lăng, mà chính là đế cơ hiện giờ đã một tay che trời nàng phi thường rõ ràng thế lực của đế cơ to lớn ra sao nhưng nàng kiên quyết không vì thế mà nén giận thái độ của nàng với mạch lăng cường ngạnh như vậy chính là cho nữ nhân kia biết rõ trêu chọc chính mình sẽ không có kết cục tốt mà lúc này các hùng vị khác không có xuất hiện chuyện này cũng chứng minh đế cơ vì bảo toàn thanh danh của mình không có tính toán chính diện ra tay giúp mạch lăng biểu hiện trên mặt ngô quảng cứng đờ dường như không ngờ mặt mũi của mình không đáng giá như vậy nhưng mà chuyện này cũng cho thấy Mục Thanh Y tức giận và hận ý sâu như thế nào, hơn nữa thực lực của nàng bây giờ xác thực không cần sợ hãi quá nhiều. Về phần minh chủ thì Ngô Quảng kỳ thật cũng chỉ lấy ra chấn nhiếp mà thôi. Trên thực tế minh chủ không quan tâm tới chuyện như thế này. Cho dù muốn xen vào khẳng định cũng phải cho Mục Vương chút tình mọn lên, xử lý nhẹ là được. Nhiều khi tiểu quỷ khó chơi, đế cơ có thể không kiêng nể gì cả ra tay tiến hành tàn phá Mục Thị. Nhưng mà thời đại minh chủ sống thì biết rõ Mục Thị hưng thịnh cùng cường đại, có khả năng là thụ ân của mục thị, trên tình cảm cũng không có khả năng ra tay với nàng. Xem ra mục tiểu thư hiện tại có chút cố chấp rồi. Cho dù có cửu hận gì cũng không nên xử lý bây giờ, mạch lăng ngươi không thể giết, mà mục tiểu thư không cách nào tiêu trừ cửu hận, vậy dùng hình thức quyết đấu giải quyết đi. Ngô Quảng mở miệng nói ra, thiên tử, chuyện này không được. Vừa nghe đến quyết đấu, mạch lăng mặt đen lại, quyết đấu nhất định là chiến đấu giữa hai người. Tuyệt đối không thể dùng bất kỳ người nào ra tay can thiệp vào, vậy thì hắn càng thảm hơn. Ít nhất một khi diễn ra quyết đấu, thì Mạch Lăng nhất định phải chiến một trận với Mục Thanh Y, chuyện này trực tiếp bảo hắn đi tìm chết không có gì khác nhau, thật muốn nói khác nhau thì phương thức chết long trọng và không long trọng mà thôi. Ánh mắt Mục Thanh Y lộ ra vẻ nghi hoặc, quyết đấu này khẳng định có lợi cho mình, Ngô Quảng đưa ra quyết đấu hai người chẳng lẽ trực tiếp đứng ở bên ngoài, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Đừng vội, thiên tử Ngô Quảng đưa mắt nhìn qua Mạch Lăng đang đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt lại rơi vào người Mục Thanh Y, mở miệng nói quyết đấu này ta cũng tham dự vào nếu như mục tiểu thư có thể dưới tình huống có ta tham dự mà giết được mạch lăng thì mục tiểu thư là bằng bổn sự của mình báo thù mà ta cũng tận chức trách sẽ không bị gia sư trách cứ nhưng nếu mục tiểu thư không thể giết chết mạch lăng trong quyết đấu vậy đoạn ân oán này sinh mục tiểu thư tạm thời buông ra các ngươi đều là người vô cùng quan trọng của vạn tượng cảnh bất luận là người nào chết cũng là tổn thất lớn với lĩnh vực nhân loại ngô quảng nói ra lời này lập tức dẫn phát sao động cho dù là tam đại cung điện hay là hồn minh thì bọn họ cũng không nghĩ tới ngô quảng vậy lại đưa ra phương thức quyết chiến này chẳng lẽ thiên tử ngô quảng thực sự cường đại nên tự tin như vậy có thể ngăn cản được mục thanh y có quan hoàng vương cùng bạch hồ hay sao phải biết rằng mục thanh y hiện tại chỉ có hùng thủ mới có tư cách chống lại đương nhiên ta cùng mạch lăng là hai người như vậy đối với mục tiểu thư mà nói không công bình mục tiểu thư có thể tùy ý chọn lựa một vị cường giả tin được cùng ta và mạch lăng hình thành quyết đấu hai người ngô quảng tiếp tục nói Thời điểm mọi người đều kinh ngạc không thôi, Ngô Quảng nói ra lời kế tiếp thì càng nhấc lên sóng lớn cho hai đại trận doanh. Ngô Quảng cùng với Mạch Lăng liên thủ chiến một trận với Mục Thanh Y thì cũng làm cho hai trận doanh kinh hãi với thực lực của Ngô Quảng này. Kết quả Ngô Quảng lại cho phép Mục Thanh Y mời thêm cường giả. Mạch Lăng có thái nga cự nhân tối đa chỉ ngang tay với Bạch Hổ mà thôi. Ngô Quảng muốn cho Mạch Lăng mạng sống, nhất định phải ngăn cản được sinh vật cấp chúa tể quan hoàng vương mới được. Ngô Quảng đưa ra tham gia quyết đấu thì không thể nghi ngờ đang nói cho mọi người biết hắn là cường giả cấp chúa tể. Sau khi hắn nói một câu này, càng cho thấy thực lực của hắn không chỉ là cấp chúa tể đơn giản như vậy. Chuyện này chỉ là phỏng đoán đơn giản mà thôi, người của Tam Đại Cung Điện không cách nào làm rõ được. Thế nhưng mà cho dù đoán kết quả này thì đối với Tam Đại Cung Điện, mà nói không thể nghi ngờ là đả kích mang tính hủy diệt. Bọn họ thật vất vả đứng chung chỗ với mục thanh y là, cường giả chống lại được hùng thủ cường đại, chuyện này làm cho bọn họ và hồn minh chiếm ưu thế lớn hơn trong chiến tranh sở phương trần chiêu lãnh xuyên cùng với liễu băng lam bọn họ cũng đã trở thành cường giả đảm đương một phía rồi càng khiến tam đại cung điện có tư cách chiến một trận với cao tầng hồn minh nhưng mà thực lực tăng trưởng không giống nhau tam đại cung điện không ngừng xuất cường giả ra ngoài hồn minh cũng xuất ra cường giả cùng cấp bậc nhưng mà tam đại cung điện cho dù có tâm chuẩn bị cũng tuyệt không ngờ thực lực thiên tử ngô quảng lại mạnh tới mức độ này người xác định như thế mục thanh y nhìn chằm chằm vào con mắt tự tin của thiên tử ngô quảng mở miệng hỏi một câu thiên tử ngô quảng gật gật đầu mở miệng nói mục tiểu thư không phải nói ta muốn ngăn thì thử xem sao vậy thì tại hạ cũng thử một lần tốt theo ý ngươi nói mục thanh y nói vậy thì năm ngày sau tại vạn vật bình nguyên ở phía đông thành vạn tượng thiên tử ngô quảng rất nói thẳng thời gian và địa điểm quyết đấu mục thanh y chỉ gật gật đầu cũng không có nhiều lời ngô quảng thấy mục thanh y đã đồng ý quyết đấu trên mặt cũng tươi cười xoay người sang nhìn qua mạch lăng sắc mặt vô cùng khó coi chậm rãi mở miệng nói ra như thế nào ngươi không có lòng tin với ta sao không dám không dám mạch lăng vội vàng tươi cười lên nói thật mạch lăng không có bao nhiêu tin tưởng ngô quảng nói như thế nào cũng trẻ tuổi thực lực của hắn ít nhất phải tương đương với mục thanh y mới có thể bảo toàn tánh mạng của hắn bởi vì mục thanh y gọi người thứ hai không phải sở phương trần thì không ai khác đúng là thực lực thiên tử ngô quảng rất mạnh nhưng mà chỉ là nghe đồn nghe đồn là cao hơn mình nhưng mà mạch lăng đối với thực lực ngô quảng tương đương mục thanh y thì có hoài nghi trọng yếu nhất là quyết đấu liên quan tới tính mạng của hắn nếu ngô quảng không địch lại mục thanh y theo cách nói trước đó mạch lăng hắn sẽ chết mà ngô quảng thì chắc chắn không có chuyện gì cả cuối cùng hắn cũng chỉ nói đã cố hết sức hiện tại mạch lăng chỉ có thể hy vọng ngô quảng xác thực có thể đối kháng với mục thanh y nếu không tánh mạng của hắn khó giữ rồi như vậy mục tiểu thư có muốn thanh lý cung nữ vương một chút không dù sao nơi này cũng là của tổ tông ngài lưu lại Huyết tinh bừa bộn như thế, Thiên tử Ngô Quảng mở miệng nói ra, Mục Thanh Y không muốn nhiều lời, ánh mắt nhìn qua những tỷ nữ và nữ cơ còn lại của cung nữ vương. Những tỷ nữ, người hầu cùng nữ cơ thấy chiến đấu chấm dứt, nữ vương tức giận cũng tiêu trừ, đều phi thường thông minh nịnh nọt chạy về, bắt đầu xử lý những thi thể và hài cốt trong cung nữ vương. Thì ra là có nhiều người như vậy, xem ra quyết đấu cũng càng náo nhiệt rồi. Thiên tử Ngô Quảng nhìn người của Tam đại cung điện chung quanh, hồn minh và thế lực trung lập nói ra, hồn minh cùng thế lực trung lập khách khí hành lễ với hắn, nói một ít lời lấy lòng. Ngô Quảng cũng không có để ý tới bọn họ, ánh mắt của hắn nhìn qua trận doanh tam đại cung điện thì con mắt sáng bóng lên, hiện ra tươi cười, nói. Diệp tiểu thư, ngươi cũng tới, tại hạ đang muốn đi tìm cô đấy. Nói xong Ngô Quảng đã đi tới trận doanh hồn điện, hắn không quan tâm tới hào khí dương cung bạt kiếm của tam đại cung điện cùng hồn minh. Nhưng mà lời của Ngô Quảng nói làm ánh mắt mọi người rơi vào người của Diệp Khuynh Tư, trước trận có nghe đồn nói nữ nhân sở phương trần là diệp khuynh tư bị một người quấn quýt lúc ấy mọi người nhao nhao cảm thấy người nọ chán sống rồi ai có thể ngờ người này lại là thiên tử ngô quảng trong đám người hồn điện thì diệp khuynh tư thấy ngô quảng đi tới chỗ nàng lập tức nhíu mày nhưng mà đúng lúc này một thân ảnh tuẫn lãng quen thuộc đi tới bên cạnh diệp khuynh tư thành thạo ôm vòng eo của nàng kéo nàng vào ngực của hắn diệp khuynh tư vốn đang sững sờ chợt tươi cười lên lườm qua ra hỏa thời điểm này mới xuất hiện kia mà ra hỏa mặt dày này nhìn qua Diệp Khuynh Tư cười cười tiêu sái, sau đó ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào người đi tới chỗ Diệp Khuynh Tư. Biểu hiện trên mặt thiên tử Ngô Quảng có chút cứng đờ, bản thân mình cố ý tiến lên gọi nữ linh sư xuất sắc kia, không ngờ có một gia hỏa không biết sống chết ôm lấy nàng, đây không phải cố ý khiêu khích thì là cái gì? Ngô Quảng ở hồ nước suối Đông Cuồng Lâm gặp được Diệp Khuynh Tư, lúc ấy hắn đúng là ác chiến một trận nên bị thương, mà Diệp Khuynh Tư xuất hiện làm cho hắn lập tức sinh ra hảo cảm, với nữ linh sư bản lĩnh xuất chúng và thiện lương này ngô quảng thuộc về loại người này một khi có được hào cảm thì nhất định phải thu vào trong tay của hắn trở lại thành vạn tượng thì nghe ngóng một phen thật không ngờ nàng là hôn thê của sở phương trần có danh tiếng cực lớn nếu đã là nữ nhân của người khác thì làm cho ngô quảng hơi có chút thất lạc nhưng mà nghĩ tới cảnh cướp đi nữ nhân của cường già trẻ tuổi thì không phải có tính khiêu chiến cao hơn sao hào cảm lúc ban đầu với diệp khuynh tư và cố ý khiêu khích đệ nhất nhân sở phương trần của tam đại cung điện đệ là hai phương diện cùng kích thích làm cho ngô quảng nhiều lần xuất hiện trước mặt diệp khuynh tư chuyện này làm không ít người đánh giá rằng hắn không biết sống chết quấn quýt nữ nhân của sở phương trần đương nhiên ngô quảng cũng không cảm thấy mình là kẻ không biết sống chết ngược lại sở phương trần cái là gia hỏa bộc lộ tài năng lớn nếu không phải thức thời thì hắn mới là gia hỏa không biết sống chết bộ pháp của ngô quảng hơi dừng lại một chút vẻ mặt lại tự tin đi tới gần sở mộ cùng diệp khuynh tư thong dong nói ra các hạ chắc hẳn chính là Sở Phương Trần. Ta vừa tới vạn tượng cảnh đã nghe thấy tên của ngươi rồi. Người của Tam Đại cung điện, và hồn minh trông thấy Sở Phương Trần cùng Ngô Quảng là hai đại thiên tài kinh thế đối mặt với nhau, lúc này nhỏ giọng nghị luận với nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người này phân biệt đại biểu cho hai người trẻ tuổi thiên tài của hai trận doanh, nghe đồn thiên tử Ngô Quảng vừa ý hôn thê của Sở Phương Trần, thì cho dù hắn xuất phát từ phương diện nào thì hai người này chắc chắn phải chiến với nhau một trận. Ngô Quảng đúng không? Sở mộ lạnh nhạt nhìn qua ra hỏa dường như rất cuồng vọng này, dùng ngữ khí từ trên cao nhìn xuống, nói. Về sau cách nữ nhân của ta xa một chút, ngô quảng nghe được câu này biểu hiện trên mặt đã cứng đờ, hắn không ngờ thanh niên trước mặt mình lại không biết điều như thế, chưa gì đã chỉa thẳng đầu mâu. Các nguyên lão tam đại cung điện và cường giả hồn minh lúc này, mở to mắt nhìn qua sở mộ. Sở phương trần này rốt cuộc biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Thiên tử ngô quảng chính là đệ tử minh chủ. Hơn nữa vừa rồi đưa ra lựa chọn quyết đấu cũng cho thấy hắn mạnh mẽ bao nhiêu, Sở Phương Trần chưa chắc đã là đối thủ của hắn, hắn rõ ràng dám dùng ngữ khí này nói chuyện với người ta. "Sở Phương Trần, ngươi thật lớn mật, có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không?" Mạch Lăng đã sớm hận Sở Mộ Thấu xương, lập tức nhìn hắn hét lớn lên. Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Mạch Lăng, không nhìn thẳng thằng này, thản nhiên nói: "Còn nữa, Tam Đại cung điện không chào đón ngươi đi vào, đừng cho rằng ai cũng có thể tùy ý ra vào Tam Đại cung điện như vậy." Nói xong, ánh mắt Sở Mộ nhìn quét qua các nguyên lão của Tam Đại Cung điện, tiếp tục nói: "Về sau người nào trông thấy hắn đi vào Tam Đại Cung điện, trực tiếp đánh ra ngoài." "Đánh ra ngoài?" Cái này, các nguyên lão lập tức hai mặt nhìn nhau. Dù sao Thiên tử Ngô Quảng cũng đại biểu cho Minh chủ, tuy nhân vật như vậy đã đứng ở mặt đối lập, nhưng hắn muốn bước vào Tam Đại Cung điện, chỉ cần không phải làm ra chuyện khiêu khích rõ ràng gì, thì bọn họ nhất định sẽ không đi can thiệp. Ai ngờ đến Sở Phương trần lại không chút do dự vạch mặt còn chỉ rõ hắn dám bước vào sẽ bị đánh ra ngoài chuyện này khiến đám lão nhân như bọn họ không biết nên làm thế nào sở phương trần ngươi không nên tùy tùy tiện tiện đưa ra mệnh lệnh cho tam đại cung điện hạ như vậy hơn nữa còn trực tiếp nhắm vào ngô quảng dù sao sau lưng của hắn tiếu nguyên lão ngữ khí uyển chuyển nói ra đúng vậy chớ vì tranh giành tình nhân mà ảnh hưởng tới đại cục mấy lão nhân gia này cũng tận tình khuyên bảo thực sự sở phương trần không nghĩ qua làm chuyện dẫn phát chiến tranh sớm dù sao ngô quảng xác thực có quyền lực ra lệnh cho hồn minh chọc hắn tức giận sẽ có phiền toái lệnh của hắn chính là lệnh của ta chúng điện vệ thánh vệ thống lĩnh hộ vệ kể từ hôm nay cấm ngô quảng tiến vào tam đại cung điện bỗng nhiên một âm thanh lạnh như băng truyền tới đè ép âm thanh do dự của các lão nhân xuống sau khi âm thanh này vang lên thì liễu băng lam ung um dùng đẹp đẽ quý giá được đông đảo thị nữ đi theo tiến lên dung mạo tuyệt mỹ mang theo vài phần uy nghiêm bức người người của tam đại cung điện thấy nữ tôn đã đi tới nhau nhau hành lễ sắc mặt ngô quảng khó coi nhìn chằm chằm vào liễu băng lam ngữ khí tận lực giữ bình tĩnh nữ tôn điện hạ làm gì phải như thế chẳng lẽ ngô quảng ta cần đùa nghịch âm mưu thủ đoạn với tam đại cung điện hay sao nếu lập trường đã khác nhau thì nên phân chia giới hạn thiên tử có rảnh rỗi thăm viếng tam đại cung điện chúng ta chẳng băng bỏ nhiều thời gian trông coi thủ hạ của mình miễn gây ra chuyện thị phi song phương giao chiến vốn là chuyện của song phương không nên liên lụy gia tộc thành thị khác mới tốt." Liễu Băng La mở miệng nói ra. Lời này làm cho Thiên tử Ngô Quảng không cách nào phản bác, đành phải cười mà không phải cười, nói: "Đã như vậy, Ngô Quảng cũng không nói thêm cái gì. Nói xong ánh mắt Ngô Quảng không thèm che giấu nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường nói ra: "Nếu nữ Tôn Điện hạ đã triệt để phân rõ địch ta, thì tương lai gặp nhau thì đừng trách Ngô Quảng ta tâm ngoan thủ lạt. Còn nữa, Sở Phương Trần, ngươi có một Bạch Yểm Ma cách cấp chúa tể một bước." cũng không phải là đối thủ của ta có ta ở đây thì chỉ sợ sau này ngươi không được tốt rồi ngô quảng đang uy hiếp trần trụi không thể nghi ngờ cho thấy giữa hai người phải có một người chết trực tiếp đẩy tình hình lên đầu sóng ngọn gió không cần hơn thua trong lời nói đâu ta rất đồng ý sẽ không hạ thủ lưu tình với nhau sở mộ bình thản trả lời một câu ngô quảng hừ lạnh một tiếng quét mắt nhìn qua hùng mặt mạch lăng quay người rời đi mạch lăng vội vàng đi theo sau lưng ngô quảng nếu không có thể sẽ bị mục thanh y khống chế quan hoàng vương giết qua cái mạng của hắn hiện tại chỉ có thể nương nhờ vào hộ tâm phù này mà thôi người của tam đại cung điện nhanh chóng tán đi nhưng mà chuyện quyết đấu ba ngày sau chắc hẳn cao tầng sẽ thống nhất thương thảo với nhau dù sao chuyện này quan hệ tới viện thủ cường đại mục thanh y và sinh tử đại địch hùng mạt mà thành viên hồn minh vây quanh thiên tử ngô quảng rời đi ngô quảng tụ tập một ít cao tầng và hùng thủ vào trong đai điện tự nhiên cũng thương nghị chuyện quyết đấu ba ngày sau thiên tử ngài thật sự nắm chắc đối phó mục thanh y hùng mặt không nhịn được hỏi một câu hừ chuyện này các ngươi làm thế nào hoặc là nhổ tận gốc mục thị làm cho nàng không tiếp tục có cơ hội xoay người hoặc là không trêu chọc tới nàng hiện tại ngược thì tốt rồi phải đưa ta ra thu thập cục diện rối rắm này thiên tử ngô quảng tức giận nói ra cái này trong đó có quá nhiều trùng hợp ngoài ý muốn vốn bạch hổ của mục thanh y đột phá sau đó bạch yểm ma của sở phương trần kế thư yểm ma lão tổ truyền thừa nói đến sở phương trần mục thanh y có thể mời hắn tham chiến thiên tử người xem hùng mặt mạch lăng cắn răng nói ra đương nhiên hùng mặt quan tâm nhất chính là thiên tử không rõ thực lực sâu cạn này có thể đối phó được mục thanh y hay không ngươi cho rằng ta đưa ra quyết đấu chỉ là vì bảo vệ mạng chó của ngươi hay sao ngô quảng khinh thường nói ra ý của thiên tử là mạch lăng cũng không ngu ngốc lập tức đoán được mục đích khác hắn nói ngài cố ý dẫn xuất sở phương trần ra gia sư ra ngoài dạo chơi nghe một ít tin tức thành vạn tượng, cảm thấy người này chính là ẩn họa, bảo ta đi diệt trừ hắn. Ngô Quảng nói ra, Mạch Lăng và những người khác nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xem ra thiên tử làm việc quả nhiên là suy nghĩ kỹ càng. Như vậy thiên tử có nắm chắc hay không? Một gã cường giả trầm vị nói ra, gia sư cho một hồn sủng đi theo bên người của ta, bảo đảm ta an toàn, tình huống đặc biệt hạ cũng có thể chỉ huy nó chiến đấu. Thiên tử Ngô Quảng nói ra, minh chủ, Hồn sủng của minh chủ. Mạch Lăng lập tức vui mừng, mấy cường giả trầm vị khác cũng kinh hãi, thật không ngờ bên người Ngô Quảng còn có một hồn sủng của minh chủ, như thế Ngô Quảng có thể hoành hành trong thành vạn tượng này rồi. Nếu là hồn sủng của minh chủ, vậy khẳng định là cấp chúa tể. Thiên tử Ngô Quảng bản thân của mình cũng có được hồn sủng cấp chúa tể của mình, như thế có được hai sinh vật cấp chúa tể, hơn nữa Mạch Lăng còn có Thái Nga cự nhân, trận chiến đấu này tất có nắm chắc. Mục Thanh y thực lực quá mạnh mẽ. Giết chết nàng độ khó rất lớn, nhưng muốn giết sở phương trần thì dễ dàng hơn nhiều. Trong mắt ngô quảng hiện ra một tia âm tà. Thì ra thiên tử đã sớm bày mưu nghĩ kế, cố ý tiếp cận nữ nhân của sở phương trần là vì chọc giận sở phương trần. Thiên tử tâm tư kín đáo. Mạch lăng vội vàng nịnh nọt bắt đầu. Ngô quảng tươi cười, chuyện của Diệp Khuynh tư sự chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng mà nhớ tới sở phương trần hôm nay không đặt hắn vào trong mắt, trong nội tâm ngô quảng tức giận càng lớn, trong nội tâm đã sớm thể nhất định phải đánh cho ra hỏa này, thương tích đầy mình rồi mới giết chết thiên tử minh chủ hắn hiện giờ ở nơi nào nếu như minh chủ hiện thân thì tam đại cung điện căn bản không đủ gây sợ chúng ta cũng không cần phải sợ hãi rụt rè như vậy mạch lăng thăm dò hỏi một câu còn không phải lúc hồn điện bảy đại thánh vương cũng không phải bày trí hiện tại hồn điện phi thường mẫn cảm vì bảo tồn gia nghiệp ngàn năm của mình nhất định sẽ đập nồi dìm thuyền không tiếc triệu hoán bảy đại thánh vương ngô quảng nói ra tam đại cung điện tự nhiên cũng có át chủ bài của mình nếu không dưới tình huống không có cường giả cấp chúa tể đã sớm bị diệt không còn một mống thiên tử nói đúng việc này có cần thương nghị với đế cơ hay không mạch lăng nói ra không cần ta có thể giải quyết thiên tử ngô quảng vô cùng tự tin vào bản thân của mình mục thanh y vốn không có ý định bảo sở mộ tham dự chuyện lần này dù sao sở mộ đã giúp nàng rất nhiều nhưng mà hắn và thiên tử ngô quảng trước mặt bao người nói chuyện ác ngữ chắc hẳn cho dù mục thanh y không muốn làm sở mộ tham dự sở mộ là một nam nhân chắc chắn cũng không bỏ qua như vậy. Nhưng mà mục thanh y cuối cùng có chút bất an, nếu thiên tử dám đưa ra phương thức quyết đấu này hắn khẳng định có nắm chắc, không có khả năng chỉ làm cho có, sau đó lại đưa mạch lăng cho mình giết. Trong sân, Diệp Khuynh Tư đang chữa thương cho hồn sùng của Mục Thanh Y. Mục Thanh Y cuối cùng là một người đối phó nhiều địch nhân, trên người của hồn sùng ít nhiều vẫn có nhiều vết thương. Không nói được hai câu đã chọc ra tình huống xấu nhất, tốt xấu gì cũng nên chờ hồn sùng của người tăng lên tới mức mạnh nhất chứ diệp khuynh tư trợn mắt nhìn sở mộ cảm thấy sở mộ lần này có chút vội vàng hắn nói rõ là sẽ tìm ra gây phiền toái trốn cũng trốn không hết vậy thì cần gì phải khách khí với hắn hơn nữa ta không muốn có nam nhân lắc lư trước mặt của nàng nếu như vậy ta đi ra ngoài sẽ có lo lắng sở mộ nói ra diệp khuynh tư xoa bóp sở mộ vụng trộm đưa mắt nhìn qua mục thanh y cách đó không xa trong nội tâm âm thầm nói thầm thằng này tại sao nói chuyện không phân biệt nơi vậy nhưng mà nhìn thấy sở mộ đối đãi tình địch có thái độ kiên quyết như vậy trong nội tâm diệp khuynh tư vô cùng vui thích người nọ có khả năng rất lợi hại ngươi chỉ có một bạch yểm ma tại sao dám đánh với người khác diệp khuynh tư nói ra không phải còn có mục thanh y sao sở mộ nhíu mày liếc mắt nhìn qua mục thanh y đang chiếu cố hồn sủng của mình thì ra ngươi trông cậy vào nàng còn tưởng rằng ngươi có đòn sát thủ nào chứ bằng không tại sao tự tin như vậy diệp khuynh tư nói ra ách đòn sát thủ cũng có nhưng mà rất không linh sở mộ gãi đầu nói ra vì sao không linh diệp khuynh tư vội vàng hỏi sở mộ cảm giác mình có nói cũng không rõ lắc đầu nghệ thời điểm này tiểu vong mộng tỉnh ngủ phát ra tiếng kêu trong không gian của sở mộ vong mộng giai đoạn này vẫn còn tương đối thấp cần nhiều thời gian hoạt động ở bên ngoài sở mộ cho tiểu mạc tả quay lại tổ mà ngủ triệu hoán vong mộng ra ngoài vong mộng ám tử sắc lông vũ sạch sẽ xinh đẹp khéo léo quý phái cực kỳ làm người ta ưa thích Diệp Khuynh Tư trông thấy sở mộ gọi tiểu vong mộng ra ngoài, lập tức vươn tay bảo nó bay lên ngón tay của mình. Tiểu vong mộng thường xuyên ăn linh vật và đồ ăn dinh dưỡng của Diệp Khuynh Tư điều phối, cho nên đặc biệt kề cận với Diệp Khuynh Tư. Nhiều khi sở mộ hoài nghi tiểu phượng hoàng tham ăn này có phải là hồn sùng của Diệp Khuynh Tư hay không? Tiểu gia hỏa này là một đoạn lục dai, nắm giữ kỹ năng gì? Diệp Khuynh Tư vuốt ve bộ lông của nó nhẹ giọng hỏi. Nghệ! Nghệ! tiểu vong mộng lập tức đập cánh bay vòng quanh diệp khuynh tư phi vài vòng quỹ tích nó phi hành xuất hiện lôi điện ám tử sắc hơn nữa hóa thành điện quang rậm rạp khoách tán ra chung quanh giống như lôi miệng của tiểu vong mộng diệp khuynh tư nhìn qua lôi lực kết tinh của tiểu vong mộng trong lòng tự nhủ may mắn bản thân chủng tộc tiểu vong mộng đẳng cấp cao bằng không thì diệp khuynh tư còn không biết phải phối chế linh vật có ám lôi thuộc tính cho tiểu vong mộng dùng thế nào sở mộ không có tính toán cho vong mộng có thêm thuộc tính nào khác cho nên trong quá trình bồi dưỡng sở mộ, có thể dùng linh vật gia tốc tốc độ phát triển vong mộng lột xác, cũng không cần như tiểu chập long, tìm cho nó linh vật thuộc tính u linh và nhiều linh vật khác. Sở Phương Trần, ta cảm thấy Ngô Quảng Hàn là có ác chủ bài nào đó, đến lúc đó ngươi cẩn thận nhiều một ít đi, có thể giết Mạch Lăng hay không còn khó nói. Mục Thanh Y chậm rãi đi tới, nhìn Sở Mộ nói ra, Mạch Lăng chẳng qua chỉ là đầy tớ, Mục Thanh Y muốn lấy mạng của hắn là giết gà dọa khỉ mà thôi nếu thật sự vì trận chiến này làm sở mộ lâm vào trong nguy hiểm vậy thì được không bù mất kỳ thật ta cũng muốn biết ngô quảng kia rốt cuộc có thực lực gì nếu không buộc hắn lộ ra ngoài ngược lại sẽ càng khó lòng phòng bị hắn hơn thằng này đối với chúng ta mà nói là ẩn họa khó lường sở mộ chăm chú nói ra người nói nói cũng có đạo lý cẩn thận nghĩ lại thì chúng ta buông tha là không thể nào mục thanh y phân tích sở mộ gật gật đầu bản thân mình có được năng lực phòng ngự cấp chúa tể cho nên sở mộ không lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm gì phương diện thắng bại sở mộ ngược lại không có quan tâm quá nhiều có thể hiểu được thực lực chân chính của ngô quảng thì thua cũng không sao sở mộ không cảm thấy có gì mất mặt huống chi chuyện này còn có thêm mục thanh y bưu hãn mà sở mộ cũng không cảm giác mình sẽ thua ta đi ra ngoài thành khuynh tư theo ta chứ sở mộ cũng không thích lãng phí thời gian ý định tiến ra cánh rừng thấp đoạn ở bình nguyên ngoài thành huấn luyện cho tiểu vong mộng ân diệp khuynh tư gần đây không có gì làm bồi dưỡng tiểu hồn sủng thì rất nhàn nhã hồn sủng cung hồn sủng cung cùng hồn điện yểm ma cung là giống nhau có được thánh vực độc lập của mình chỗ khác nhau là thánh vực và chủng tộc hồn sủng bên trong vô cùng phức tạp hồn sủng cung rất khó hình thành bản đồ thánh sủng như hồn điện và yểm ma cung có chủng tộc yểm ma khổng lồ chuyện này làm cho hồn sủng của thành viên hồn sủng cung không có bám vào khuôn mẫu cũng không có xu hướng chủng tộc nào rõ ràng tài nguyên ấu sủng hồn sủng cung đều tới từ thánh vực Thường ngày các thành viên hồn sủng cung cũng tiến vào trong lịch lãm rèn luyện, xuất nhập nhiều lần. Thánh vực hồn sủng cung phi thường bao la, hơn nữa còn có cấp bậc cao cấp, từ nô bộc cấp thấp nhất đến cấp đế hoàng, thậm chí sâu trong thánh vực còn có cấp chúa tể, thánh vực của hồn sủng cung cơ hồ thỏa mãn cho tất cả các cấp bậc tiến vào lịch lãm. Cửa vào hồn sủng cung cũng rất thấp, thu nạp tất cả hồn sủng sư các cấp độ. Nhưng mà thánh vực này cũng không phải ai cũng tùy tiện tiến vào trong, bởi vì tài nguyên bên trong quý giá. Hồn sủng cung có quy định, thánh vực chỉ có thành viên bên trong mới tiến vào. Cái gọi là thành viên bên trong giống như thành viên bên ngoài, và thành viên dòng chính của gia tộc, về phần các thành viên khác, cũng chỉ có thể đi tới những vùng đất khác của hồn sủng cung lịch lãm rèn luyện, trừ phi bọn họ có một ngày bước vào thành viên bên trong của hồn sủng cung. Đi qua, bằng duyệt phần lớn là tiến hành lịch lãm bên trong thánh vực, lần này đi cùng mục thanh y, sở mộ đi tới yêu cảnh, bằng duyệt thu hoạch đúng là hơn xa so với đi lịch lãm vài năm trong thánh vực vì thế bàng hình bàng nguyên lão hưng phấn không thôi nghĩ đến dùng không bao lâu con gái của mình có thể trở thành người tiếp nhiệm nguyên lão bàng duyệt chờ hồn sủng của ngươi tăng lên có thể đi chỗ sâu trong thánh vực rồi người của hồn sủng cung chúng ta dám đi vào sâu trong thánh vực tìm tài nguyên không nhiều bàng hình nhìn bàng duyệt nói ra ân bàng duyệt gật gật đầu nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi lại nói vị lão giả cứu mạng ta từ trong thánh vực đã trở về chưa nhỉ đúng vậy hắn mang theo chiến thú mặc giã tiến vào sau trong thánh vực đã thời gian rất lâu rồi, nói là đi tìm linh vật tăng lên cho hồn sủng, không biết có đi vào sâu trong thánh vực hay không. Đi đã được một năm rưỡi rồi. Bàng hình cảm khái một câu. Bàng hình vốn tưởng rằng ly lão nhân cùng chiến giã đặt chân tới hồn sủng cung, thì có thể nhờ bọn họ viện thủ, ít nhất có thể chấn được một chân. Ai biết họ vừa vào hồn sủng cung đã đi tới thánh vực, hơn nữa đi một năm rưỡi không có ra, phái người đi tìm phát hiện dấu chân của bọn họ, nhưng mà dấu chân lại đi vào rất sâu, không người nào dám theo vào thánh vực mênh mông, bao nhiêu năm qua thành viên hồn sủng cung chưa có người nào mang tin tức điểm cuối cùng của thánh vực trở về. Rất nhiều lần phỏng đoán, thánh vực có thể là một thế giới khác, thế giới này còn rộng lớn hơn lĩnh vực của nhân loại, mức độ nguy hiểm không thua gì so với cấm địa, hoàn toàn không cách nào khảo cứu. Thánh vực bị chia làm ba khu vực, bên ngoài, trung bộ, cùng chỗ sâu nhất. Bên ngoài phi thường bao la, có các loại hồn sủng cấp thấp nghỉ lại, hơn nữa linh vật cấp thấp có thể tùy ý tìm thấy được, ấu sủng cũng rất nhiều mỗi một hồn sủng sư đều trải qua giai đoạn cấp thấp, cho dù là giai đoạn nào thì hồn sủng sư cấp thấp cũng là nhiều nhất. Sinh vật hắc hổ hổ hình kia có phải là chiến thú mặc dã hay không? Một tên thiếu niên mang theo hồn sủng cấp chiến tướng cùng các đồng bạn trốn sau rừng cây, xa xa nhìn chăm chú lên một sinh vật cường đại đang đi qua trên bình nguyên. Xác thực là chiến thú mặc dã, hơn nữa tuyệt đối là 10 đoạn, ở bên ngoài làm gì có được sinh vật cường đại như vậy? Nam tử trung niên đi theo thiếu niên kia lịch lãm cao mày nói, Nam tử Trung niên là một hồn sư dùng hồn niệm, của hắn nhiều nhất chỉ đoán được sinh vật 10 đoạn, nhưng căn bản không cách nào từ khí tức mà phán đoán được cấp bậc. Vì cái gì nó không có khí tức? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Cái này, có khả năng là sinh vật này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trung niên hồn sủng sư thấp giọng nói ra. Thiếu niên cái hiểu cái không gật gật đầu. Trên đồng cỏ, chiến thú mặc dã lông đen lẫm lẫm nện bước đi chậm rãi, đi tới phương hướng rời khỏi thánh vực. Nó đã liên tục chạy hơn 10 ngày, hiện tại có chút mỏi mệt cho nên mới thả chậm tốc độ chậm rãi đi về phía trước đổi lại bình thường thì thiếu niên kia cùng trung niên hồn sủng sư căn bản không nhìn thấy bóng dáng của nó có chút thời điểm càng muốn tìm vật gì đó lại không tìm thấy truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ly lão nhân ngồi ở trên lưng chiến giã có chút tức giận nói ra chiến giã bảo trì tính cách tỉnh táo trầm mặc của mình nghe ly lão nhân không ngừng lải nhải bên tai của mình thánh vực hồn sủng cung này cũng quá không đáng tin cậy Lớn như vậy mà chúng ta cũng dạo hơn phân nửa chỗ sâu nhất, rõ ràng không có thấy thứ tốt xuất hiện. Lý lão nhân lải nhải: "Ai, tính tính toán toán, cứ như vậy trở về đi, thế cục Tam đại cung điện cùng hồn minh có lẽ rất hỗn loạn, chúng ta đi tìm nữ Tôn điện hạ, nhìn xem có thể giúp đỡ cái gì hay không." Nữ Tôn là ai? Đần, mẫu thân của Sở Mộ. Nói nhảm, đương nhiên là phải giúp. Không có việc gì, ngươi chỉ cần không bị vây công mới có thể một mình đảm đương một phía, nếu như bị vây công chạy là được, chiến thuật đơn giản này ta đã dạy ngươi vô số lần rồi. Trước ba ngày quyết đấu, cả thành vạn tượng đã có tin tức truyền ra. Cuộc quyết đấu này còn ảnh hưởng lớn hơn, xa so với sở mộ cùng mạch lăng chiến đấu với nhau, không chỉ có hai người xuất hiện, còn có quật khởi mục thanh y và thiên tử thần bí, chắc hẳn là cường giả quyết đấu bằng hồn sùng cấp chúa tể. Cả thành vạn tượng bởi vì việc này mà xôn xao lên, thậm chí có người chu yên ra tin tức, bởi vì trận chiến này mà hai trận doanh sẽ bộc phát đại chiến, thắng bại trực tiếp ảnh hưởng đến cả hai trận doanh thậm chí là cả vạn tượng cảnh. Mặc kệ tin đồn gì tóm lại cuộc quyết đấu này, Long Trọng vượt xa so với các cuộc chiến đấu trước. Hồn Minh, Tam Đại Cung Điện đều vì lần chiến đấu này bắt tay vào chuẩn bị, phóng phòng ngự mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà tất cả mọi người đang bận rộn khẩn trương thì người, trong cuộc sở mộ vẫn đang nhàn nhã nói cười với thê tử của mình ở bên ngoài, ân ái có thừa, bộ dáng dương dương tự đắc, căn bản không giống như người trong cuộc. Sở mộ đi ra ngoài thành đương nhiên là rèn luyện tiểu vong mộng, tiểu vong mộng phi thường hiếu chiến hơn nữa với tư cách là hoàng tộc vừa nhất bàn nó kế thừa ám thuộc tính vong mộng một ít kỹ xảo chiến đấu thậm chí kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối phong phú sở mộ lúc trước rèn luyện tiểu chập long thì phải cầm tay chỉ việc còn phải tiến hành quán thâu đủ kiểu mà ám lôi vong mộng trời sinh đã là tiểu quái vật chiến đấu thời điểm một đoạn đã tiến hành khiêu chiến tiểu bá chủ của cánh rừng ngoài thành kết quả những tiểu bá chủ kia nhìn thấy tiểu vong mộng là trốn cũng không dám hoành hành bá đạo ngoài thành nữa ngược lại vong mộng cảm thấy sinh vật ở đây cấp bậc quá thấp không đủ kích thích thời gian ba ngày sở mộ cùng diệp khuynh tư liếc mắt đưa tình thì vong mộng đã tăng lên một giai một đoạn thất giai loại tốc độ phát triển này có vẻ chậm lần quyết đấu này chấm dứt sở mộ muốn qua chuyện lần này sẽ đem nước thành trường tuyển đưa tới dù sao hiện tại hồn minh cùng tam đại cung điện mâu thuẫn càng ngày càng sâu nghe nói trước trận đã có một nguyên lão vẫn lạc ở thành thị khác băng tuyết rét lạnh và cuồng phong như đao mùa đông như thường ngày người bình thường không có chuyện đặc thù sẽ không đi ra ngoài hôm nay tuyết rơi nhiều đến giữa trưa mà bầu trời vẫn có tuyết mênh mông tuyết không ngừng cuốn qua chung quanh giống như không dứt thổi vào cánh rừng phía đông thành vạn tượng phía chính là vạn vật bình nguyên trên bình nguyên này vẫn có vài cánh rừng lúc này đã có nhiều tuyết rơi xuống bao phủ toàn bộ tuyết dày như vậy chỉ sợ bao phủ tới đầu gối của người ta gió cùng bạo cuốn theo băng tuyết bao phủ thiên địa vạn vật tuyết trắng vô cùng mênh mông thời điểm buổi trưa trong khu vực gió tuyết cuồng phong này liên tục có hồn sủng sư xuất hiện gió tuyết này ảnh hưởng rất lớn với hồn sủng sư cấp thấp nhưng mà sau khi đạt tới cao cấp thì bỏ qua tất cả hồn sủng sư cũng không còn cách nói lợi dụng địa hình chiến đấu trừ phi địa hình là tuyệt địa trận doanh tam đại cung điện trận doanh hồn minh trận doanh trung lập hôm nay vạn tượng cảnh đã chia ra thành ba bộ phận như vậy đương nhiên thế lực trung lập là do vô số tiểu thế lực lập thành bọn họ nhất định là đối tượng sơi tái chiếm đoạt của hồn minh cùng tam đại cung điện Thiên tử, bọn họ đã tới rồi." Mạch Lăng thấp giọng nói bên tai của Ngô Quảng. Hiện tại Mạch Lăng đã triệt để biến thành tùy tùng của Ngô Quảng rồi, thái độ cung kính hèn mọn của hắn làm ra vô cùng thành thục. "Nàng đến mà thôi, người bên cạnh nàng sẽ biến thành người chết." Ngô Quảng cười rộ lên. "Nếu không có ngoài ý muốn thì Sở Phương Trần xuất hiện, chuyện này làm tâm tình Ngô Quảng thật tốt. Hắn thực sự hơi bận tâm nếu Sở Phương Trần chọn trốn tránh, như vậy cũng không có cơ hội giết hắn Quang Minh Chính Đại. Người nọ chính là Sở Phương Trần." hùng phụ hạ chỉ hiền đứng yên bên cạnh con ngươi lộ ra vài phần vũ mị phong tình nhìn chằm chằm vào sở phương trần thanh danh hiển hách chẳng lẽ ngươi có hứng thú với hắn hay sao ngô quảng nhíu mày hỏi thiên tử nói dỡn sở phương trần này ngang trời xuất thế tại tuyết thành về sau tại linh thành đánh bại chu chiêu một năm trước suýt nữa làm cho hùng mạt đại nhân mất đi chủ sủng hạ chỉ hiền tao nhã nói ra cái kia nhu hòa ngữ khí coi như tán dương giống như bình thường thiên tử ngô quảng nghe thế thì không thoải mái nhàn nhạt nói ra chẳng lẽ hạ hoa sư cảm thấy hôm nay hắn còn có thể đại hoạch toàn thắng như thường ngày hay sao dám đánh cược một lần với ta hay không đánh cuộc một lần hạ chỉ hiền không biết ngô quảng là có ý gì ngươi có thể áp sở phương trần cùng mục thanh y thắng thật sự là như thế ta sẽ đưa hỏa hệ tàn huyền việt của gia sư đưa cho hạ hoa sư trên mặt ngô quảng nở ra nụ cười tự tin tàn huyền vật con mắt hạ chỉ hiền sáng ngời Loại vật như huyền vật cơ hồ không thể tìm được từ chỗ nào cả, lúc trước đế cơ cũng phải tốn một cái giá lớn bố trí trận pháp ở thành Hướng Vinh chính là, vì đạt được huyền vật, ai biết bị ngân sắc ma nhân đoạt đi, vì thế đế cơ trong thời gian rất lâu không nuốt trôi cục tức này. Tuy Ngô Quảng nói chỉ là tàn huyền vật, nhưng mà chỉ cần tìm được phương pháp chữa trị loại vật này, thì có thể trở thành một huyền vật chính thức, chế tạo ra hồn sủng cấp chúa tể. Loại vật này hạ chỉ hiền sao không động tâm được chứ? nhưng mà hạ chỉ hiền cũng không phải là tiểu muội muội có thể bị hấp dẫn dễ dàng nàng dịu dàng cười nói nếu như ta thua thì sao ngô quảng cũng cười rộ lên chỉ có điều sắc mặt của hắn biến thành âm hiểm hơn nữa đôi mắt tham lam không chút che giấu vậy thì hạ hoa sư phải lấy thân báo đáp chắc hẳn hạ hoa sư chậm chạp không có ý lang quân chỉ vì ngô quảng ta còn chưa xuất hiện hôm nay đánh một trận xong thì hạ hoa sư không còn là người cô độc rồi ngô quảng nói lời này làm cho hùng mặt mạch lăng bát hoang cự khuyết long tuyệt vân la cùng với các cường già trầm vị và ngân vị kinh ngạc không thôi cũng chỉ có thiên tử ngô quảng ngói dám đùa dỡn hoa hùng hạ chỉ hiền đổi lại là những người khác nhất định sẽ bị khí chất ưu nhã và gương mặt tươi cười của hạ chỉ hiền làm vui vẻ tới chết hay là thôi đi trận chiến đấu này thắng bại đã định làm gì cần phải đồ ước cơ chứ hạ chỉ hiền cười nhạt một tiếng uyển chuyển cự tuyệt ngô quảng hạ chỉ hiền nói ra lời này cũng vô cùng có kỹ xảo cự tuyệt đồng thời cho thấy ngô quảng tất thắng chuyện này làm cho ngô quảng nghe coi rất thoải mái tiếp tục trêu đùa kỳ thật ngô quảng ta đối đãi nữ nhân từ trước đều hào phóng trận này tiền đặt cược kỳ thật mặc kệ thắng bại hạ hoa sư đều có thể đạt được đồ vật cầm thiết hạ chỉ hiền cười mà không nói vì một kiện tàn huyền vật mà lấy thân báo đáp hạ chỉ hiền cũng không nhận ra giá trị con người của mình lại thấp như vậy hồn minh ở phương diện này có một đoàn cao thủ tọa chấn đồng dạng tam đại cung điện cũng không thiếu cao thủ lần này là hai thế lực đọ sức với nhau trong vô hình lần đầu tiên hùng mặt mạch lăng đại bại đã ảnh hưởng sĩ khí hồn minh nghiêm trọng lúc này thiên tử ngô quảng xuất hiện tự nhiên là muốn rửa sạch sĩ nhục lần trước sau đó làm cho người của tam đại cung điện lưu lại bóng mờ thất bại bên kia sở mộ cùng mục thanh y đã chậm rãi tiến vào phạm vi kết giới chiến đấu cấp chúa tể lực phá hoại không phải chuyện đùa một kỹ năng đánh ra thì khẳng định săn bằng thành vạn tượng năng lượng sau khi nổ tung sẽ tạo thành chết và tổn thương cực lớn cho nên thế lực trung lập phải làm ra kết giới này đương nhiên kết giới chỉ là vòng bảo hộ an toàn mà thôi có thể ngăn cản kỹ năng cấp chúa tể công kích hay không còn khó nói, cho nên chiến trường thiết lập ở vị trí rất xa thành thị, hơn nữa cách thành thị 50 dặm về phía đông, do một nhóm lớn thổ hệ hồn sùng sư trồng chất khởi công tạo sơn mạch, với tư cách ngăn cản năng lượng. Mà những điều này đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi. Sở phương trần, trông thấy nữ tử khoác áo vàng trong trận doanh hồn minh bên kia không? Mục thanh y nói khẽ với sở mộ, lớn lên rất đẹp sao? Sở mộ liếc quét tới phát hiện có mây nữ tử khoác áo vàng, mà trong đó có mỹ phụ thành thục xuất chúng chính là hoa hùng hạ chỉ hiền người dùng phương thức nào phân chia nữ nhân mục thanh y nào biết được sở mộ lại toát ra một câu như vậy không khỏi nói thầm một câu chỉ là cảm giác mà thôi sở mộ thuận miệng nói ra người nọ chính là hạ chỉ hiền giả như nàng tham chiến cùng với ngô quảng thì chúng ta không có chút phần thắng nào đâu mục thanh y nói ra ân ta tại thành hướng vinh có được nhìn thấy năng lực phụ trợ của nàng bát hoang tân liêu thực lực có lẽ không mạnh hơn độc hoang nhiều lắm, nhưng mà, sau khi được nàng phụ trợ lại có thể đối kháng chính diện với hồn sủng cấp chúa tể. Sở mộ gật gật đầu, hạ chỉ hiền xuất hiện ở chỗ này, trên trình độ nhất định là vì bảo vệ hùng mặt mạch lăng, có nàng ở đây thì đoán chừng bọn họ muốn chết cũng khó khăn. Xem ra lần này giết mạch lăng rất khó. Mục thanh y có chút thất lạc nói ra, chúng ta có khuynh tư ở đây mà, hồn sủng của ta và ngươi sẽ không có nguy hiểm tính mạng đâu. Sở mộ nói ra, thực lực Diệp Khuynh Tư có lẽ không bằng Hạ Chỉ Hiền, nhưng Diệp Khuynh Tư còn là một vị linh sư, phụ trợ hồn sủng cùng linh thuật kết hợp, muốn xuất hiện tử vong trong tay của nàng là quá khó khăn, nhất là trong trường hợp thực lực không chênh lệch quá nhiều. Thế cục hiện giờ trừ phi có thể tại trong khoảnh khắc giết chết toàn bộ đối phương, nếu không một khi có nguy hiểm tánh mạng, cao thủ trợ trận sẽ ra mặt ngăn cản, ngay sau đó linh sư hoặc phụ trợ hồn sủng sư sẽ có thời gian tiến hành cứu giúp, dùng năng lực Diệp Khuynh Tư cùng Hạ Chỉ Hiền thì chỉ cần còn một hơi là có thể cứu sống lại. Lúc nói lời này sở mộ cùng mục thanh y đã đi vào trong chiến trường. Thời điểm này hùng mặt mạch lăng cùng thiên tử ngô quảng cũng đã đi tới, đối mặt với đối thủ không chút e rè, thậm chí từ trong con mắt của hắn bọn họ nhìn thấy có một chút lỗ mảng. Băng tuyết cuồng phong gào thét, ánh mắt vị vật che chắn nên có chút mông lung. Ngô quảng nhìn qua mục thanh y khoác trường bào không dày lắm, trong mắt hiện ra một tia cảm xúc trêu tức, nói. Mục tiểu thư ăn mặc như thế không lạnh sao? vừa nói chuyện ngô quảng đã bắt đầu đánh giá dáng người của mục thanh y bông tuyết bay múa phụ trợ nên mục thanh y ăn mặc đơn giản càng nổi bật dáng người ngạo nhân của nàng nhất là áo mỏng trong mùa đông thì tay áo phất phới càng lộ ra cánh tay ngọc trắng bóng trong gió tuyết ngô quảng nói lời này cũng làm mạch lăng đánh giá mục thanh y trên thực tế mạch lăng đã sớm có dục niệm với nàng chỉ tiếc thực lực không bằng nàng muốn bắt được nữ nhân này vô cùng khó khăn mạch lăng trước kia cũng không dám chuốc khổ vào thân đối với ánh mắt không che giấu của thiên tử thì Mục Thanh Y bình tĩnh tỉnh táo giống như khối băng, trong mắt hiện ra vài phần xem thường nhìn thiên tử, ngô quảng này cũng không phải là thứ gì tốt lành. Trong lúc lơ đãng Mục Thanh Y liếc nhìn qua sở mộ cùng ngô quảng đối lập, so sánh với nhau thì nàng vẫn ưa thích loại người như, sở mộ gặp được mỹ nữ kinh diễm còn có thể thong dong bình tĩnh, về phần ngô quảng mười phần bộ dáng bất cần đời nhưng trên thực tế là tàn nhãn táo bạo. Đối với ngô quảng ra vẻ tùy ý thong dong trêu đùa hí lộng, Mục Thanh Y trực tiếp xem hắn không tồn tại nhưng mà nàng cố ý lít nhìn qua sở mộ muốn biết sở mộ có phản ứng gì trước kia tại vạn tượng đàn thì ngô quảng muốn tiếp cận diệp khuynh tư đã bị sở mộ nói ác ngữ thậm chí trực tiếp vạch mặt hiện tại ngô quảng làm loạn với mình như thế thằng này thân là nam nhân tốt xấu gì cũng nên tỏ vẻ đi chứ chỉ tiếc sở mộ lại là mục thanh y thất vọng hắn cũng giống như một khối băng mà thôi thực không có phong độ mục thanh y có chút bất mãn nói thầm một câu trước khi sở mộ chiến đấu thì trừ phi cố ý chọc giận đối phương dưới tình huống bình thường sẽ không nói nhảm, về phần tiểu tâm tư của mục thanh y thì sở mộ hiểu. Sở mộ không có lưu ý, ngô quảng lại nhìn thấy tiểu cảm xúc của mục thanh y vào trong mắt. Trước kia có nghe đồn nữ chiến thần mục thanh y cùng hồn điện sở phương trần quan hệ, không giống bình thường, hiện tại hắn càng tin tưởng hai người có gian tình. Ngô quảng sắc thực háo sắc, cấp bậc mỹ nữ như mục thanh y, hạ chỉ hiền, diệp khuynh tư hắn không bỏ qua, mắt thấy mục thanh y dường như... Có ý với tiểu tử này thì trong nội tâm rất nhanh xuất hiện cảm xúc ghen tị. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hừ, chẳng phải là có một bạch yểu ma tiếp cận cấp chúa tể sao? Ta muốn dẫm chết ngươi dễ như trở bàn tay, hôm nay sẽ phế ngươi, sau đó lại thu toàn bộ nữ nhân của ngươi." Ngô Quảng nói thầm trong lòng. Nghĩ đến chính mình trái ôm phải ấp, sau đó nhìn cũng không nhìn qua Sở Phương Trần giống như con chó chết bò dưới mặt đất, tâm tình Ngô Quảng khoan khoái dễ chịu. Cuộc quyết đấu này có trọng tài đồng dạng là những lão già trong trận doanh trung lập. Thành viên quyết đấu của hai bên vào chỗ, lão trọng tài cũng bắt đầu đọc quy tắc. Trên thực tế những quy tắc này không có chút ý nghĩa nào, bốn người quyết đấu đều là vượt qua đế hoàng. Phương thức chiến đấu của bọn họ đã vượt qua ước thúc của quy tắc, kể cả không cho phép tổn thương tính mạng hồn sủng của đôi bên, cũng có thể bỏ qua khi cần thiết. Trong chiến đấu thường ngày thì có yêu cầu song phương triệu hoán hồn sủng ra trước. Nhưng đọ sức lần này đều là cấp chúa tể, hồn sủng cấp đế hoàng phát huy tác dụng vô cùng nhỏ, hơn nữa rất có thể bị nhiều sát cho nên trọng tài chỉ nói một tiếng chiến đấu bắt đầu trực tiếp nhảy ra khỏi phạm vi triệu hoán của đôi bên sau khi trọng tài đọc mệnh lệnh thì sở mộ dẫn đầu niệm chú ngữ ma diễm màu trắng hiện ra dưới chân của sở mộ chậm rãi thiêu đốt toàn thân sở mộ thời điểm ma diễm bao trùm toàn thân của hắn thì sở mộ chậm rãi lui ra phía sau một bước một bóng dáng giống hệt sở mộ và toàn thân có ma diễm bao phủ không khí chung quanh rất quỷ dị gương mặt trong ma diễm này sụ xuống và đầy tà dị sau đó toát ra nụ cười âm u. Ma diễm màu trắng này làm cho không khí rét lạnh chung quanh càng thêm băng giá, làm cho những hồn sủng sư đứng ở ngoài xa cũng phải rét run. Đây chính là bạch yểm ma được truyền thừa từ yểm ma lão tổ đấy. Ma diễm vẫn là màu trắng bạc, lúc trước thiên địa ma kiếm quá rung động, suýt nữa đánh chết thái nga cự nhân của mạch lăng. Ân ân, bạch yểm ma này xem như là cấp chúa tể. Trông thấy sở mộ triệu hồi bạch yểm ma, không ít người chưa từng nhìn thấy bạch yểm ma đều phát ra âm thanh cảm thán. Siêu Việt Đế Hoàng chính là bay vọt về chất, một bước này bao nhiêu hồn sủng sư thiên phú cao tu luyện tới khi bạc tóc cũng không bước ra được, nhưng mà những tiểu bối đang đứng trong tuyết kia lại có thể làm được, chuyện này làm cho những kẻ tự nhận là trưởng bối làm sao chịu nổi. Đây chính là Bạch Yểm Ma. Ngô Quảng đưa mắt nhìn qua Mạch Lăng, cười nhạt một tiếng nói: "Thua trong tay Bạch Yểm Ma, xem ra vị trí hùng vị của ngươi cũng không cần nữa." Mạch Lăng biến sắc, nói gấp: "Bạch Yểm Ma này không đơn giản, kỹ năng phi thường lợi hại." năng lực chiến đấu đơn thuần thì Thái Nga Cự Nhân và Bạch Yểm Ma có lẽ tương đương, nhưng mà Mạch Lăng thua thì thua dưới kỹ năng cấp chúa tể của đối phương, mà Thái Nga Cự Nhân của hắn không thể làm được. "Đừng giải thích, triệu hoán hồn sủng của ngươi đi, một lần nữa cho ngươi cơ hội đối phó hắn." Ngô Quảng nói ra. Mạch Lăng gật gật đầu không dám nhiều lời, rất nhanh đọc chú ngữ triệu hồi Thái Nga Cự Nhân. Mạch Lăng biết rõ Thái Nga Cự Nhân của mình, chỉ sợ không phải là đối thủ Bạch Yểm Ma của Sở Phương Trần nhưng đây là quyết đấu hai người, hơn nữa không có hạn chế số lượng hồn sủng. Mạch Lăng ý định phối hợp thêm các hồn sủng đối phó Sở Phương Trần, hắn không tin Sở Phương Trần có bốn hồn sủng thực lực mạnh hơn mình. Hoàn thành chú ngữ thì đất tuyết dưới chân cũng biến thành quỷ dị, Thái Nga cự nhân hình thể khổng lồ nguy nga hiện ra trong đống tuyết, giống như một ngọn núi đứng vững trong tuyết. Thái Nga cự nhân từ trên cao nhìn xuống, mang theo cuồng ngạo không ai bì nổi, nhưng mà thời điểm nó nhìn, qua thân ảnh màu trắng bao phủ trong ma diễm đang nhìn nó cười toe toét, đôi mắt thái nga cự nhân hiện ra thần sắc tức giận và e ngại một trận chiến lúc trước ba thanh ma kiếm làm cho thái nga cự nhân bước một chân vào địa ngục cuối cùng vẫn được đế cơ cấp cứu sống lại ma kiếm xuyên tim đau đớn kịch liệt làm cho thái nga cự nhân đến bây giờ cũng còn cảm giác được ngực đang nhói đau hiện tại nhìn thấy sinh vật bao phủ trong ma diễm kia thì thái nga cự nhân đúng là không cuồng ngạo nổi nhất định phải lấy máu của nó rửa sỉ nhục mạch lăng cắn răng hung dữ nói ra đơn đả độc đấu có lẽ thái nga cự nhân không phải đối thủ của bạch yểm ma nhưng mà quyết chiến lần này ngô quảng có được hồn sùng của minh chủ tuyệt đối có thể đoạt lại danh vọng cho mình mục thanh y thấy hai người cũng đã triệu hồi hồn sùng hồn sùng của nàng mọi người đã biết chắc hẳn ngô quảng trước khi chiến đấu đã thu thập tin tình báo rồi cho nên căn bản không có che giấu làm gì mục thanh y niệm chú ngữ quang mang kim sắc hiện ra ngoài ngọn lửa cực nong bao phủ vài dặm chung quanh mục thanh y lửa cháy mạnh dễ dàng làm cho tuyết biến thành nước sau đó lại hóa thành hơi nước bay lên tầng mây cao cao. Hào quang này chiếu sáng khắp nơi, khí tức nóng rực này xua tan cái giá lạnh của ngày đông ở nơi này, thậm chí sóng nhiệt nóng rát cũng nhanh chóng hòa tan tuyết ở ngoài xa. Kim quang không cách nào nhìn thẳng, thân thể quan hoàng vương bao phủ trong hỏa diễm chậm rãi xuất hiện, nó bay lơ lửng trên đầu mục thanh y, phụ trợ mục thanh y càng thêm cao quý tuyệt trần. Ngô Quảng dùng tay che hào quang trói mắt trước mặt, trước kia quan hoàng vương chấp hành thiêu chết thì Ngô Quảng cũng đã ý thức được sinh vật cấp chúa tể này thực lực cực mạnh, lúc này Quan Hoàng Vương mang theo địch ý nhìn chằm chằm vào hắn, loại uy thế cường đại làm người ta run sợ này, cho thấy những tin tình báo mình thu thập trước kia về Quan Hoàng Vương còn chưa đủ. Quan Hoàng Vương vừa ra toàn trường kinh diễm, trong đó có không ít người nhiều lần nhìn thấy Quan Hoàng Vương thi triển kỹ năng, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều làm lòng người run sợ. Thiên tử Ngô Quảng thật sự có thể đối phó hoàng tộc độc nhất vô nhị này sao? đúng vậy đây chính là chủng tộc hồn sủng cao cấp nhất trong lĩnh vực nhân loại chúng ta chuyện được đọc bởi kênh haleji audio tiếng nghị luận nhao nhao vang lên cấp chúa tể chiến đấu khó mà gặp được chắc hẳn lần này những hồn sủng sư nơi đây hưởng thụ một thịnh yến chiến đấu rung động lòng người mục thanh y đã triệu hồi quan hoàng vương ngô quảng lại tự đại cũng không có khả năng dưới tình huống người khác triệu hoán hồn sủng cấp chúa tể mà vẫn dám đứng một mình hắn cũng đọc chú ngữ một cổ hàn khí chậm rãi khuếch tán chung quanh lực lượng băng hàn ẩn ẩn đem năng lượng cực nóng của quan hoàng vương áp chế xuống. Thời điểm quan hoàng vương xuất hiện thì hào quang phổ chiếu phạm vi 10 dặm, trong phạm vi này không có một chút băng tuyết nào tồn tại, nhưng khi Ngô Quảng Triệu hồi hồn sùng của hắn ra, thì băng tuyết lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, khí tức ngày đông giá rét lại hiện ra lần nữa. Đại địa đông lại lần nữa, trước mặt Ngô Quảng là một đống băng tuyết lớn, một sinh vật đang bao trùm trong giáp băng nhìn qua chiến trường chung quanh. Đây là sinh vật băng thương ma khống chế lực lượng của băng, sau khi tới cấp chúa tể được gọi là băng thương chi vương. Nó xuất hiện làm cho gió tuyết càng nặng hơi, thậm chí đã hóa thành công kích thực chất, băng tuyết tán loạn khắp không trung. Nó ngừng hai mắt nhìn qua thì có thể làm người ta hóa thành băng, cho dù là tính mạng nào cũng bị đóng băng mà chết. Cái này, đây là băng hệ chúa tể. Trông thấy ngô quảng triệu hồi hồn sùng của mình, mục thanh y lập tức nhíu mày, tâm lạnh đi vài phần. Có chút phiền toái. Sở mộ cũng văn về huyệt thái dương của mình. Băng hệ cấp chúa tể, đây không thể nghi ngờ chính là áp chế trí mạng của quan hoàng vương rồi. Hơn nữa bạch ma quỷ của sở mộ có phó thuộc tính là hỏa, chỉ sợ bạch ma quỷ cũng khó đối kháng chính diện với băng thương chi vương. Về phần bạch hổ của mục thanh y là sinh vật băng hệ, nhưng bạch hổ cuối cùng vẫn không đạt tới cấp chúa tể. Khó trách ngô quảng lại không sợ hãi như vậy, chuyện này làm chúng ta bị động rồi. Mục thanh y nói ra, băng thương chi vương, toàn thân bo bọc trong băng phiến kết tinh, phòng ngự của nó tuyệt đối còn rắn chắc hơn cả thái nga cự nhân. Băng Thương Chi Vương là hồn sủng nguyên tố, khống chế lực lượng của băng, kỹ năng băng hệ, mà nó thi triển tuyệt đối có thể tạo thành áp chế chí mạng với Quan Hoàng Vương của Mục Thanh Y, chuyện này nghịch chuyển làm cho người của Tam Đại Cung Điện thê lương. Chiến đấu trọng yếu như thế lại xuất hiện thuộc tính tương khắc. Trọng yếu nhất là sở mộ chỗ dựa Bạch Yểm Ma cũng có phó thuộc tính hỏa diễm, đồng dạng cũng chịu hạn chế. Ngô Quảng Triệu Hoán một con cũng đã có thắng bại rồi, các nguyên lão thở dài một hơi muốn hùng mặt mạch lăng chết thì hy vọng là không lớn hơn nữa sở phương trần cùng mục thanh y cũng lâm vào trong nguy hiểm bên tam đại cung điện ảm đạm một mảnh thành viên hồn minh thì cả đám nở nụ cười đắc ý xem ra lần này mặc cho mục chiến thần mạnh mẽ cũng không cải biến được sự thật thậm chí muốn bảo vệ sở phương trần cũng có chút khó khăn thì ra là thế hạ hoa sư khá tốt không có đánh bạc với ngô quảng thái tử bát hoang tân liêu bừng tỉnh đại ngộ nói ra bằng thương chi vương xuất hiện chiến đấu này đã biến thành kết cục đã định Mục Thanh Y có quan Hoàng Vương cùng sở phương Trần có bạch yểm ma liên thủ chỉ sợ, cũng chưa chắc là đối thủ của băng thương Chi Vương. Hạ chỉ hiền nghiêng mắt nhìn qua Tân Liêu, thằng này rất hy vọng mình trở thành tiểu thiếp của Thái Tử Sao. Loại tiền đặt cược này thấy thế nào thì mình cũng chịu thiệt, Hạ chỉ hiền cũng không có chơi nhàm chán như thiên tử Ngô Quảng làm gì, huống chi trong mắt Hạ chỉ hiền, thì Ngô Quảng chẳng qua là một gia hỏa lỗ mảng có chút thực lực mà thôi, nàng đối với loại nam nhân này không có chút hứng thú. Trọng yếu nhất một điểm là Hạ Chỉ Hiền muốn biết nếu như không có minh chủ, ngô quảng này có thực lực hiện tại hay không. Bông tuyết giống như vô số lưỡi dao sắc bén, mạn thiên phi vũ bao phủ băng thương chi vương, nó tiến lên nâng cánh tay đẩy băng nhọn ra ngoài. Thoáng chốc băng tuyết trong phạm vi 50 dặm tụ tập ở trước băng thương chi vương. Trời cao rộng lớn không ngừng tụ tập bông tuyết giống như, có vô số con rơi sắc bén che khuất bầu trời, chúng bay đến cánh tay của băng thương chi vương đang dơ lên. Tiếp tục xoay quanh và nhanh chóng mở rộng trong khoảnh khắc trên tay của băng thương chi vương tạo thành quân đoàn rơi mạnh mẽ lưỡi dao sắc bén thỉnh thoảng va chạm sinh ra âm thanh chói tai như kim loại ma sát với nhau mục thanh y thấy băng thương chi vương dẫn đầu muốn phát động công kích không dám có bất kỳ lãnh đạm nào nhảy lên người của quan hoàng vương và lệnh cho quan hoàng vương thi triển liệt dương hoàng thuẫn quan hoàng vương phe phẩy cánh lông vũ của nó hiện ra màu kim sắc tạo thành một cái thuẫn đầy hỏa diễm thiêu đốt trước người quan hoàng vương cùng lúc đó mũi băng nhọn của băng thương chi vương đã lao tới trước khi thế phô thiên cái địa quả thực giống như một hồi bão tuyết lớn, phá hủy mọi chỗ nó đi qua. Liệt dương hoàng thuẫn cực nóng ngăn cản ở phía trước, sở mộ tự biết kỹ năng này không dễ ngăn cản. Cùng bạch ma quỷ trốn ra sau kỹ năng của quan hoàng vương. Liệt dương hoàng thuẫn nóng rực như thế nhưng mà, mũi băng nhọn của đám rơi kia lao tới vẫn làm người ta rét lạnh, rét lạnh thấu xương này tràn ngập xương tủy. Còn có lực lượng xé rách đáng sợ, chỉ cần dám bước vào trong phạm vi mũi nhọn của đàn rơi, thì sẽ bị xé thành mảnh nhỏ kim sắc hỏa diễm không ngừng bập bùng giống như sắp tắt, không có hỏa diễm ủng hộ thì hoàng thuẫn cũng mất đi hiệu quả chống cự, nếu như là sinh vật cấp chúa tể khác thì cái hoàng thuẫn này có thể ngăn được một kích, nhưng bây giờ gặp thuộc tính tương khắc làm, cho quan hoàng vương không thể ngưng tụ lửa mạnh ngăn cản băng tuyết, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Dẫm chúng. Trong nội tâm hùng mặt mạch lăng chất chứa không biết bao nhiêu oán khí, trông thấy sở mộ cùng mục thanh y đang bị động chống cự công kích đầu tiên của hồn sùng ngô quảng lập tức cất tiếng cười to ra lệnh cho Thái Nga cự nhân nâng bàn chân khổng lồ lên đạp xuống. Một cước của Thái Nga cự nhân đạp ra sóng xung kích nham hệ, làm Quan Hoàng Vương cùng Bạch Ma Quỷ đẩy lui ra rất xa. Vừa đọ sức như vậy thì ai nhược ai cường cũng đã phi thường rõ ràng, trong mắt Ngô Quảng hiện ra tươi cười đắc ý. Không biểu hiện thực lực của mình ra trước mặt các ngươi, thì các ngươi cho rằng Ngô Quảng ta là người có thể tùy tùy tiện tiện trêu chọc sao? Giết qua. Ngô Quảng lại ra lệnh cho Băng Thương Chi Vương phát ra công kích. Hai chân của Băng Thương Chi Vương bao trùm trong băng tuyết dưới chân xuất hiện băng tuyết phong bạo, dĩ nhiên là muốn khống chế băng tuyết công kích quan hoàng vương cùng bạch ma quỷ. Khí thế bức người như thế, Ngô Quảng đang muốn dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt trận đấu. Băng thương chi vương lại đột kích lần nữa, quan hoàng vương không thể không dương cánh mà bay, trượt vào đến trên bầu trời. Quan hoàng vương có được chủ thuộc tính là dực hệ, chỉ cần có được đầy đủ không gian để bay, thì có lẽ nó sẽ đền bù được thiếu hụt của thuộc tính. Đương nhiên bởi vì trong máu của nó ẩn chứa hỏa thuộc tính, băng thuộc tính dù là kỹ năng nào cũng nhân đôi tổn thương vào nó trận chiến đấu này mục thanh y phải đặc biệt cẩn thận ngươi nên thu thập tiểu tử kia đi ít nhất là trước khi ta giải quyết mục thanh y thì ngươi không được bại trận ngô quảng quét mắt nhìn qua mạch lăng hừ lạnh một tiếng nói yên tâm lần này mạch lăng tuyệt đối không bại mạch lăng nói ra ngô quảng không có cho rằng mạch lăng có thể đánh bại sở phương trần dù sao bạch yểm ma kia đối phó mạch lăng là dư xài nhưng ngô quảng cũng không thể cho bạch yểm ma cùng quan hoàng vương liên thủ như vậy băng thương chi vương muốn thắng cũng vô cùng gian nan. Sau khi Ngô Quảng thông báo xong lập tức nhay lên bờ vai băng thương chi vương, khống chế vương giả băng tuyết này bay lên trời cao. Ngô Quảng đuổi theo quan hoàng vương lên không trung, mạch lăng dùng ánh mắt oán độc nhìn qua sở mộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên mang lại sỉ nhục cho hắn. Dẫm hắn và bạch yểm ma thành thịt nát. Mạch lăng nhìn Thái Nga cự nhân phát ra mệnh lệnh. Thái Nga cự nhân mở rộng bước chân nặng nề, hai tay giơ cao khỏi đầu, phát ra tiếng giống giận dữ, Lực lượng nham hệ tụ tập trong lòng bàn tay Thái Nga cự nhân, chung quanh Thái Nga cự nhân xuất hiện từng ngọn núi lớn, bị Thái Nga cự nhân ném đi, ném về phía Bạch Ma quỷ. Một ngọn núi từ trên không trung nện xuống đây là lực lượng khủng bố cỡ nào, cho dù là đại địa cũng không gánh được lực lượng như thế. Rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Ma quỷ không kịp né tránh đã bị nện trúng, cả tòa cự sơn áp mặt đất sụp đổ, nhưng bản thân sơn thể phòng ngực cứng rắn, không có xuất hiện dù vết rách nào có thể thấy được ngọn núi này có mật độ kết tinh cao như thế nào sức nặng vượt xa ngọn núi bình thường vài trăm lần một ngọn núi rơi xuống ép tới mức khiến người ta không thở nổi dưới kỹ năng cấp chúa tể thì những hồn sủng sư bên ngoài mới biết được nhân loại là nhỏ bé cỡ nào nhưng mà hiện giờ mọi người rất muốn biết bạch yểm ma trên phòng ngự không phải quá mạnh chống đỡ như thế nào có bị thương nặng dưới công kích kia hay không ánh mắt của mọi người nhìn qua ngọn núi ở xa xa bỗng nhiên ma diễm màu trắng bạc hiện ra dưới chân ngọn núi sơn thể phát ra âm thanh vỡ vụn người ở xa có thể nhìn rõ vị trí cao nhất của ngọn núi có một quỹ tích hình tia chớp hiện ra lập tức phân ngọn núi thành hai nửa ngay sau đó là âm thanh to lớn vang lên mọi người nhìn thấy trong vụn đá bắn ra có một ma ảnh màu trắng bạc dựa vào ma lực đánh vỡ ngọn núi sau đó tà tính nghiêm nghị lơ lửng trên ngọn núi sụp đổ một đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lên thái nga cự nhân cũng nên cho nó chút áp lực đi sở mộ nhìn bạch ma quỷ nói ra con người màu trắng bạc của bạch ma quỷ hiện ra hào quang sáng ngời, tà dị đến cực điểm. Nó bắt đầu niệm chú ngữ cổ quái, sau khi hoàn thành thì bỗng nhiên bạch ma quỷ đưa tay ép về phía thái nga cự nhân. Phanh! Thái nga cự nhân còn chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân lún xuống, xa vào sâu cho mặt đất giống như có lực lượng nào đó đè né lún xuống. Chuyện gì xảy ra? Mặt mũi hùng mặt mạch lăng tràn đầy ngạc nhiên, vô ý thức nhìn qua mặt đất, nhưng vừa cúi đầu thì hắn cảm giác được thân thể mình nặng nề thân thể bị một lực lượng đè xuống làm thân hình lào đảo ngã xuống vai thái nga cự nhân đây là năng lực dị hệ mạch lăng cắn răng nói thầm mạch lăng cảm giác được thân thể của mình trở nên trầm trọng chuyện này cho thấy đối phương thông qua khống chế không gian gây ra áp lực vô hình loại trọng lực này có tác dụng cực lớn với sinh vật to lớn khó trách đối phương một tay lại có thể làm cho mình và thái nga cự nhân chìm xuống mặt đất không đứng lên được kỹ năng cải biến trọng lực nham hệ cũng có mạch lăng vội vàng ra lệnh cho thái nga cự nhân thi triển kỹ năng cưỡng ép cải biến cấu tạo đất và trọng lực dưới chân của mình làm cho thái nga cự nhân không đến mức lún xuống sâu hơn cấu tạo và tính chất của đất bị cải biến thì không gian trọng lực cũng yếu bớt đi thái nga cự nhân lập tức mở rộng bước chân thoát ra khỏi không gian nặng nề này bạo liệt không gian bỗng nhiên một thanh âm lạnh như băng văng lên thái nga cự nhân vừa mới đi ra khỏi không gian trọng lực thì khu vực nó bước vào có không khí nổ tung đem thái nga cự nhân đánh bay ra ngoài trùng trùng điệp điệp nện vào những sơn mạch do người ta tạo ra làm sơn mạch vỡ nát. Thái Nga cự nhân chỉ độ đứng dậy, mạch lăng trên vai của nó nhìn chằm chằm vào Bạch Yểm Ma đang thi triển kỹ năng. Lần đầu tiên, thì mạch lăng không có phòng bị đối phương có được kỹ năng cường đai như vậy, mới có thể bị một lần hành động bị đánh bại, còn lần này trải qua đọ sức vài lần, mạch lăng không thể không thừa nhận Thái Nga cự nhân xác thực không phải là đối thủ của Bạch Yểm Ma này. Nhưng mà mạch lăng không có khả năng ngốc tới mức cho Thái Nga cự nhân đơn đả độc đấu với Bạch Ma quỷ sau thất bại thì mạch lăng niệm chú ngữ trực tiếp tiến hành triệu hoán hai hồn sủng gọi một con vô địch đế hoàng hắc rực ma cầm cùng vô địch đế hoàng lôi chi hao hừ ta cũng không tin người ở tuổi này có được vô địch đế hoàng cùng đế hoàng đỉnh phong mạch lăng nói ra trông thấy mạch lăng triệu hoán hồn sủng khác thì chiêu thái tử đằng lãng bàng duyệt cũng thầm hô không tốt sở phương trần tiểu tử kia là quái thai đơn khống lần này có phiền toái chiêu lãnh xuyên âm thầm sốt ruột thay sở mộ chiêu lãnh xuyên trầm mặc đằng lãng bàng duyệt bốn người đã sớm chiều ở chung với sở mộ hơn một năm bọn họ chưa từng nhìn thấy sở mộ triệu hoán hồn sùng thứ hai mới đầu mọi người còn cảm thấy linh hồn của sở mộ bị thương có hồn sùng triệu hoán không ra nhưng mà hơn một năm thì bị thương cỡ nào cũng khôi phục lại không có khả năng chỉ có đơn hồn vì vậy ai cũng có thể suy đoán được đoán chừng sở mộ thằng này nuôi thả hồn sùng của mình sau khi tới cấp bậc càng cao thì có khả năng nuôi thả hồn sùng của mình nhưng mà bộ dáng như sở phương trần nuôi thả hồn sủng nhiều năm thật đúng là chưa gặp qua bao giờ nhất làm cho bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải hắn nuôi thả cũng không phải một mà là bốn hồn sủng đường đường một hồn hoàng lại như hồn đồ dựa vào đơn khống đi thiên hạ mà bây giờ đơn khống đã xảy ra vấn đề mạch lăng đã triệu hồi hai chủ hồn sủng đều là vô địch đế hoàng cấp cao mà hắn còn có hai lần triệu hoán hồn sủng thậm chí còn có thể thay đổi thay thế hồn sủng một con thái nga cự nhân cộng thêm bốn đế hoàng đỉnh phong hoặc vô địch đế hoàng, nhất định là đủ chống lại Bạch Yểm Ma của Sở Mộ. Trên chiến trường biểu hiện của Sở Mộ vẫn lạnh nhạt, trông thấy đối phương Triệu Hoán hồn sủng khác thì quyết đoán kéo dài khoảng cách chiến trường, tránh cho chính mình bị mấy hồn sủng của Mạch Lăng công kích. Mạch Lăng không có ngừng Triệu Hoán, sau khi Triệu Hoán hai hồn sủng thì Triệu Hoán thêm hai con nữa, lại Triệu hồi hai con chủ sủng. Trong lúc nhất thời Mạch Lăng bên kia đã có 5 hồn sủng xuất hiện phân biệt đứng chung quanh thái nga cự nhân vênh váo hung hăng ngươi quả nhiên chỉ có một hồn mạch lăng thấy sở mộ không có ý triệu hoán lập tức cất tiếng cười to ta là người ưa thích dùng ít thắng nhiều sở mộ rất bình tĩnh thậm chí làm cho người ta cảm thấy hắn rất nhàn nhã sở mộ không nhanh không chậm ngược lại làm cho người tam đại cung điện lo lắng thay hắn không thôi còn lấy ít thắng nhiều thằng này có thể chăm chú một chút hay không nếu thật sự có át chủ bài khác thì nhanh lây ra đi bằng không thì phiền toái. Bàng Duyệt nói ra, ách, sự thật chứng minh, hắn xác thực là hồn đồ cấp chúa tể. Đằng lãng thấp giọng nói ra, mạch lăng cũng không nhận ra sở mộ thật sự có thể lấy ít thắng nhiều. Cho thấy hắn chỉ là đơn khống, có thể là hắn không có nhiều hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, triệu hoán ra cũng không có ý nghĩa. Xem ra lần này mình có thể dùng máu rửa sạch sĩ nhục lần trước rồi. Mạch lăng cười trộm, đưa ra mệnh lệnh cho bốn con hồn sủng dùng thái nga cự nân cầm đầu, hùng hồ đánh về phía bạch ma quỷ. Tâm tình của bạch ma quỷ thật sự là lấy ít thắng nhiều, loại chiến đấu có tính khiêu chiến này mới làm cho nó cảm thấy kích thích, mới có thể chính thức khiến nó có nhiệt tình chiến đấu. Chiếp, bạch ma quỷ không lùi mà tiến lên, những nơi ma mị ảnh đi qua có ma diễm trắng bạc cháy lên, gần như có máu tương tự như bông tuyết. Băng tuyết là lạnh xuyên vào cốt tủy, ma diễm thì lạnh xâm nhập vào linh hồn, bạch ma quỷ hóa ma diễm thành ma tiên. Giống như ma diễm mạnh mẽ và thân hình cuồng bạo dễ dụa hắc rực ma cầm thấy ma tiên đánh qua, nó là sinh vật rực hệ nên khó mà tránh chiêu này. Lúc này bị ma tiên đánh xuống mặt đất, mà trên mặt đất lôi chi hao vô cùng to gan, nó dùng bàn tay lôi đình cuốn lấy ma tiên. Cho dù bàn tay của nó có dày và phòng ngự cao, ma diễm trên ma tiên lập tức xâm nhập linh hồn của nó, tiến hành thiêu đốt linh hồn. Giống, lôi chi hao bị đau giống lên, nhưng nó vẫn ương ngạnh như trước, cưỡng ép đau đớn kéo một cái, muốn đem bạch ma quỷ từ trên không trung giật xuống đất bạch ma quỷ cũng thích cứng đối cứng với sinh vật khác thấy lôi chi hao man cuồng như thế thì nó gáy lên hai tay kéo và cường ép kéo thân hình khổng lồ của lôi chi hao từ dưới đất lên không trung tà chảm sở mộ không cho bạch ma quỷ làm ẩu lập tức ra lệnh cho bạch ma quỷ thi triển kỹ năng bạch ma quỷ muốn so đấu ma lực với đồ chỉ độ này nhưng sở mộ đã ra lệnh thì nó không tình nguyện nhưng vẫn làm theo ý của sở mộ đem ma tiên ném đi hai cánh tay hóa thành lợi kích mãnh liệt chém ra hai đạo tà chảm vào lôi chi hao tà chảm phá không mà đi, lôi chi hao không có năng lực ngăn cản, tà chém chém vào bả vai của nó, lập tức hai cánh tay của lôi chi hao thân đẫm máu tách ra khỏi thân. Công kích. Mạch lăng thấy hồn sủng của mình bị thương thì đắc ý vừa rồi đã không còn, khóe miệng co rúm quát. Thái Nga cự nhân thấy hai đồng bọn dẫn dụ đối thủ, cuối cùng tìm được cơ hội thích hợp tiến vào, cự quyền của nó vung lên nện vào vị trí bạch ma quỷ. Một tiếng vang thật lớn, vị trí của bạch ma quỷ bị nắm đấm nham thạch đấm lún vào mặt đất, giống như một ngôi sao chia năm xẻ bảy năng lượng chấn động khổng lồ làm bạch ma quỷ bay ra ngoài nó giống như chiếc lá bay trong gió mà sau đó hai nguyên tố hồn sủng của mạch lăng đã hoàn thành công tác chuẩn bị kỹ năng thời điểm bạch ma quỷ bay ngược thì băng quang và phong liêm hiện ra ngoài băng quang vạn trượng đâm xuyên qua thân thể cân đối phong liêm cực lớn đem vết rách vết thương của bạch ma quỷ rộng hơn thấy đối thủ bạch ma quỷ cuối cùng bị hồn sủng của bản thân đánh bị thương mạch lăng tươi cười lên Tuy thực lực của bạch yểm ma này rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của bốn hồn sủng và thái nga cự nhân. Quả nhiên là hoàn cảnh xấu, lần này phiền toái lớn rồi. Đằng nguyên lão nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Khương ma đế thì có chút tức giận nói. Hừ, nếu như bạch yểm ma của sở phương trần bước vào cấp chúa tể, năm hồn sùng của mạch lăng không qua vài phút đã biến thành thi thể. Tình huống xác thực không phải quá rõ ràng, sở mộ bên này lấy một địch năm, cho thấy bị hạn chế thật lớn mà quan hoàng vương của mục thanh y đang bị băng thương chi vương khắc chế gắt gao mặc dù là phát huy ưu thế không chung nhưng vẫn bị áp chế nhiều nếu như không có biện pháp giải quyết trận chiến đấu này nhất định sẽ bị đối phương chiếm ưu thế hình thành hiệu ứng quả câu tuyết cuối cùng nhất quan hoàng vương cùng bạch ma quỷ tiêu hao thực lực và không có cơ hội xoay người trên bầu trời hỏa diễm mạnh mẽ đang bốc cháy mục thanh y biểu hiện thì tỉnh táo ánh mắt của nàng bao quát cố ý nhìn qua tình huống của sở mộ hắn cũng không địch lại sao trong nội tâm Mục Thanh Y nói thầm. Nếu như sở phương trần thất bại, Mục Thanh Y không có khả năng chiến thắng được, dù sao Thái Nga cự nhân của Mạch Lăng cũng không phải để bài trí. Lập tức Mục Thanh Y không dám bảo toàn thực lực, bắt đầu niệm chú ngữ. Băng trận lơ lửng trên không trung, một tiếng gào thét vang vọng đại địa, sau đó Bạch Hổ uy vũ thần tuấn theo chú ngữ hiện ra, mang theo nghiêm nghị của băng hàn, khí tức va chạm với băng thương chi vương. Rất rõ ràng băng thương chi vương là sinh vật băng hệ tuyệt đối, cho nên mạnh hơn Bạch Hổ chỉ khống chế lực lượng của băng nhiều, dù sao Bạch Hổ có phó thuộc tính là băng, chủ thuộc tính là thú. Quan Hoàng Vương cộng thêm Bạch Hổ, như vậy đã đủ chiến một trận với Băng Thương Chi Vương rồi. Chỉ có điều đã sớm biết rõ Bạch Hổ của Mục Thanh Y lợi hại, nên Ngô Quảng tươi cười lên, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy Bạch Hổ này múa rìu qua mắt Băng Thương Chi Vương của ta nên không chịu hoán chứ." Mục Thanh Y tự nhiên không phải cảm thấy Bạch Hổ múa rìu qua mắt thợ sở dĩ nàng triệu hoán quan hoàng vương đơn đà độc đấu với băng thương chi vương chỉ là kéo dài thời gian mà thôi muốn biết băng thuộc tính khắc chế thực lực của quan hoàng vương là mạnh bao nhiêu hiện tại mục thanh y đã có hiểu rõ nhất định cũng biết nên làm cách nào đối phó băng thương chi vương đương nhiên mục thanh y sẽ không chỉ quan tâm chiến đấu của nàng nàng phải viện thủ cho sở mộ sau khi triệu hồi bạch hổ Hồ, thì mục thanh y lại niệm chú ngữ triệu hồi cửu thải loan cùng lôi đình kiếm xí sư tiến hành trợ giúp sở mộ sức chiến đấu của cửu thải loan cao hơn mình tiên điểu khiên trụ một hồn sủng của mạch lăng có lẽ không thành vấn đề lôi đình kiếm xí sư đối phó một chủ sủng như vậy sở phương trần mới giảm bớt áp lực của năm hồn sủng mục tiểu thư thật sự tự tin vào chính mình nha chẳng lẽ ngươi thực cho rằng không cần dùng toàn lực là có thể ứng phó được ta hay sao thiên tử ngô quảng nhìn thấy mục thanh y làm ra cử động này thì cười rộ lên nếu mục thanh y phiền chán người nào thì cảm thấy nói nhiều hơn nửa câu cũng cảm thấy buồn nôn, cho nên Mục Thanh Y căn bản không muốn đáp lời. Ngô Quảng lại bị mất mặt, cả quá trình này đều là do hắn lầm bầm mà thôi, đây là cảm giác sỉ nhục trần trụi, làm cho nội tâm vị thiên tử này chán ghét. Thân phận đệ tử Minh chủ làm cho hắn tiếu ngạo trong lĩnh vực nhân loại, không người nào dám bất kính với hắn, nhưng mà Mục Thanh Y tự kiềm chế và thanh cao tự ngạo, cũng khó trách đế cơ muốn diệt trừ nàng, người như vậy sự khó đối phó. Trong nội tâm Ngô Quảng cười lạnh, hắn không muốn lãng phí thời gian chiến đấu nữa, Bạch Hổ xuất hiện tuyệt đối, không có ý nghĩa Mục Thanh Y sẽ chuyển biến thế cục hiện tại, ngược lại sẽ làm cho nàng lâm vào trong bóng tối thất bại, bởi vì Ngô Quảng còn có một vương bài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắt đầu niệm chú ngữ, Ngô Quảng bày ra tư thế triệu hoán hồn sủng. Đều đi chết đi. Chú ngữ này Ngô Quảng đã nhớ kỹ nhiều lần rồi, sau đó âm thầm cởi bỏ phong ân. Đem hồn sủng cấp chúa tể của Minh chủ Triệu Hồi ra ngoài. Loại tình huống này ai cũng không nhìn ra Ngô Quảng đang giả Triệu Hoán, mọi người ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, còn chưa kịp phỏng đoán rốt cuộc là phương thức Triệu Hoán gì, một cổ khí thế làm nội tâm người ta sụp đổ hiện ra. Trong lúc nhất thời trong những người xem cuộc chiến, thậm chí có nhiều hồn sủng sư hồn niệm thấp đã ngất xỉu. Ngược lại là một vương giả mạnh mẽ, cho dù là Tam Đại cung điện hay hồn minh và thành viên trung lập nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ. Thiên tử Ngô Quảng triệu hoán hồn sủng gì, khí thế của nó lại có thể ảnh hưởng trong phạm vi vài trăm dặm. Lại, lại là một chúa tể. Không biết là vị lão tiền bối này, thời điểm mọi người bị áp lực thì một tiếng kinh hô vang vọng toàn trường. Hai chúa tể. Toàn trường rung động, ai cũng không nghĩ Thiên tử Ngô Quảng lại có hai hồn sủng cấp chúa tể. Phải biết rằng thực lực hùng thủ cũng chỉ có hai hồn sủng cấp chúa tể, Ngô Quảng cũng đã gia nhập địa vị này mạnh nhất có được hai hồn sủng cấp chúa tể chính thức, tuyệt đối là ngoài ý muốn của minh chủ, tuyệt đối là mạnh nhất thế hệ trẻ trong lĩnh vực nhân loại. Giờ khắc này tất cả cao tầng của Tam Đại Cung Điện đều lạnh lòng, nhiều ra hai sinh vật cấp chúa tể, bọn họ thật vất vả bồi dưỡng được vài người có hồn sủng tiếp cận cấp chúa tể, nhìn thấy Ngô Quảng Triệu hoán hai hồn sủng cấp chúa tể, đắng chát bất đắc dĩ hiện ra trong lòng bọn họ. Đây là trời muốn cung điện chúng ta vong sao? Lão ẩn sĩ mặt mũi tràn ngập bi thương bốn hùng cùng ngô quảng cho dù mục thanh y chịu giúp chúng ta chúng ta còn không cách nào chống lại bọn họ vô cùng đau đớn tam đại cung điện lộ ra vẻ mặt sầu thảm nội tâm tối tăm phiền muộn liễu băng lam đứng trong đám người loáng thoáng cảm thấy hồn sủng cấp chúa tể của thiên tử ngô quảng này hình như đã gặp ở đâu rồi đây là một thú vương có sừng cái sừng dựng đứng ương ngạnh không ai bằng khôi giáp bao phủ từ đầu tới chân mũi nhọn sắc bén hiện ra ngoài giống như xuyên phá trời cao cơ bắp tràn ngập lực lượng và có hoa văn nổi lên, rậm rạp chẳng chịt, gương mặt đáng sợ dữ tợn giống như có vô số độc trùng nổi lên, từ cơ bắp tới thân hình lắc lư mạnh mẽ. Toàn thân thú một sừng cuồng bạo, dã tính, tàn bạo, bách chiến bách thắng, cái sừng như xuyên thẳng bầu trời, khí thế áp mặt đất nứt vỡ, ép tới mức những hồn sủng sự yếu kém cũng ngất đi. Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, sừng thú là hoàng giả trong thú tộc, là sinh vật mạnh nhất trong thú tộc sau khi đạt tới cấp chúa tể thì đấu thiên cơ giác thú vương càng hung hãn hung mãnh lực lượng giã tính không sợ gì ai lại là một hồn sủng cấp chúa tể hạ chỉ hiền nhìn chằm chằm vào đấu thiên cơ giác thú vương nhỏ giọng nói thầm một câu mà chung quanh hạ chỉ hiền là tân liêu long tuyệt cùng với những cao thủ hồn minh khác ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hồn sủng cấp chúa tể kia thế cục chiến trường vốn là ngô quảng thoáng chiếm cứ ưu thế mục thanh y tuy triệu hoán bạch hổ nhưng mà thực lực đấu thiên cơ giác thú vương này còn mạnh hơn mạch hổ nhiều lắm. Trận chiến đấu này không những đại hoạch toàn thắng, thậm chí có thể giết sở phương trần cùng mục thanh y. Nếu như có thể giải quyết hai người này, thì tam đại cung điện không có chỗ dựa vào đáng giá. Thậm chí trận chiến đấu này sau khi phân thắng bại sinh tử, rất có thể hồn minh cũng tiến công quy mô. Mục tiểu thư, có tâm tư quan tâm tiểu tử kia, chẳng bằng lo lắng cho mình nhiều một chút đi. Ngô Quảng cất tiếng cười to. Mục thanh y cũng trầm xuống, vốn tưởng, rằng ngô quảng sở dĩ dám trực tiếp ước chiến với mình là vì có băng hệ chúa tể tuyệt đối không ngờ hắn còn hồn sùng cấp chúa tể thứ hai thực lực cường đại như thế xác thực đủ để tiếu ngạo vạn tượng cảnh thế nhưng mà mục thanh y kinh ngạc thì còn mang theo hoài nghi thật sâu dùng hiểu biết của nàng với ngô quảng thì thằng này chỉ có thể có được một hồn sùng cấp chúa tể con hồn sùng thứ hai này rốt cuộc là của người nào chẳng lẽ là minh chủ tặng cho đệ tử hay sao huyền vật chân quý hiếm thấy có lẽ minh chủ cũng giữ lại cho mình tăng cường thực lực của mình mới phải làm sao có thể hào phóng tặng cho đệ tử của mình những chuyện này là Mục Thanh Y căn bản không nghĩ ra nhưng lúc này hai chúa tể xung phong đánh tới làm cho Mục Thanh Y không có dư thời gian lo chuyện khác vội vàng đổi phương thức chiến đấu nếu như bạch hổ cùng băng thương chi vương đối kháng quan hoàng vương phải nghênh chiến đấu thiên cơ giác thú vương loại phương thức chiến đấu này quan hoàng vương có lẽ có thể chiếm cứ ưu thế trên không nhưng mà bạch hổ lại phi thường nguy hiểm Mục Thanh Y cũng không dám khẳng định Bạch Hổ có thể kiên trì dưới công kích của băng thương chi vương bao lâu. Giống, đấu thiên cơ giác thú vương dẫm lên mây, cái sừng của nó sáng lên, khí thế phá tan trời xanh, chỉ sợ đủ để xé nát mọi thứ. Quan Hoàng Vương nương tựa, vào ưu thế không trung né tránh công kích của đấu thiên cơ giác thú vương, thân hình màu vang bay lượn trong không trung. Ánh mặt trời chiếu xuống, quan Hoàng Vương bay ngang hàng với đấu thiên cơ giác thú vương. Ánh nắng mặt trời chính là vật che chắn cho quan Hoàng Vương cánh của nó mở ra. Nghệ, Hoàng Dương trước, Mục Thanh Y đọc tên kỹ năng. Thoáng chốc lửa cháy màu vàng của quan Hoàng Vương gia tăng năm thành, lửa nóng hừng hực và được ánh mặt trời ra chỉ nên nóng hơn, ánh lửa thiêu đốt mọi thứ chung quanh. Đấu thiên cơ giác thú ngẩng đầu lên, liệt dương màu vàng kia điệp ra nên cự thú không thể không đưa hai tay lên ngăn cản, ngăn cản lửa nóng đang ập tới trước mặt. Vù 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 vù. Hỏa diễm lao xuống đem đấu thiên cơ giác thú vương đánh vào mặt đất, hỏa diễm của mặt trời hàng thế hiện ra hỏa diễm màu vàng giống như đang xua tan bóng tối, phủ kín cả bình nguyên này. Hống hống hống. Đấu thiên cơ giác thú vương bị đốt cháy thì phẫn nộ điên cuồng hét lên, gió mạnh nổi lên cuốn bay những đống lửa đang cháy trên người. Nhưng mà trong quá trình này, thân thể đấu thiên cơ giác thú vương vẫn bị bỏng một mảng lớn. Trông thấy đấu thiên cơ giác thú vương bị thương, mục thanh y thoáng an tâm một ít. Xem ra đấu thiên cơ giác thú vương này chỉ là chuẩn chúa tể bình thường, thực lực so với quan hoàng vương còn kém một cấp bậc, chiến đấu này không phải không có phần thắng. Người của tam đại cung điện nhìn thấy quan hoàng vương rõ đã cường đại hơn, đồng dạng buông lỏng một hơi, trận chiến đấu này không phải là không có khả năng quần nhau. Quét mắt nhìn thấy thành viên tam đại cung điện đang thở ra, ngô quảng lại tươi cười trào phúng. Cho người ta biết một chút thực lực của ngươi đi. Thiên tử ngô quảng nhìn đấu thiên cơ giác thú vương phát ra mệnh lệnh. Giống, đấu thiên cơ giác thú vương phát ra tiếng rầm rú cùng bạo toàn thân hiện ra hảo quang màu đen chẳng chịt giống như trận đồ đang mở ra một ít cổ vân cùng cổ vân họp thành lực lượng cổ xưa sau đó ấn ký màu đỏ lượn lờ tụ tập chung quanh cơ giác của đấu thiên cơ giác thú vương cơ giác này có cổ lực bám vào vậy mà chậm rãi xuất hiện một thú ảnh cường đại mục thanh y kinh ngạc nhìn qua hồn ảnh cơ giác này đang xé rách không gian trong nội tâm càng hoảng sợ nàng chưa từng gặp qua kỹ năng hồn ảnh thế này đấu thiên cơ giác thú vương huyễn hóa bóng dáng thì trở nên cuồng bạo khủng bố cơ hồ chiếm lấy ưu thế kỹ năng này làm người ta giật mình liên tục đấu thiên cơ giác thú vương vốn hình thể to lớn sừng sững như núi bây giờ thú hồn này lại lớn hơn thân thể đấu thiên cơ giác thú vương ba bốn lần hình thể như vậy chưa từng thấy qua lúc này tận mắt nhìn thấy nội tâm càng rung động hơn nhiều cái này đây chính là cổ đại thú hồn lực đàm lão trong phái trung lập ngẩng đầu có chút không thể tin nói một tiếng đàm lão cổ đại thú hồn lực là thế nào những lão hồn sư kinh nghiệm phong phú cũng không rõ chuyện này là thế nào, vội vàng lên tiếng dò hỏi: "Ý chí nguyên tố viễn cổ các ngươi nghe nói qua chưa?" Đàm Đức mở miệng nói ra: "Làm sao chưa từng nghe qua chứ? Đây chính là kỹ năng hoàn mỹ nhất của hồn sủng chủng tộc nguyên tố đấy. Cổ đại thú hồn lực này chính là ý chí nguyên tố viễn cổ đấy, nhưng so với ý chí nguyên tổ viễn cổ còn mạnh hơn nữa, là kỹ năng cường đại hiếm thấy trong thú tộc, lúc ban đầu cổ đại thú hồn chi lực chỉ có thể dùng kỹ năng man lực mà thôi, gia tăng lực công kích nhất định những kỹ năng này chỉ xuất hiện trên người của những sinh vật cổ xưa, nhưng mà chỉ có thể xem là hình thức ban đầu của ý chí nguyên tố viễn cổ mà thôi, mà cổ đại thú hồn chi lực thuần túy nhất có thể thực thể hóa giống như Đấu Thiên Cơ giác thú vương đang làm, đem huyết mạch cổ xưa trong người kích hoạt lên, sau đó hóa thành vũ khí thú hồn, đạt tới hiệu quả công kích cường đại nhất. Con mắt Đàm Đức nhìn chằm chằm vào hồn ảnh ở trên hư không kia, sinh thời hắn lại có thể nhìn thấy kỹ năng trung cực của thú tộc này, trong nội tâm Đàm Đức cảm khái ngàn vạn. Nhớ ngày đó hắn bước vào lĩnh vực cấp chúa tể thời gian dài như vậy, đều chưa bao giờ thấy qua hiệu quả hồn lực hóa thành thực thể, không nghĩ tới thời điểm mình rời khỏi hồn sủng giới lại nhìn thấy hồn ảnh trăm năm khó gặp này. Đàm Đức đang giảng giải những chuyện này cho người của thế lực trung lập nghe, lão ẩn sĩ và đông đảo cao thủ Tam Đại Cung điện cũng giải thích lực lượng đặc thù của đấu thiên cơ giác thú vương, có thể gia tăng lực công kích gấp 2 lần. Đấu thiên cơ giác thú này đã là cấp chúa tể, lực công kích tăng lên gấp 2 lần thì chẳng khác gì tăng lên hai cấp bậc trầm nguyên lão sau khi nghe xong cũng không thể nói gì hơn chuyện này quá phiền phức rồi vốn tưởng rằng quan hoàng vương có được hỏa diễm dưới tình huống đơn đà độc đấu có thể an ổn áp đấu thiên cơ giác thú vương một đầu sắc mặt đồ tôn kha ẩm cũng trầm xuống ánh mắt của hắn cố ý quét mắt nhìn qua các nguyên lão của tam đại cung điện sắc mặt các nguyên lão phi thường khó coi thần sắc cũng cực kỳ cổ quái điện hạ chuyện này phải làm thế nào cho phải nguyên lão thấp giọng nói ra cái tin tức này chưa chắc là thật có khả năng là hồn minh cố ý phô trương thanh thế. Đồ tôn kha ẩm nói ra. Thế nhưng mà Lê Hồng mang tin tức này về chưa chắc là giả bộ đâu. Lần chiến đấu này nếu thật bại, thì hồn minh thực có khả năng mượn nhờ thiên tử ngô, quảng hiện thân và hai con hồn sùng cấp chúa tôn này đấy. Sở mộ cũng không biết chuyện này có bao nhiêu trọng yếu. Đây là tin tức Lê Hồng sai người mang về. Hồn minh có ý định phát động tổng tiến công. Bọn họ dường như cảm thấy tam đại cung điện không ngừng xuất hiện cao thủ, như sở phương trần cho nên tiếp tục duy trì tình thế này càng ngày càng bất lợi cho nên bọn họ đang tìm cơ hội lần này ngô quảng xuất hiện làm cho sĩ khí hồn minh tăng lên nhiều mà trận này do sở phương trần địa biểu người trẻ tuổi của tam đại cung điện và viện thủ mục thanh y nếu như phái trung lập không nói gì thì cao tầng hồn minh phi thường có khả năng mượn nhiều lần thắng lợi này nhất cổ tác khí triển khai công kích toàn diện vào tam đại cung điện tin tức này là lê hồng chuyển đến đồ tôn kha ẩm đạt được tin tức này ngày hôm qua Đồ Tôn Kha ẩm cố ý thảo luận việc này với Liễu Băng Lam một lần, Liễu Băng Lam suốt đêm gọi các nguyên lão tới cung điện thảo luận vấn đề này. Cao tầng Tam Đại cung điện lúc này hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt ứng chiến, nhất là đối phương có được tứ hùng, chuyện này làm Tam Đại khó có thể ngăn cản, chỉ có thể không ngừng từ thành thị, lãnh địa đọ sức chậm rãi chiến đấu chiếm ưu thế. Cho nên chiến tranh đối với Tam Đại cung điện mà nói càng chậm càng có lợi. Nhưng mà hồn minh nhiều năm thăm dò, cho nên hiểu được chi tiết của Tam Đại cung điện có bao nhiêu, một khi bọn họ hiểu rõ cục diện của Tam Đại Cung Điện và có ấn nấp lực lượng, như vậy bọn họ không chút do dự phát động chiến tranh. Đương nhiên chiến tranh bộc phát nhất định phải có một bắt đầu tốt. Lần quyết đấu này trình độ nhất định sẽ cổ vũ sĩ khí của hồn minh, một khi Sở Phương Trần cùng Mục Thanh Y là hai tảng đá ảnh hưởng đại cục này mất đi, như vậy hồn minh phi thường có khả năng mượn nhiều trận chiến thắng lợi bắt đầu tổng tiến công Tam Đại Cung Điện. Chuyện này Liễu Băng Lam cùng Kha Ẩm không chút do dự ủng hộ Sở Mộ nếu trận chiến này thắng thì như vậy hồn minh khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ dưới tình huống chủ tướng hai lần thất bại và sĩ khí xa suốt mà phát động chiến tranh là không sáng suốt như vậy sẽ tranh thủ thời gian cho tam đại cung điện nhiều hơn kết quả này đương nhiên người trong hội nghị muốn thấy nhất dù sao chiến tranh không phải chuyện đùa tin tưởng nếu có thể đủ chiến thắng sở phương trần cùng mục thanh y nhất định sẽ dốc toàn lực về phần không địch lại thì chiến đấu của bọn họ ảnh hưởng quá nghiêm trọng có ảnh hưởng toàn cục tới tranh chấp của hai phe có khả năng là bọn họ bị thương nặng hoặc chết. Hai người này đối với tam đại cung điện mà nói đều rất trọng yếu, một khi có chỗ hao tổn, chiến tranh kế tiếp càng không có phần thắng. Tình huống không đúng thì bỏ bọn họ thương tha đi, đánh thì đánh hôm nay cuối cùng sẽ đến. Đồ tôn kha ẩm thở dài nói ra. Ánh mắt liễu băng lam nhìn chầm chầm vào sở mộ, nàng cảm thấy lần này lựa chọn không nói cho sở mộ là chính xác, địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, nếu như cưỡng cầu thì chỉ mang lại tổn thất to lớn hơn mà thôi. Liễu Băng Lam không cho phép hài tử của mình có sơ suất gì. Cao tầng Tam Đại Cung Điện lúc này đang thấp giọng nghị luận với nhau, mà đấu thiên cơ giác thú vương ngưng tụ thú hồn chi lực đã lao về phía quan Hoàng Vương. Không gian bởi vì hồn ảnh này mà chấn động. Hồn ảnh cơ giác khổng lồ này lao tới gần quan Hoàng Vương. Năng lực né tránh của quan Hoàng Vương có mạnh hơn nữa, cũng không thể vượt qua công kích của hồn ảnh. Thân hình đang bay lượn va chạm với hồn ảnh phát ra một tiếng rên rĩ, bay rớt ra ngoài. Giống giống đấu thiên cơ giác thú vương gào thét một tiếng bỗng nhiên hồn ảnh này hóa thành hư ảo bay vào trong sừng quan hoàng vương rơi xuống đất một khắc thì đâm mạnh vào mặt đất hồn ảnh cơ giác cũng không tạo thành phá hư mặt đất gì nhưng mà quan hoàng vương bị hồn ảnh này đâm vào lại thống khổ dãy ruộa hoàn toàn có cảm giác như bị sừng đâm chúng thật sự không ngừng dãy ruộa quan hoàng vương vừa bị đánh rơi thì bạch hổ bên kia cũng không địch lại băng thương chi vương cấp chúa tể bị kỹ năng băng hệ đánh rơi xuống mặt đất trên người đầy vết thương Bạch Hổ cuối cùng vẫn không có bước vào cấp chúa tể, không có khả năng kiên trì bao lâu trong tay của băng thương chi vương. Sở mộ bởi vì đạt được hai hồn sùng của mục thanh y viện trợ, nên dần dần đem khí diễm hung hăng cản cuối của mạch lăng đè xuống, mắt thấy mục thanh y lâm vào trong hoàn cảnh xấu vội vàng cho bạch ma quỷ tiến, đến trợ giúp, giảm nhẹ áp lực giúp bạch hổ cùng quan hoàng vương. Người còn tốt đó chứ? Sở mộ đưa mắt nhìn qua mục thanh y bị thương, mở miệng hỏi. Không phải rất lạc quan, hồn ảnh chi lực này rất bá đạo, hoàng của ta bị công kích một lần, muốn tái chiến rất khó khăn. Mục Thanh Y nói ra, hai sinh vật cấp chúa tể một có thuộc tính băng hoàn toàn khắc chế quan hoàng vương mạnh nhất của Mục Thanh Y, một còn lại là thú vương có thú hồn chi lực đều tương đương khó đối phó, hoàn cảnh xấu là đương nhiên. Ngô Quảng này đúng là có chút năng lực, không được thì buông tha đi. Sở mộ nói ra, sở mộ đã sớm chuẩn bị tốt tư tưởng rồi, thực lực ngô Quảng này đã sớm làm sở mộ phi thường kinh ngạc chỉ cần chờ mình đem vong mộng tăng lên 10 đoạn, thì vong mộng một mình ứng phó băng thương chi vương cùng cơ giác thú vương, cũng không thành vấn đề, không cần phải phân thắng bại bây giờ. Về phần táng mạnh của mạch lăng, tùy thời cũng có thể lấy, không vội trong nhất thời. Mục thanh y có chút kinh ngạc nhìn qua sở mộ, không biết sở mộ vì cái gì buông tha nhanh như vậy. Cứ buông tha như vậy, hồn minh sẽ dùng chuyện này nhất cổ tác khí đánh tới, ta và ngươi không chỉ đối mặt với hai người này. Mục thanh y dùng tinh thần chi âm nói, cái gì nhất cổ tác khí? Sở mộ khó hiểu hỏi. Ngươi không biết. Chẳng lẽ ngươi không biết hồn minh có khả năng dùng trận chiến đấu này làm thứ, cổ vũ sĩ khí phát động tổng tiến công, vào tam đại cung điện hay sao? Mục Thanh Y hỏi. Đương nhiên sở mộ không biết chuyện này, thời điểm đang định hỏi cụ thể, thì bỗng nhiên trông thấy băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương, từ trên không trung lao thẳng xuống, một tướng bông tuyết dày giặc biến thành màn che khuất bầu trời phủ xuống, một đầu khác là thân thể to lớn lao xuống. Trong lòng sở mộ căng thẳng, hai kỹ năng cấp chúa tể này không phải mục thanh y có thể ngăn cản, mà bạch yểm ma của mình cũng không thể ngăn cản lực lượng này. Bạch ma quỷ, chướng mục không gian. Sở mộ vội vàng ra lệnh cho bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ rất nhanh niệm chú ngữ, cánh tay dưng lên, bỗng nhiên không gian này vạn vẹo một hồi, tầm mắt tất cả mọi người lúc này trở nên mơ hồ. Vù 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 vù. Bỗng nhiên ma diễm màu trắng bạc bao phủ toàn bộ không gian này. Phạm vi công kích của ma diễm vô cùng rộng lớn, nhưng rất khó tạo thành ảnh hưởng với sinh vật cấp chúa tể trong ma diễm mục thanh y nghi hoặc khó hiểu nhìn qua sở mộ không biết tại sao hắn lại phóng thích kỹ năng chỉ làm cho người ta hoa mắt thế này đương nhiên mục thanh y cũng không dám nghĩ nhiều con sinh vật cấp chúa tể khổng lồ từ trên cao lao xuống không cẩn thận là mất mạng nàng vội vàng ra lệnh cho bạch hổ cùng quan hoàng vương khiến chúng nó chống đỡ phòng ngự bạch hổ cùng quan hoàng vương cũng không phải loại hình phòng thủ mục thanh y phi thường rõ ràng sau công kích này hai hồn sủng sẽ bị thương xem ra lần chiến đấu này thật sự không có phần thắng. Bạch Hổ cùng Quan Hoàng Vương vừa vặn một băng một hỏa, hoàn thành hai chủng phòng ngự thuộc tính trái ngược, nhưng mà làm cho Mục Thanh Y kinh ngạc chính là hai kỹ năng cấp chúa tể này, đánh xuống lại không hiểu thấu rơi vào trong không gian vạn vẹo do Bạch Yểm Ma phóng thích, không ngờ lực lượng còn lại nhỏ như vậy. Mục Thanh Y sừng sốt, không biết Bạch Yểm Ma của Sở Mộ dùng kỹ năng gì mà ngăn cản được hai kỹ năng cấp chúa tể thế này. Thời điểm nàng nhìn qua Sở Mộ lại phát hiện Sở Mộ chẳng biết lúc nào đã biến mất trong ma diễm mục thanh y vội vàng ngưng tụ hồn niệm tìm kiếm sở mộ trong ma diễm sau khi nhìn chung quanh thì không phát hiện thân ảnh của sở mộ ngược lại trong không gian phòng ngự kiên cố này mục thanh y phát hiện một nhúm ma diễm màu bạc thế nào lại là màu bạc hoàn toàn mục thanh y sửng sốt bạch ma quỷ tấn thăng làm cấp chú tể chính thức sao nếu không tại sao lại có ma diễm màu bạc vù vù ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực bỗng nhiên tả ảnh màu bạc hiện ra trong tầm mắt của mục thanh y ngay sau đó Mục Thanh Y nhìn thấy tà ảnh này, đưa hai cánh tay trong ma diễm ra ngoài. Tà ảnh này hư không một chảo thì không gian nát bấy, lập tức hình thành không gian phong bạo trong không gian thứ nguyên này. Mục Thanh Y giống như nghe thấy tiếng gầm nhẹ trong ma diễm màu bạc kia, hai kỹ năng cấp chúa tể hủy thiên diệt địa của băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương lúc này bị đánh tan. Hai sinh vật cấp chúa tể cũng không ngờ đối thủ lại có kỹ năng cường đại như vậy, bị lực lượng không gian cuồng bạo này đánh không kịp trở tay trong khoảnh khắc thân hình bị nuốt hết, bị ném đi, xé rách, quấy. Mục thanh y ngây người, bạch hổ cùng quan hoàng vương liên thủ chỉ sợ, cũng không thể thi triển kỹ năng cường đại như thế này. Nhìn qua không gian phong bạo cuốn bay hai sinh vật cấp chúa tể, lại nhìn qua tà ảnh trong ma diễm màu bạc kia, đột nhiên mục thanh y xuất hiện cảm giác giống như từng quen biết, mà cảm giác này vừa hiện ra, thì trong nội tâm mục thanh y nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Ngân sắc ma nhân. Tà ảnh này phi thương tương tự ngân sắc ma nhân ngày đó nha. Thế nhưng mà ngân sắc ma nhân làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Một màn này cơ hồ làm tầm mắt mục thanh y đảo qua chung quanh. Nhưng màn này lưu lại hình ảnh không thể xóa nhòa trong lòng của mục thanh y. Rốt cuộc sở mộ đang sử dụng hồn kỹ nào thế này. Chẳng lẽ bạch yểm ma của sở mộ chính là ngân sắc ma nhân nguy hiểm kia. Ma diễm màu bạc xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh. Mục thanh y phi thường rõ ràng, trong nháy mắt đó kỹ năng, của băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương đã bị hóa giải. Hơn nữa còn bị kỹ năng không gian phong bạo phản kích vô cùng mạnh mẽ. Vù 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 vù. Ma diễm này vẫn thiêu đốt bên cạnh mục thanh y, vật che chắn tầm mắt, không gian không biết vì cái gì xuất hiện vạn vẹo cổ quái, không cách nào nhìn thấy khu vực vạn vẹo có cái gì. Không biết qua bao nhiêu lâu, mục thanh y phát hiện nam tử vừa biến mất đã xuất hiện bên cạnh mình, cũng bảo trì bộ dáng như đang chỉ huy chiến đấu. Nhưng mà mục thanh y thật sự rõ ràng cảm giác và nhìn thấy, sở phương trần biến mất trong hai giây ngắn ngủi vào thời gian hai giây này xảy ra chuyện làm cho mục thanh y khó có thể tin nổi sở phương trần ngươi mục thanh y ngơ ngác nhìn qua sở mộ sở mộ lấy lại tinh thần ánh mắt xuyên qua ma diễm phát hiện mục thanh y đưa ánh mắt nhìn qua mình liền đoán được mục thanh y hẳn là thấy được cái gì đó biểu hiện trên mặt của hắn không có biến hóa hào quang màu bạc tà dị trong mắt đã rút đi nghiêm mặt mà chân thành nói nhanh thưa lúc này công kích đi trong mắt mục thanh y vẫn có thần sắc hoài nghi như trước nhưng khi nhìn thấy gương mặt sở mộ không đổi sắc lại hoài nghi có phải vừa rồi mình đã hoa mắt hay không mục thanh y biết rõ tình thế trước tiên ra lệnh cho bạch hổ cùng quan hoàng vương bạch hổ cùng quan hoàng vương đồng thời thoát ra phân biệt thi triển kỹ năng đánh và băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương vừa bị không gian phong bạo cuốn đi mà bọn chúng cũng bị không gian phong bạo tàn phá hơn nữa còn bị thương nhiều chỗ ta vừa mới nhìn thấy ma diễm màu bạc con ngươi mục thanh y nhìn chằm chằm vào sở mộ mục thanh y muốn một lời giải thích nàng hy vọng sở mộ tự nói với mình vừa rồi là ảo giác sau đó tự nói với mình đó là một hồn kỹ cường đại sở mộ biết rõ mục thanh y khẳng định nhìn thấy trạng thái ma hóa của mình rồi sở dĩ hắn thiết lập chứng mục không gian cùng biển ma diễm là dùng ngăn cản ánh mắt của mọi người nhưng mục thanh y chính là người ảnh hưởng nhiều nhất trong đó về sau lại giải thích sở mộ biết rõ nếu như mình nói dối thì trong nội tâm mục thanh y sẽ ngờ vực vô căn cứ nhiều hơn phải cho nàng biết rõ mới được, ở chung với nữ nhân này một đoạn thời gian rất dài, sở mộ cảm thấy Mục Thanh Y hiện giờ tín nhiệm được. Mục Thanh Y muốn nói lại thôi, vẻ không tin trong mắt nhiều hơn. Hắn không có phủ nhận. Thế nhưng mà hắn là nhân loại hay là ma nhân, vì sao có thể lại là ngân sắc ma nhân biến ảo thành nhân loại đơn giản như vậy? Nếu như hắn là ma nhân, tại sao hắn có được khế ước hồn sủng sư của nhân loại? Nếu hắn là nhân loại thì vì sao có được lực lượng ma nhân? Chuyện này làm cho Mục Thanh Y cảm thấy khó có thể tiếp nhận, và nghi vấn trùng điệp trong lòng, ánh mắt Mục Thanh Y rung động, không thể tin chuyển đổi thành phức tạp khó hiểu. Cho tới nay nam tử này đều cho Mục Thanh Y một loại cảm giác nhìn không thấu, nhưng mà suy đoán như thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân này bề ngoài là nhân loại, nhưng mà ẩn sâu trong đó là cường hoành tới cực điểm, tà tính nghiêm nghị ma quỷ. U u, một tiếng nổi nhỏ làm cho không gian chấn động mạnh mẽ mang Mục Thanh Y từ trong suy nghĩ vô căn cứ kéo về thực tại. Nàng quay đầu nhìn qua một vòng lại ngạc nhiên phát hiện Thái Nga cự nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện bên ngoài chướng mục không gian, ngưng tụ một quyền đầy lực lượng nện vào trong này. Trong nội tâm mục thanh y hoảng hốt, vừa rồi thất thần làm cho nàng xem nhẹ thái Nga cự nhân. Bạch hổ cùng quan hoàng vương, đang truy kích băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương. Mục thanh y hiện tại không đọc chú ngư triệu hoán kịp thời, chớ nói chỉ là triệu hồi chúng ra. Bạch ma quỷ. Sở mộ thấy tình thế không ổn, lập tức ra lệnh cho bạch ma quỷ đi ngăn cản. Chướng ngục không gian đã bị đánh nát, sở mộ không dám tái sử dụng lực lượng bắn ma. Chiếc bạch ma quỷ vừa muốn thi triển thác vị ma ảnh, bỗng nhiên ba con chủ sùng của mạch lăng, đã phá tan chứng mục không gian xuất hiện bên cạnh bạch ma quỷ cùng mục thanh y. Bạch ma quỷ vừa định thi triển kỹ năng phòng ngự, thì bị ba con hồn sùng kia quấy nhiễu. Động tác rõ ràng chậm một chút, đúng là dừng lại thì chí mạng. Nắm đấm của Thái Nga cự nhân tới càng gần bóng ma tử vong bao phủ đỉnh đầu của sở mộ cùng mục thanh y, mắt thấy nắm đấm kinh khủng rơi xuống. Sở mộ không dám do dự, dùng thác vị ma ảnh đến trước mặt mục thanh y. Mục thanh y đang muốn áp dụng biện pháp giải quyết, thì nhìn thấy sở mộ giã ở trước mặt của nàng. Còn chưa chờ nàng phản ứng thì cánh tay nam tử này đã ôm lấy nàng vào lòng. Hương vị của nam nhân mang theo tà tính lọt vào mũi của mục thanh y, tâm của mục thanh y càng hoảng sợ, lại bỗng nhiên cảm giác được một quyền trí mạng trên đầu mất đi lực lượng hủy diệt, giống như bản thân đã ở trong vị trí an toàn. Nổ mạng cơ hồ phá hủy màng tai, mục thanh y cảm giác được canh tay kia ôm càng chặt hơn trong năng lượng nham hệ cường bạo kia linh hồn của nàng không ngừng phiêu diêu làm cho đầu óc của nàng choáng váng biển ma diễm cũng bị dập tắt trong năng lượng nham hệ khổng lồ thì hai đạo thân ảnh bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất lại trượt một rãnh dài trên mặt tuyết người của tam đại cung điện nhìn thấy một màn này trái tim lập tức nhảy lên mạnh mẽ trong chiến đấu mà hồn sùng sư lọt vào công kích trực tiếp của địch nhân là tối kỵ lúc này sở phương trần cùng mục thanh y lại lọt vào trọng kích của thái nga cự nhân nếu như bọn họ không có biện pháp bảo vệ thì nhất định sẽ miểu sát trực tiếp. Nhìn qua hai thân ảnh bị trọng thương, hai đấm của Liễu Băng Lam có chút nắm chặt, chỉ cần Mạch Lăng dám đuổi theo ra tay với chí mạng, với sở mộ cùng Mục Thanh Y tay không tất sắt, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh nát thái nga cự nhân của Mạch Lăng. Khuynh Tư, chuẩn bị chữa thương cho bọn họ. Liễu Băng Lam nhìn Diệp Khuynh Tư nói ra. Diệp Khuynh Tư xác thực rất lo lắng, chỉ có điều nàng lo lắng cũng không phải sở mộ, mà là Mục Thanh Y được sở mộ bảo vệ. Sở mộ chi tiết Diệp Khuynh Tư rất rõ ràng, tên kia có phòng ngự tiếp cận chúa tể cấp thấp. Công kích cấp bậc của Thái Nga cự nhân nhiều nhất là, đánh hắn bay đi và chảy ra mà thôi, căn bản không tổn thương tới gân cốt. Mà Mục Thanh Y là hồn sủng sư có năng lực chống cự yếu ớt, lực lượng một quyền này đủ sức đánh nát lục phủ ngũ tạng của Mục Thanh Y, cũng không biết sở mộ bảo hộ có giúp nàng giảm bớt hay không. Diệp Khuynh Tư biết rõ những chuyện này, những người khác lại không biết, trông thấy sở mộ cùng Mục Thanh Y song song bị đánh, thì tâm đã nhảy lên cổ họng rồi, nhìn qua bọn họ không đánh lại thiên tử ngô quảng cùng mạch lăng đống nhìn qua điểm cuối của khe rãnh dài thì sở mộ vị mục thanh y chậm rãi đứng lên con mắt màu bạc nhìn qua thái nga cự nhân hiện ra một tia giận dữ sở mộ thu hồi ánh mắt nhìn qua mái tóc và xiêm y của mục thanh y mất trật tự mở miệng hỏi người còn tốt đó chứ lỗ tai của mục thanh y vẫn còn ong ong lên ý thức có chút mơ mơ hồ hồ một lát sau nàng cũng chầm chậm khôi phục lại đôi mắt nhìn qua sở mộ chỉ bị hư hao quần áo mà thôi một kích vừa rồi là do sở mộ trực tiếp ngăn cản toàn bộ, nàng chỉ trốn ở trong lòng ngực của hắn, nhưng mà nam tử này căn bản không bị tổn thương chút nào cả, ngược lại chính mình toàn thân bị chấn động khó chịu. Ta, ta cũng không có việc gì. Dù sao mục thanh y cũng là chính nhiệm hồn hoàng, sở mộ vì triệt tiêu đại bộ vẫn tổn thương cho nàng, công kích còn lại không làm gì được nàng cả. Thời điểm nói chuyện thì quan hoàng vương đã bay đến trên đầu sở mộ cùng mục thanh y, bảo đảm hai người sẽ không bị công kích lần nữa. Bạch hổ của ngươi, Sở mộ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn, qua hàn băng chi lực của băng thương chi vương đánh bạch hổ thương tích đầy mình, nhắc nhở mục thanh y một câu. Thực lực kém một cấp bậc. Bạch hổ có thể kiên trì lâu như vậy đã rất khó khăn rồi, hiện tại hẳn là đến cực hạn, cố gắng nữa có thể bạch hổ sẽ bị giết chết. Diệp khuynh tư cũng biết bạch hổ hết sức, lập tức nghiệm chú ngữ đem bạch hổ thu vào trong không gian hồn sủng. Xa xa ngô quảng thấy bạch hổ đột nhiên biến mất thì sững sờ. Chợt cất tiếng cười to, tiếng cười đắc ý cuồng vọng vang lên, rơi vào trong tay sở mộ cùng mục thanh y thì chói tai bén nhọn. các ngươi không có gì hơn cái này cả. ngô quảng nhảy lên người băng thương chi vương, khống chế nó hạ xuống mặt đất. từ trên cao nhìn bao quát sở mộ cùng mục thanh y. sở mộ đưa mắt nhìn qua băng thương chi vương, cũng không quan tâm tới tên này. người mới vừa nói là cái gì? cuộc quyết đấu của chúng ta liên quan tới việc hồn minh phát động tổng công kích. sở mộ dùng tinh thần chi âm trao đổi với mục thanh y trao. tinh thần trao đổi nói còn nhanh hơn miệng nhiều lắm thường thường chỉ bằng một ý nghĩ là nói xong toàn bộ rồi mục thanh y là từ một vị trưởng lão biết được tin tức này nàng vốn tưởng rằng sở mộ cũng được cho biết lập tức đem tình huống đại khái nói cho sở mộ nghe sở mộ nhíu mày tuy ánh mắt của hắn nhìn qua thái nga cự nhân và bạch ma quỷ nhưng trong lòng suy nghĩ độ tin cậy của tin tức này sở phương trần ta nói rồi về sau có ngô quảng ở nơi nào thì ngươi phải đi đường vòng ngô quảng trên lưng băng thương chi vương cười rộ lên chào phúng sở mộ Đương nhiên, ta sẽ tận lực dẫn theo Diệp Khuynh Tư xuất hiện ở đó, khi đó ngươi nên cách xa nữ nhân của ta một chút, ngươi không nên đi quấn lấy nàng làm gì. Âm thanh ngô quảng lại truyền ra lần nữa. Lúc này âm thanh của hắn còn bén nhọc và cay nghiệt hơn nhiều, có thể nói là người toàn trường nghe được toàn bộ. Khiêu khích trần trụi như vậy, tất cả người quan chiến đều xôn xao lên, ánh mắt đồng loạt rơi vào người Diệp Khuynh Tư. Nha! Thiếu chút nữa quên còn có mục tiểu thư, hai vị này đều là mỹ nhân khó có được tại sao lọt vào trong tay của phế vật như ngươi chứ vốn ta có ý định giết ngươi hôm nay nhưng ta cẩn thận tưởng tượng giết ngươi không mang lại bao nhiêu vui thứ ta muốn đem ngươi biến thành phế nhân sau đó ôm nữ nhân của ngươi dẫm vào mặt của ngươi ngô quảng nói lời này truyền ra ngoài rơi vào trong tay của mọi người sau khi nghe những lời này toàn trường càng nổ tung thiên tử ngô quảng cùng sở phương trần không có huyết hải thâm thù không ngờ trước mặt bao người nói ra lời này ngô quảng này quá cùng vọng đằng lãng vô cùng tức giận kêu lên. Thật sự muốn xé nát cái miệng của hắn. Bàng Duyệt cũng cắn răng nói. Đệ muội yên tâm, thằng này tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắn dám đến thì tam đại cung điện chúng ta tuyệt đối băm vằm hắn. Đằng lãng hung hăng nói ra. Trên mặt Diệp Khuynh Tư cảm xúc không có bao nhiêu biến hóa, vẫn bảo trì bộ dáng nhàn nhã như trước. Chuyện này làm các thành viên tam đại cung điện thầm than trong lòng. Vị hôn thê của sở phương Trần cũng quá tỉnh táo và bình tĩnh. Người khác nghe ác ngữ như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi. Diệp Khuynh Tư đi theo Diệp Hoàn Sinh vào Nam ra Bắc, nghe những lời như vậy quá nhiều, cho nên nàng sớm đem những lời ác ngữ của đối phương như tiếng chó sủa loạn. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm là Diệp Khuynh Tư phi thường tinh tường ngỗ quảng nói lời này, không hoàn toàn đúng cuồng vọng tự đại, mục đích chính thức của hắn là chọc giận sở mộ, làm cho sở mộ xúc động tiếp tục chiến đấu, như vậy hắn có cơ hội giết chết sở mộ thậm chí mục thanh y. Diệp Khuynh Tư tin tưởng sở mộ nhất định sẽ nghĩ tới điểm này, cho nên ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào sở mộ, đối với ác ngữ như thế sở mộ không làm ra biểu hiện gì làm cho người ta thức sùi bọt mép hắn vẫn đứng yên tại chỗ ánh mắt lạnh như băng sở mộ nhìn qua ngô quảng hồi lâu nói ra một câu lạnh như băng đã nói hết di ngôn chưa di ngôn chỉ hai chữ ngắn ngủi này làm toàn trường lặng ngắt như tờ càng làm cho cơ mặt ngô quảng run rẩy lên di ngôn sở phương trần muốn làm gì hắn muốn giết chết thiên tử ngô quảng sao không nói thiên tử ngô quảng có thể giết được hay không hắn có được thực lực cường đại hiện nay trừ minh chủ ra thì không tìm được người nào chống lại hắn cả. Sở Phương Trần lại nói ra thiên tử Ngô Quảng này nói những lời đó là di ngôn. Sở Phương Trần, không nên vọng động. Mục Thanh Y nhìn qua nam tử lạnh lùng như băng kia, ẩn ẩn cảm giác được sát khí đang khoách tán ra ngoài. Nàng bắt lấy tay sở mộ, chăm chú lắc đầu. Một khi ngân sắc ma nhân xuất hiện, thì tất nhiên sẽ nhắc lên sóng to gió lớn trong lĩnh vực nhân loại. Sở Phương Trần tuyệt đối không thể hóa thân thành ma trước mặt mọi người hắn đang cố ý chọc giận ngươi thôi, nếu chúng ta tái chiến tiếp thì hắn sẽ có lý do giết ta và ngươi. Mục Thanh Y nói ra, ta biết rõ. Sở mộ gật gật đầu. Vậy ngươi còn? Mục Thanh Y muốn nói lại thôi. Đã hắn muốn chiến, hắn muốn chết, ta cũng như hắn mong muốn. Sở mộ lãnh đạm nói ra. Mục Thanh Y nghe sở mộ nói lời này càng thêm sốt ruột. Bạch Hổ đã thu hồi lại, băng thương chi vương căn bản không cách nào đối phó. Trận chiến đấu này không có bất cứ phần thắng nào, trừ phi thằng này hóa thân thành ngân sắc ma nhân. Thái Nga cự nhân của Mạch Lăng, ngươi có muốn báo thù cho ti dạ chi hoàng không? Sở mộ tỉnh táo nhìn mục thanh y nói ra. Bây giờ không phải là thời gian báo thù. Có thể làm được sao? Sở mộ không có cho mục thanh y nói thêm gì nữa, tiếp tục hỏi một câu. Mục thanh y sững sờ nhìn qua ánh mắt kiên định của sở mộ, giống như căn bản không có ý định cải biến suy nghĩ. Có thể, nhưng mà... Mục thanh y gật gật đầu, đối phó một hùng mặt mạch lăng tuyệt đối dư xài. Vậy là đủ, ngươi kế tiếp chỉ cần báo thù cho ti dạ chi hoàng là được, hồn sùng của ngô quảng ta đi đối phó. Sở mộ nói ra, ngươi thật muốn biến thành ma nhân trước mặt nhiều người như vậy sao? Mục thanh y biết rõ mình không cách nào cải biến suy nghĩ của nam nhân này. Chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn chầm chầm vào sở mộ. Sở mộ nghiêm túc và tươi cười nhìn qua nàng, nói, ta là một gã hồn sủng sư. Nói xong sở mộ xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú vị trí thành vạn tượng ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa mục thanh y không rõ cử động của sở mộ thuận thế nhìn qua hướng sở mộ đang nhìn đột nhiên phát hiện ở ngọn núi do người tạo thành kia có một đạo thân ảnh ô sắc thần tuấn đang phóng qua sơn mạch dùng tốc độ nhanh như thiểm điện lao xuống nơi này đó là ánh mắt mục thanh y không biết nên giải quyết như thế nào đó là một con ô sắc chiến hổ ngoại hình phi thường tương tự bạch hổ cảm giác được thân thể khí phách uy vũ có chỗ khác biệt chính là toàn thân bao phủ trong lân giáp màu đen, góc cạnh rõ ràng, hàn quang rạng rỡ, lực lượng cuồng dã, cương nghị. đây chính là cảm giác mà hắc hổ mang lại cho mục thanh y. tốc độ ô sắc chiến hổ này thật nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trong đám người tam đại cung điện, sau đó nhảy lên nhẹ nhõm xuyên qua tất cả mọi người, vậy mà trực tiếp vọt tới kết giới. phanh, kết giới này bị chiến hổ đánh nát dễ dàng, dường như bất cứ lực lượng nào cũng không ngăn cản được. thời điểm này có thời gian nhìn chung quanh đi chết đi. Hùng mặt mạch lăng thừa lúc sở mộ cùng mục thanh y lực chú ý đặt, lên người chiến hổ. Nhìn thái nga cự nhân ra lệnh, hai đấm thái nga cự nhân ôm lấy, nửa quỳ trên mặt đất. Hùng hăng đem hai đấm nện xuống. Đại địa nứt vỡ, vết rách chui ra một đầu nham long, gào thét một tiếng sau đó dương nanh múa vuốt đánh vào mục thanh y cùng sở phương trần. Hống hống hống. Ô sắc chiến hổ cuồng dã nhìn thấy thì gào thét lên, bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy một đạo ô quang hiện ra trước người sở mộ cùng mục thanh y, trong lúc này nó đánh về phía nham long đang lao tới. Nham long khí thế bàng bạc và vô cùng hung mãnh, nhưng là làm cho người ta khiếp sợ là, kỹ năng hóa thành chiến trùy lại bị bị đâm nát không chịu nổi, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Nham long công kích bị nát bấy, mà lực lượng chiến trùy không giảm tới, cuồng bạo quét tới, hình thể thái nga cự nhân to lớn khó lòng phòng bị, lực lượng chiến trùy bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Thái Nga cự nhân rơi xuống đất, xoáy lên một đám bụi lớn. Nhìn qua bụi mù cao mấy ngàn thước, người xem cuộc chiến líu lưỡi. Trong cuộc quyết đấu này thực lực Thái Nga cự nhân là yếu nhất trong cấp chúa tể, nhưng đối với lĩnh vực nhân loại thì nó là vương giả không thể sai, mà sinh vật không biết từ đâu này thật không ngờ bá đạo đánh bại Thái Nga cự nhân. Giống giống, ô sắc chiến hổ lao tới, nhìn qua Thái Nga cự nhân phát ra một tiếng gào thét càng thêm hung hăng càn quấy, dường như cảnh cáo Thái Nga cự nhân, Thái Nga cự nhân nhất thời bán hội căn bản không dậy nổi, mà bởi vì Thái Nga cự nhân bị áp, nên hùng mặt mạch lăng càng tức giận mặt mũi tràn ngập tức giận. Sau một kích thì chiến hồ màu đen không còn tiếp tục công kích, mà nó mở rộng bước chân, xoay người nhìn qua vị trí của sở mộ. Mới đầu là đi bộ nhưng dần dần nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy trốn, hoàn toàn không thể chờ đợi được. Mà sở mộ đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua thân ảnh ô sắc này hóa thành tàn ảnh, con người lạnh như băng cũng hòa tan. Năm đó cũng là trên bình nguyên xanh biếc, sở mộ mắt thấy nó nện bước chân kiên nghị không có quay đầu nhìn ra xa xa nó không quay đầu lại là sợ quay đầu rồi thì không có dũng khí rời đi trong nội tâm của nó vô cùng kiên định vẫn như cũ rời khỏi chỗ đó cho nên nó không dám quay đầu lại chỉ có thể nhìn qua phương xa sở mộ cuối cùng nhìn thấy một bóng lưng màu đen nó khắc chế bản thân mình quay đầu lại chấp nhất trầm mặc rời đi hôm nay nó vẫn ở trên một bình nguyên tuyết rơi nhiều bay tán loạn mặt đất đóng băng nhưng mà thân ảnh màu đen này vẫn kiên nghị nhưng mà nó so với quá khứ còn mạnh hơn nhiều. Cho dù lân giáp ngăn nắp trên người của nó không ai nhìn ra cái gì, nhưng sở mộ vẫn có thể nhìn thấy vô số tổn thương trên đó, giống như là sắt thép thiên truy bách luyện, không ngừng xuất hiện vết thương mới, lại không ngừng khép lại, cuối cùng biến thành áo giáp sắt như hiện giờ. Móng vuốt của nó không biết có bao nhiêu tử hồn lượn lở, chỉ dùng máu của vô số địch nhân tẩy rửa nên biến thành sắc bén vô ngần. Mà cặp mắt màu đen hờ hững như vậy xuyên thấu qua tầng này, sở mộ nhìn thấy trong tâm linh của nó có thân tình đây là uy nghiêm của vương giả bình thường thì không tức giận một khi đụng vào thì sẽ bộc phát giống như núi lửa sở mộ hít thở sâu một hơi cho dù khắc chế như thế nào đều không thể khống chế được tình cảm chân thành thắm thiết nhìn qua chiến giã chạy như điên trước mặt của mình sở mộ giống như nhìn thấy nó như vực sâu thân ảnh của nó vượt qua thây sơn biển máu một khắc này sở mộ nhìn thấy linh hồn của nó là vương giả không bị đánh bại mà cách nhiều năm nó đã trở thành vương giả chính thức trở về chiến giã trở về một khắc hóa thân thành ma, sở mộ cho rằng mình không thể nhìn thấy nó trở thành vô thượng vương giả chân chính. hiện tại chính mình nhìn thấy thì nó đã biến thành vương giả vĩnh viễn không bị đánh bại. sở mộ nửa quỳ, chán của hắn hạ xuống. chiến dã lúc này đứng ở trước mặt của sở mộ, ngẩng cao đầu chấp nhất, cái chán lạnh như băng dán vào chán của sở mộ, cúi đầu xuống nhìn chiến hổ cùng nam tử nửa quỳ kia, cái chán kề nhau, đây có lẽ là cử động tình nghĩa nhất của hồn sùng sư và chiến sùng, tình cảm chân thành thiết tha rất nhiều không cần người khác nói gì, chỉ cần hồn sủng cùng hồn sủng sư linh hồn tương tích, thì hành động đơn giản hơn rất nhiều, cũng đủ để thuyết minh câu chuyện của nam tử này và chiến hổ. Trên vạn người nhìn qua một màn này, chỉ có Diệp Khuynh Tư, Liễu Băng Lam cùng Liễu Nguyên Lão mới hiểu được chân chính, trải qua ma hóa và tính mạng của sở mộ bị uy hiếp và khóc ròng ở trong đó ẩn chứa bao nhiêu chua sót vẫn tồn tại bao nhiêu ương ngạnh bất khuất. Mục Thanh Y đứng ở bên cạnh sở mộ, căn bản không cần nói rõ Mục Thanh Y, cũng hiểu được chiến thu đánh bại Thái Nga cự nhân chính là hồn sùng thất lạc của sở mộ mà đây cũng là lần đầu tiên mục thanh y nhìn thấy chân tình của nam tự ẩn chứa nhiều bí mật này giờ phút này nàng tin tưởng sở mộ nói chuyện hắn là một hồn sùng sư hắn dùng linh hồn chân thành nhất của mình chừng tỏ hắn là hồn sùng sư sở phương trần đây là hồn sùng của ngươi ngô quảng vẫn ở trên cao nhìn xuống như trước ánh mắt khinh thường hiện ra vài phần cùng ngạo rất rõ ràng đây là một sinh vật tiếp cận cấp chúa tể bằng chừng ấy tuổi mà có được hai hồn sùng như vậy thật sự là tai họa ngầm to lớn. đúng, nó chính là tử thần của ngươi. sở mộ chậm rãi đứng dậy, cặp mắt thanh tinh lăng lệ ác liệt nhìn qua. sở phương trần, ngươi nói quá rồi. hồn sủng của ngươi nhiều nhất thực lực tương đương với mục thanh y bạch hổ, đối phó người khác có lẽ thừa sức, nhưng mà rất đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta, ngô quảng. sở phương trần, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bổn sự, cuối cùng ngươi cũng biến thành hòn đá kê chân của ta. ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm thế nào khiến chiến thú mặc giã biến ta thành nói lời. Di ngôn, nếu làm không được, ngươi phải trơ mắt nhìn ta mang nữ nhân của ngươi dẫm lên mặt của ngươi đấy. Ngô Quảng cất tiếng cười to, tư thái cùng vọng không chút che giấu. Đôi mắt lạnh như băng của sở mộ nhìn chằm chằm vào Ngô Quảng, muốn đánh thì đánh, sở mộ cũng không nói nhảm nửa câu. Mà ở bên cạnh sở mộ, đồng tử màu đen của chiến giã cũng hờ hững vô tình, ánh mắt của nó, tập trung vào băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương của Ngô Quảng. Ứng phó chúng không thành vấn đề chứ, Sở mộ liếc mắt nhìn chiến giã, nhàn nhạt hỏi. Chiến giã cũng không có trả lời, trực tiếp thả chậm bước chân, dùng hành động chứng minh lời của sở mộ. Tiếp cận cấp chúa tể. Khí tức chiến giã đã tiếp cận cấp chúa tể rồi, như vậy thực lực chân chính của chiến giã đạt tới trình độ nào, sở mộ cũng khó mà đoán được. Tóm lại hai sinh vật chúa tể của Ngô Quảng chết rất thảm rồi. Đây chính là hồn sùng của sở phương trần, không ngờ là tiếp cận cấp chúa tể. Nhìn qua chiến thú mặc giáp uy phong lẫm lẫm, bọn người đằng lãng lúc này không biết nên nói cái gì bây giờ. Sở phương trần lúc này đã leo lên cấp độ mà hàng tỷ người không lên được, nhưng thật sự không phải đơn giản. Nếu tính toán ra thì hắn có được ba hồn sủng cấp chúa tể. Thế nhưng mà thực lực chiến thú mặc dã này có lẽ không kém gì bạch hổ của mục thanh y, mà sức chiến đấu của bạch hổ liên hợp lại còn có cơ hội thủ thắng. Nhưng chỉ bằng vào chiến thú mặc dã thì có lẽ hy vọng không lớn. Trầm mặc mở miệng nói ra, mấy người này cũng thấp giọng nghị luận lần duy nhất bàng duyệt nhìn chằm chằm vào chiến thú mặc giã kia hồi lâu không nói nên lời ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào phụ thân bàng hình của mình bàng hình cũng ở trong trạng thái ngẩn ngơ bởi vì hồn sùng này lúc ban đầu ở bắc hoang đánh bại huyết man chập long sau đó tiến vào trong thánh vực của hồn sủng cung tu luyện chiến thú mặc dã chuyện này bàng hình đã công khai với cao tầng tam đại cung điện rồi dương dương đắc ý hắn tưởng rằng nhanh chóng có được viện thủ cường đại lại không ngờ chiến thú mặc dã này tuy xuất hiện nhưng lập tức lại tiến vào trong thánh vực, ngược lại chậm rãi bị cao tầng quên lãng. Vốn bàng hình muốn nói ra chiến thú mặc dã này, chính là hồn sủng của thiên hạ vương sở mộ, nhưng nhìn thấy một màn này bàng hình lập tức hiểu được cái gì đó, muốn nói lại thôi. Lúc này trong nội tâm bàng hình đã có đáp án, rất hiển nhiên vị tuyệt thế thiên tài sở phương trần ngang trời xuất thế tại hồn điện này, chính là thiên hạ vương sở mộ, hắn là người ma hóa trong truyền thuyết. Tin tức này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ nhắc lên một hồi dung chuyển bàng nguyên lão, chiến thú mặc dã này. Một gã trưởng lão mắt nhìn bàng hình, có chút nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên vị trưởng lão này còn nhớ rõ bàng hình từng nói qua viện thủ cường đại này. Bàng hình lắc lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua. Nói xong bàng hình đã nhìn chằm chằm vào chiến thú mặc dã mà khiếp sợ. Chiến dã đã đi tới, đưa mắt đầy khí thế nhìn chằm chằm vào hai sinh vật cấp chúa tể. Một trận chiến này là trận chiến chiến dã thuyết minh cho sở mộ thấy, nó chờ đợi ngày hôm nay đã đến thật lâu rồi cho nên nó tất nhiên sẽ đem thành quả khổ tu bao nhiêu năm qua nói cho sở mộ biết khắc khắc bạch ma quỷ chậm rãi bay tới bên cạnh chiến giã phát ra tiếng cười kia như hoan nghênh chiến giã trở về chiến giã lườm thằng này lại phát ra tiếng giống to bạch ma quỷ cũng nghe hiểu thằng này nói cái gì nhưng trên mặt của nó mang theo vài phần bất mãn bạch ma quỷ trở về để cho chiến giã đi đối phó chúng sở mộ nhìn bạch ma quỷ nói ra bạch ma quỷ giàu dĩ không vui bay trở về bên người sở mộ mà lúc này biến thành chiến giã một mình chiến đấu với hai cấp chúa tể. Lấy một địch hai. Loại tư thế này không phải lấy một địch hai thấy một màn này mọi người bị chấn trụ. Rốt cuộc sở phương trần là điên hay sao, không ngờ lại cho chiến thú mặc dã đối phó hai sinh vật cấp chúa tể. Phải biết rằng cho dù là băng thương chi vương hay là đấu thiên cơ giác thú vương đều không kém hơn quan hoàng vương của mục thanh y, là sinh vật cấp chúa tể chân chính. Cấp chúa tể chân chính băng thương chi vương cùng bạch hổ tiếp cận cấp chúa tể chiến đấu, là nhìn ra được trên thực lực vẫn có tranh lệch nhất định, thoáng vô y sẽ mất mạng. Loại tình huống này một đấu một còn miễn cưỡng. Chờ nói chi là ứng phó hai cái chúa tể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù chúng tiêu hao một ít thể lực nhưng chiến thú mặc dã đối kháng với chúng. Vậy khẳng định là phải chết không thể nghi ngờ. Sở phương trần, ngươi làm cái gì vậy? Mục thanh y khẩn trương hỏi. Tin tưởng hồn sủng của ta. Sở mộ nhàn nhạt trả lời nói xong ánh mắt Sở Mộ ngưng tụ, hóa thành một cổ sát y bay về phía hồn sủng của Ngô Quảng. Mà chiến giã cũng hoàn toàn lĩnh hội được ý của Sở Mộ, vậy mà chủ động phát ra công kích, thân ảnh ô sắc chạy như bay trên tuyết, dẫn đầu phóng về phía băng thương chi vương. Không biết tự lượng sức mình, trước giết hồn sủng này của ngươi. Ngô Quảng cười lạnh, loại hồn sủng cấp bậc này cũng muốn lấy mạng của mình, quả thực thiên đại tiểu thoại. Đấu thiên cơ giác thú vương mở bộ pháp nặng nề, một tiếng phóng thích giá tính của mình cơ bắp có tính bạo tạc được cổ đại hồn thú ra chỉ khiến lực lượng của nó tăng lên gấp đôi. Đấu thiên cơ giác thú vương mở đôi mắt lạnh giá nhìn qua chiến thú mặc dã, hồn ảnh lượn lờ chung quanh cánh tay vô kiên bất tồi, trùng trùng điệp điệp đập vào người chiến dã. Chiến giã không có rời bước, thân hình ô sắc lướt qua một đạo tàn ảnh, thân hình tráng kiện ne qua công kích của đấu thiên cơ giác thú vương. Móng vuốt ô quang của chiến giã thoáng hiện ra, ấn kỹ cổ xưa ngưng tụ lực lượng vào chân trước khiến lực lượng của nó tăng lên mấy lần sau đó cương mãnh đánh vào cánh tay của đấu thiên cơ giác thú vương vết cào lưu lại mấy vết thương thật sâu trên cánh tay đấu thiên cơ giác thú vương chỉ có điều loại thương thế này với sừng thú mạnh mẽ không tính là cái gì hồn ảnh trên cánh tay của nó biến mất lại ngưng tụ uy lực trên cơ giác biến hóa thành hồn ảnh cơ giác khổng lồ mạnh mẽ quét tới chiến giã chiến giã cũng biết không cách nào né tránh không lùi mà tiến tới trên lưng của nó có hai thanh đao mọc ngược ra ngoài và lúc này đã bắn ra hôm nay mặc khải thứ đã không hề cực hạn trong vật lộn ở khoảng cách công kích nhất định chiến giã có thể bắn ra ngoài cơ giác hồn ảnh đánh vào người chiến giã đánh lân giáp đen của chiến giã xuất hiện vô số vết rách xoẹt chiến giã dùng mặc khải thứ đâm vào phần bụng của hồn ảnh cơ giác thú vương bị lực lượng hắc ám đánh trúng đau đớn nên phẫn nộ làn ra phòng ngự phần bụng bị ăn mòn nhanh chóng vù 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 hồn ảnh cơ giác thú vương công kích vừa mới chấm dứt một cổ hàn khí đột nhiên đánh tới dưới tình huống chiến giã không hề phòng bị đã bị băng thứ từ dưới đất sông lên cao đâm vào người chiến giã. Bằng thứ cực lớn, thân hình màu đen của chiến giã màu giống như côn trùng màu đen đâm chúng. Chiến giã tự nhiên không thể đổi tổn thương tiếp như với cơ giác thú hồn, thân hình chạy trốn xuất hiện đạo thân ảnh màu đen, ra sức né tránh kỹ năng này. Oanh! Sau khi băng kích, từ trên trời đánh xuống lập tức đánh tan băng hàn ở vị trí vừa rồi, băng sóng mang theo vô số lưỡi đao băng sắc bén oanh kích vị trí chiến giã né tránh, mũi của những lưỡi dao băng này vô cùng sắc bén. Chiến giã chạy trốn cũng không có dừng lại, rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với hai sinh vật chúa tể lao ra khỏi phạm vi của băng sóng rơi vào trong đống tuyết trong lần giao phong đầu tiên này chiến thú mặc dã đã mang không ít thương thế sau khi người tam đại cung điện nhìn thấy lại lắc đầu thở dài trong nội tâm cảm thấy thăng bại trận đấu này không còn bàn cãi gì nữa dãy ruộng như vậy không có ý nghĩa gì chẳng bằng buông tha đi sở phương trần có thêm một sinh vật tiếp cận cấp chúa tể thì chúng ta chưa hẳn sợ hồn minh đồ tôn kha ẩm đưa mắt nhìn qua liễu băng lam mở miệng nói ra Liễu Bằng Lam cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con chiến thú mặc dã không rõ kia. Mặc dù không có nhìn thấy phương thức chiến đấu của chiến thú mặc dã nhưng Liễu Bằng Lam nhớ mang máng con chiến thú mặc giã này có được năng lực phi thường cường đại, cụ thể là cái gì thì phải tiếp tục chiến đấu mới biết được. Chúng ta nên tin tưởng Sở Phương Trần. Thời điểm này, Bàng Hình Bàng Nguyên Lão lại mở miệng. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt rơi vào người Bàng Nguyên Lão. Bàng Nguyên lão ý thức được chính mình nhiều lời sẽ bất lợi với Sở Mộ, vẫn im lặng, trong đầu nhớ tới tình cảnh chiến thú mặc dã vẫn còn là, cấp đế hoàng đã đi khiêu chiến huyết man chập long, trong nội tâm âm thầm nói thầm. Lúc này không biết đại tới cảnh giới gì. Trên bờ vai của Băng Thương Chi Vương, trên mặt Ngô Quảng hiện ra thần sắc khinh miệt nặng nề, còn tưởng rằng chiến thú mặc dã rất mạnh chứ, thì ra cũng không hơn gì cái này, xem ra Sở Phương Trần đúng là phô trương thanh thế mà thôi. Giết nó trong vòng một phút. Ngô Quảng nhìn hồn sùng của mình và ra lệnh. Băng thương chi vương phiêu phủ trên ngàn vạn bông tuyết, thao túng lực lượng tuyệt đối của băng tuyết, nhìn qua vị trí của chiến giã châu tiến hành công kích cùng bạo. Băng tuyết vô tình khổng bố hóa thành sát nhận, một nhúm lại một nhúm, mỗi một sát nhận rơi xuống đều làm cho người ta cảm thấy lạnh giá, hình như là đâm vào thân thể của mình. Trong băng tuyết sát nhận này, đấu thiên cơ giác thú vương dựa vào hủy diệt hồn ảnh liên tục công kích, trong lúc nhất thời băng tuyết sát nhận đầy trời cùng cơ giác hồn ảnh, lực lượng khủng bố không ngừng oanh sát không gian đem khu vực chiến dã hóa thành chiến trường hỗn loạn nhìn thấy chiến giã của sở mộ liên tục bị công kích mục thanh y âm thầm sốt ruột cho sở mộ cố ý liếc hắn một cái nhưng mà mục thanh y phát hiện sở mộ thờ ơ với quá trình này thậm chí khóe miệng còn tươi cười lạnh lẽo cười nhạo địch nhân vô tri và ngu xuẩn mục thanh y không biết sở mộ lấy đâu ra tự tin và cuồng ngạo như thế này phải biết rằng lực lượng của hai chú tể ngay cả quan hoàng vương của nàng cũng không thể ngăn cản nếu không áp dụng biện pháp gì đó thì chiến thú mặc giã nhất định sẽ bị giết chết. Hống hống hống. Thời điểm mục thanh y lo lắng và nghi hoặc vạn phần, thì con chiến thú mặc giã kia đã giống to trong công kích cuồng bạo nãy giờ. Ngay sau đó mục thanh y phát hiện một kỹ năng như ô quang cương mãnh bao trùm lại, lao như bay về vị trí của đấu thiên cơ giác thú vương. Bá. Ánh dạng đông của tử thần hiện ra, phi thường chuẩn xác xoẹt qua phần bụng bị ăn mòn của đấu thiên cơ giác thú vương lúc nãy, lập tức máu tươi giống như núi vỡ đê tuôn ra ngoài đấu thiên cơ giác thú vương lập tức phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, thân thể của nó lay động suýt nữa té trên mặt đất. Nhìn thấy đấu thiên cơ giác thú vương bị tập kích bị thương, những người cho rằng chiến thú mặc giã tử vong đều sừng sốt. Hai đại chúa tể liên tục công kích tới tấp, chiến thú mặc giã này vẫn có thể phản kích, chẳng lẽ những công kích kia không có hiệu quả với nó hay sao? Nhưng mà trên người chiến thú mặc giã xuất hiện rất nhiều vết thương, rõ ràng cho thấy toàn bộ những công kích đó đánh lên người của nó. Biểu hiện trên mặt của ngô quảng lúc này khó coi không ít, thời gian một phút không những không đánh chết đối thủ, ngược lại còn bị phản kích sắc bén. Giống giống, chiến giã công kích không có chấm dứt, thừa lúc đấu thiên cơ giác thú vương đứng không vững thì nó đạp lên người của đối thủ, lại phát đông công kích về phía băng thương chi vương ở bên kia. Đấu thiên cơ giác thú vương ngã xuống chiến giã đạp một cái lên mặt đất, mặt đất nứt vỡ còn hình thành chấn động không đánh lên người đấu thiên cơ giác thú vương. Đấu thiên cơ giác thú vương lúc này thân thể lào đào biên độ lớn, mà chiến giã nắm chắc thời cơ đạp một cái thân thể đã sớm biến mất trên mặt đất, hóa thành một đạo quang nhận lăng lệ ác liệt lần nữa chém vào phần bụng của đấu thiên cơ giác thú vương được một tắc lại muốn tiến một thước trong mắt ngô quảng hiện ra một tia thần sắc giận dữ nhìn đấu thiên cơ giác thú vương đưa ra mệnh lệnh hào quang trên người đấu thiên cơ giác thú vương lại sáng lên lúc này không hiển hóa hồn ảnh thành vũ khí tiến công hồn ảnh lại quấn lên phần bụng bị thương của đấu thiên cơ giác thú vương ánh sáng cổ xưa hình thành khải giáp bảo hộ miệng vết thương đang phun máu kia khanh Chảo của chiến giã lúc này như đánh lên kim loại phát ra âm thanh nặng nề chói tai. Trên khải giáp hồn ảnh xuất hiện dấu móng vuốt, nhưng mà miệng vết thương trên bụng đấu thiên cơ giác thú vương không có mở rộng ra, hiển nhiên chiến giã công kích bị khải giáp hồn ảnh ngăn cản toàn bộ. Chiến giã, né tránh sau lưng. Thời điểm này âm thanh sở mộ chỉ huy vang lên. Chiến giã đang nhìn qua hồn ảnh hóa thành khải giáp và định lui lại phía sau, dù sao băng thương chi vương cũng không phải bài trí, kỹ năng cấp chúa tể công kích vừa rồi làm cho nó vô cùng đau đớn, chiến giã động tác tấn mãnh, thân kinh bách chiến nó đã sớm thói quen cùng loại này, so với chính mình đẳng cấp cao sinh vật chiến đấu, tốc độ bay nhanh theo đấu thiên cơ giác ngưu thú trước mặt biến mất. Quả nhiên một lát sau kỹ năng băng hệ của băng thương chi vương cũng lao tới, cơ hồ là xoẹt qua người của chiến giã. Trông thấy chiến giã né tránh công kích thì sở mộ âm thầm gật đầu, ý thức chiến đấu của chiến giã đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ sợ chính mình không cần nói rõ nó, cũng ý thức được một kích không thành thì lâm vào xu thế bị bao vây nhưng mà sở mộ có được dị đồng có thể thấy rõ động tác của hai đại chúa tể dụng tâm linh chỉ huy chiến đấu và nhìn chung thế cục đối với chiến giã mà nói càng thêm có lợi chạy trốn rất nhanh ngô quảng đứng trên người băng thương chi vương con mắt nhìn chằm chằm vào chiến thụ ô sắc kia hừ lạnh một tiếng chạy trốn nhanh hơn nữa thì như thế nào sinh vật không có đến cấp chúa tể thì cuối cùng cũng không thể động thủ với băng thương chi vương ngô quảng dám thể tiếp tục thêm một phút đồng hồ thì chiến thú mặc dã nhất định sẽ biến thành thi thể Ân, chuyện gì xảy ra? Khí tức của nó vì sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Ngô Quảng sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng mà nghi hoặc của Ngô Quảng nhanh chóng bị quét sạch. Tăng cường khí tức cũng không có nghĩa là cải biến thế cục. Không ngờ còn dám cùng ngạo, muốn chết. Ngô Quảng đang muốn phát động công kích, thì bỗng nhiên thấy chiến thú mặc dã rõ ràng đánh tới, lập tức giận tím mặt. Chuyện này làm cho Ngô Quảng cảm nhận chiến thú mặc dã vô cùng miệt thị. Đối với hai hồn sủng cấp chúa tể của mình, dũng mãnh không sợ chết làm thực lực của chiến giã tăng thêm vài phần vết thương trên người đối với chiến giã mà nói căn bản không tính là trọng thương sáu lần tính mạng làm cho nó thừa nhận nhiều kỹ năng cấp chúa tể cũng không chết được công kích trước đó có thể nói toàn bộ là thăm dò chiến giã cũng hiểu được đại khái thực lực của cấp chúa tể như vậy kế tiếp chiến giã toàn thân là máu sẽ làm cho đối thủ sợ hãi giống như lâm vào ác mộng thời thời khắc khắc bị sợ hãi tử vong quấn quanh hống 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 gió tuyết cào thét bay múa chung quanh người chiến giã Tốc độ của chiến dã nhanh hơn nữa, điên cuồng hét một tiếng xong thì trên người bao phủ một tầng huyết vụ. Những huyết vụ này hóa thành áo giáp chiến dã, đem cả thân hình chiến dã Lâm vào màu máu, đồng tử màu đen thâm thúy lúc này tràn ngập tàn nhẫn và hung bạo. Khát máu cùng hóa, cơ bắp chiến dã xuất hiện một ít bành trướng, đối mặt với lưỡi đao băng của Băng Thương Chi Vương cũng lao tới mạnh mẽ. Nó hóa thành một đường máu phóng về phía Băng Thương Chi Vương. Thấy chiến thú mặc dã Lâm vào cuồng hóa lao tới, Ngô Quảng càng diễu cợt không thôi. Hai tay băng thương chi vương đột nhiên hiện ra quyền trượng băng tuyết. Nó ném quyền trượng này lên mặt đất. Vù 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 vù. Dùng quyền trượng băng tuyết làm trung tâm, một cơn bão táp như băng long màu trắng hiện ra ngoài, phóng lên trời, vừa vặn lao nhanh về phía chiến giã. Trong gió lốc tràn đầy băng tinh và lưỡi dao sắc bén, thân ở trong đó đương nhiên sẽ bị phanh thây xé xác, hơn nữa phạm vi cơn bão táp này thật lớn, tốc độ mau hơn nữa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngăn cản kỹ năng này. Tới sẽ chết. Ngô Quảng hung hăng nói ra. Chiến giã toàn thân bao trùm trong áo giáp màu máu và cặp mắt đỏ bừng của nó, nhìn chằm chằm vào băng thương chi vương. Đối với bão tuyết như con cuồng phong này nó thật sự không đặt trong mắt, tốc độ không giảm mà nhảy vào trong gió tuyết. Ba 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 ba. Thậm chí mọi người nghe được âm thanh băng nhọn đâm vào thịt, từng mảng huyết vụ lộ ra trong gió lốc. Nhưng mà không chờ mọi người ai thán, một thân ảnh huyết sắc cường tráng xông ra khỏi bão tuyết xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn thân máu tươi đầm đìa, những huyết dịch này không ngừng chảy ra, trong miệng chiến giã gào thét, tất cả máu tươi ngưng tụ trước mặt chiến hổ, mong phỏng thành cái miệng huyết hổ. Răng nanh huyết sắc vô cùng sống động, miệng của huyết hổ này tràn ngập răng nanh táp về phía băng thương chi vương. Ngô Quảng biến sắc, hắn không nghĩ tới quái vật này xông qua bão tuyết mà còn sống sót, vội vàng lại để cho băng thương chi vương mở băng thuẫn. Miệng hổ khổng lồ mở ra kinh người, băng thương chi vương vội vàng ngưng tụ băng thuẫn bị nó cắn thành phấn vụn, trên thân thể băng tinh của nó hiện ra một dấu răng sâu tận xương tủy. Giết nó! Ngô Quảng tức giận càng lớn, với hắn mà nói băng thương chi vương, của mình bị một sinh vật tiếp cận chúa tể làm bị thương là sỉ nhục. Băng thương chi vương bị thương không tính là quá nặng, cùng với đấu thiên cơ giác thú vương hình thành xu thế vây công. Lúc này đây chiến giã cũng không có lựa chọn tránh né, thời điểm mọi người kinh hô vì nó nghênh tiếp hai đại chúa tể, cặp mắt huyết sắc của nó không lộ ra chút sợ hãi nào, có chỉ là khát máu và tàn bạo mà thôi. Hai kỹ năng cấp chúa tể đồng thời rơi vào người của chiến giã, chiến giã cũng không có ý tránh né, sau khi bảo hộ bộ vị trọng yếu thủ tùy ý cho kỹ năng tàn phá, nó lại đem mặc khải thứ ra ngoài, đâm vào trong thân thể băng thương chi vương, ăn mòn áo giáp phòng ngực của băng thương chi vương. Như thế nào còn không chết? Trên mặt ngô quảng hiện ra thần sắc không kiên nhẫn. Chiến thú mặc giã này sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm, đổi lại là bạch hổ của mục thanh y dùng loại đấu pháp này đã sớm chết nhiều lần, rồi. Hống hống hống. Ý chí chiến đấu của chiến giã sụp sôi cùng phẫn nộ gầm lên, như nói với ngô quảng nó còn sống rất tốt trong băng tuyết cùng loạn ngô quảng phát hiện ô quang ngăn nắp lóe lên chiến thú mặc dã màu đen bị đánh bay ra sau lại tiến lên lần nữa không có cố kỵ xông tới trước không có khả năng không có khả năng vừa rồi đã đánh nó trọng thương rồi ngô quảng ngây người có chút không dám tin tưởng nhìn qua chiến thú mặc dã lông tóc không bị tổn thương chiến dã căn bản cũng không có cho ngô quảng thời gian kinh ngạc nó lại một lần nữa dùng thân hình ngăn cản công kích của đấu thiên cơ giác thú vương tốc độ không có giảm bớt mà đanh về phía băng thương chi vương của ngô quảng đồng tử huyết hồng của chiến giã hiện tại không có quan tâm tới đấu thiên cơ giác thú vương sát ý nồng đậm cuồn cuộn đánh về băng thương chi vương của ngô quảng không chết không ngớt cuồng giã bá đạo sau khi đoạn chi trọng sinh thì thực lực chiến giã tăng lên lần nữa mà nó không có dừng lại một chút nào hoàn toàn bỏ qua công kích của hai đại cấp chúa tể chỉ vì lưu lại một vết thương trên người băng thương chi vương cho dù bị đánh bay ra ngoài thì không tới một giây sau chiến giã cuồng bạo đã lao tới lần nữa một lần lại một lần xông lên mạnh mẽ không chút sợ hãi cắn xé như vậy mặc cho kỹ năng công kích như thế nào dù bị thương thì nó vẫn tiến công phát động công kích giã tính như thế làm cho băng thương chi vương cũng phải sợ hãi không thể không liên tiếp lui về phía sau căn bản không dám cho chiến giã tới gần nửa phần thời điểm băng thương chi vương bị bức liên tục lui ra phía sau toàn trường đã trợn mắt há hốc mồm ai từng nghĩ tới chiến thú mặc giã có thể dưới vây công của hai sinh vật cấp chúa tể lại không sợ hãi giống như tử sĩ thấy chết không sờn lao lên phía trước đoạn chi trọng sinh không ngờ chiến thú mặc dã này có được năng lực đoạn chi trọng sinh hơn nữa sinh mệnh lực của nó vô cùng ương ngạnh rốt cục trong đám người yên tĩnh có âm thanh của một lão hồn sùng sư vang lên một câu nói kia điểm tỉnh tất cả mọi người sau khi thương thế xuất hiện và lành lại một lần nữa đây chẳng phải là kỹ năng đoạn chi trọng sinh của trùng hệ hay sao sở mộ đứng nguyên tại chỗ lúc này hắn muốn nói lại thôi chỉ có thể nhìn chăm chú vào thân ảnh đầy máu đang cuồng hóa và lao vào công kích điên cuồng với đối thủ mạnh hơn mình sở mộ đã không cần đi chỉ huy chiến đấu bởi vì chiến giã đang trong trạng thái điên cuồng thị huyết khát máu tiến hành chiến đấu theo cách của nó thậm chí nó dùng đồng tử huyết sắc nói cho sở mộ biết nó hoàn toàn xứng đáng trở thành vương hai sinh vật cấp chúa tể này chỉ là hai thi thể trong hàng ngàn hàng vạn thi thể mà nó bước lên mà thôi cuối cùng nhất sẽ bị nó dẫm dưới chân các ngươi có chú ý tới hay không thực lực chiến thú mặc giã này đang tăng cường đàm đức lão tiên sinh mở miệng nói ra Đàm Đức không nói những người khác không có chú ý tới điểm ấy, sau khi cẩn thận quan sát một phen thì trên mặt tất cả mọi người càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực chiến thú mặc giã đúng là đang tăng lên. Loại tăng lên này không phải do hiệu quả khát máu mà có được, mà là tăng cường toàn bộ thuộc tính, lực lượng, phòng ngự, tốc độ, tánh mạng. Loại trở nên mạnh mẽ này sau lần đoạn chi trọng sinh thứ hai trở nên rõ ràng hơn, thực lực cũng đạt tới cấp chuẩn chúa tể bình thường. Tiếp cận cấp chúa tể và chuẩn chúa tể là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau thực lực tranh lệch hoàn toàn rõ ràng ít nhất hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được thực lực của chiến dã đã sánh ngang với bạch hổ của mục thanh y sau nhiều lần bị công kích như vậy còn có thể chiến đấu với hai sinh vật chúa tể lâu như thế thì chiến thú mặc dã không chỉ không bại ngược lại thực lực đã nhảy vào cấp chúa tể chuyện này kinh người như thế nào trước một khắc còn có vô số con người còn cho rằng chiến thú mặc dã đang đi tìm chết bởi vì bọn họ cho rằng phương thức một mình đấu hai này là tự tìm khổ chỉ làm chiến thú mặc dã cách cái chết gần hơn một ít nhưng mà giờ khắc này còn có ai bảo chiến thú mặc dã đang đi tìm chết? Khải rác màu đen trên người của nó đầy máu. Đối mặt hai sinh vật cấp chúa tể, thì chiến giã giống như đang thiêu đốt tính mạng của mình, đem linh hồn cao ngạo của nó bày ra cho mọi người nhìn thấy. Sở mộ vô số lần nhìn thấy chiến giã dùng tánh mạng solo với địch nhân, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tinh tế và tỉ mỉ như lần này. Chiến giã đã phóng thích triệt để giã tính của mình. Nó đã từng sinh tồn nhỏ yếu trong rừng, hôm nay nó đã dẫm vào cấp chúa tể nó cần ở trước mặt mọi người thể hiện thực lực của mình, thỏa thích phóng thích lực lượng của nó không hề giữ lại. Hiện tại sở mộ chưa bao giờ nhìn thấy chiến giã như vậy. Chiến giã không có áp dụng bất cứ phương thức né tránh nào cả, thương thế gia tăng thật nhanh, mà mỗi lần khoảng cách thời gian đoạn chi trọng sinh càng ngày càng ngắn hơn nhiều. Chiến giã chưa bao giờ bộc phát tâm tình của mình như thế này. Khi chiến giã hoàn thành đoạn chi trọng sinh lần thứ tư, thì nó thực lực của nó đã gần với băng thương chi vương, mỗi một lần công kích, cũng có thể lưu lại trên người băng thương chi vương vô số vết thương trùng điệp. Băng thương chi vương của Ngô Quảng càng ngày càng chật vật, bản thân hồn sủng nguyên tố cần không gian ngâm sướng nhất định, nhưng mà băng thương chi vương đối mặt với chiến dã điên cuồng, nên căn bản không có thời gian ngâm sướng kỹ năng mạnh mẽ. Mà đấu thiên cơ giác thú vương có được hồn ảnh viễn cổ, mặc cho nó cổ đại thú hồn chi lực cường thịnh trở lại, cái kia chiến thú mặc giã đều không có xem nó liếc. Mặc dù là bị hồn ảnh chi lực oanh được cơ hồ bị dày vò, cái kia dã tính 10 phần quái vật đứng lên về sau, đỏ bừng trong mắt Y Nguyên chỉ có băng thương chi vương. Chiến dã dùng chiến pháp không sợ chết làm đấu thiên cơ giác thú vương cũng phải đau đầu. Trừ khi nó có thể một lần hành động đánh chết chiến dã, bằng không thì công kích không có tác dụng nào cả, thậm chí còn khiến đấu thiên cơ giác thú vương cảm thấy sợ hãi với chiến ý và dã tính không sợ chết của nó. Ít nhất nó chưa từng gặp qua sinh vật nào điên cuồng như thế. Hiệu quả cuồng hóa và thị huyết của chiến dã đã sớm biến mất trên người của nó vẫn nhuốm máu đỏ tươi như trước, toàn thân của nó đầy máu nhìn qua phòng tuyến đấu thiên cơ giác thú vương, nhanh nhẹn mượn lực lượng dã thú này, hóa thành một mũi tên máu phóng tới băng thương chi vương cực nhanh. Trông thấy huyết ảnh ác mộng phóng về phía mình, sắc mặt Ngô Quảng tái nhợt. Bá, Ngô Quảng còn không kịp hạ lệnh cho băng thương chi vương, thì mũi tên máu kia đã lao thẳng vào băng thương chi vương, nghiền nát băng tinh phòng ngự trên người của nó. Băng thương chi vương phải trượt đi mấy ngàn mét mới có thể hóa giải cổ lực lượng này, thời điểm nó đứng dưới đất thì nhìn qua sinh vật màu đen trong ngực mình mà phát điên. Hống hống hống, chiến dã phát ra một tiếng gào thét khát máu, móng vuốt bàm vài vết rách áo giáp của băng thương chi vương xé mở ra hai bên, nương tựa vào man lực muốn xé băng thương chi vương làm hai nửa. Áo giáp của băng thương chi vương áo rung động mạnh mẽ, chảo của chiến dã tăng cường lực lượng, lồng ngực băng thương chi vương xuất hiện âm thanh băng tuyết sụp đổ, xương ngực bị kéo đứt ra hai bên, lộ ra cơ thể trong băng của băng thương chi vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đấu thiên cơ giác thú vương đã sớm tức sùi bọt mép, mắt thấy chiến giã đang xé rách xương ngực của băng thương chi vương thì con ngươi đỏ lên, đem hồn ảnh hóa thành cơ giác công kích mạnh nhất đánh về phía chiến giã. Hồn ảnh khí thế bằng bạc, lực lượng hủy thiên diệt địa cuốn tới, hoảng sợ nhìn qua chiến giã trong ngực băng thương chi vương mà phát động công kích. Ngô Quảng thấy tình hình này thì dứt khoát cắn răng một cái, không cho băng thương chi vương né tránh. Cho dù chiến thú mặc giã có được năng lực đoạn chi trọng sinh, nhưng chỉ cần có thể tạo thành vết thương chí mạng cho nó trong một lần công kích, chiến thú mặc giã tuyệt đối không thể sử dụng đoạn chi trọng sinh. Giết nó. Lửa giận của Ngô Quảng thiêu đốt toàn thân, chỉ cần có thể giải quyết được chiến thú mặc giã, băng thương chi vương bị thương thì bị thương. Ngô Quảng ra lệnh cho băng thương chi vương, bỗng nhiên băng thể trong người băng thương chi vương tuôn ra qua vết nứt, hóa thành đóng băng chi lực, muốn đông cứng chiến giã lại. Chiến giã cảm nhận được lực lượng từ hai phía áp tới, bỗng nhiên chiến giã buông tha cơ hội, có thể trực tiếp làm băng thương chi vương bi trọng thương, bỗng nhiên rút móng vuốt nhảy dựng lên. Vốn cho rằng chiến giã vì công kích mà bỏ qua bất cứ cơ hội né tránh nào, thời điểm nhìn thấy thân ảnh đầy máu nhảy lên không trung, thì mặt mũi ngô quảng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Mau dừng lại, đột nhiên ngô quảng ý thức được chính mình trúng kế, cúi đầu xuống thì thay hồn ảnh cơ giác đã xông thẳng tới, thế không thể đỡ đâm vào thân hình của băng thương chi vương. Đấu thiên cơ giác thú vương cuối cùng cũng không phải hồn sủng của ngô quảng, Ngô Quảng căn bản không cách nào bảo nó dừng lại được. Phốc, hai cơ giác bốn mũi nhọn toàn bộ xé mở áo giáp của Băng Thương Chi Vương, sau đó hai cơ giác xuyên qua lồng ngực Băng Thương Chi Vương. Đấu Thiên cơ giác thú vương gầm rú thống khổ làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh từ trong mộng, rất nhanh bọn họ phát hiện cơ giác đường hoàng ương ngạnh của Đấu Thiên cơ giác thú vương nhanh chóng đóng băng, biến thành một cơ giác băng xương. Hiệu quả đóng băng này Ngô Quảng muốn đông cứng chiến dã, đem thân thể của nó biến thành giòn rồi sau đó lấy mạng, nhưng mà một trong hai hồn sủng cấp chúa tể không phải là hồn sủng của hắn, thiếu khuyết ăn ý cho nên đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương đánh băng thương chi vương trọng thương, càng làm cho hiệu quả đóng băng của băng thương chi vương đóng băng thú vương cơ giác. Giống. Bỗng nhiên tiếng hổ gầm từ không trung vang lên, hai đại chúa tể đang dính vào nhau, chiến giã ở giữa không trung hóa thành một thanh búa lớn huyết sắc điên cuồng nện xuống. Khí thế búa lớn vô cùng to lớn, giống như tia chớp phân hai thế giới. Dầm dầm. Búa lớn nhìn qua rất kinh người bổ thiên diệt địa, rơi thẳng vào hai sinh vật cấp chúa tể. Không có bất kỳ quang ảnh đẹp mắt nào, chỉ có lực lượng thuần túy nhất. Phanh. Sau khi búa lớn đánh một kích thì xuất hiện hai chủng âm thanh khác nhau. Âm thanh đầu tiên chính là cơ giác mà đấu thiên cơ giác thú vương kiêu ngạo đã gãy ngang. Âm thanh thứ hai chính là lồng ngực băng thương chi vương sụp đổ và hóa thành vụn băng. Hình ảnh đáng sợ này làm cho người trong bình nguyên vô cùng hoảng sợ. Chỉ có hai âm thanh này vang vọng trên không trung. Sau đó là âm thanh trái tim nhảy lên mạnh mẽ. Một hình ảnh rung động tâm linh này, hai chúa tể có một mất đi vũ khí, một khác thì nội tạng nát bấy, sống chết không rõ. Chiến đấu tới lúc này thì sinh ra chuyển biến, nhưng mà chuyển biến này mọi người không cách nào tin nổi. Băng Thương Chi Vương, Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, đây là hai hồn sủng vô cùng cường đại, cấp bậc của chúng trong lĩnh vực nhân loại là mạnh mẽ nhất, là tồn tại khiến người ta nhìn lên. Nhưng mà chúng bị trọng thương, bị một chỉ chiến thú mặc giã chưa đạt tới cấp chúa tể đánh trọng thương. Sinh mệnh lực cường đại liên tục đoạn chi trọng sinh tiếp tục tăng trưởng thực lực làm cho hai đại chúa tể trước mặt chiến thú mặc giã lại nhỏ bé như vậy bị dẫm dưới chân đây là hình ảnh vương giả rung động cỡ nào nhưng mà lại là vương giả điên cuồng nhất hung hãn nhất mạnh nhất lại thuộc về thanh niên đứng lẻ loi một mình ở giữa bình nguyên lạnh giá thanh niên này đưa bạch yểm ma bước vào hàng ngũ mạnh nhất hiện tại càng đứng trong hàng ngũ đỉnh cấp của nhân loại mục thanh y vẫn ở bên cạnh sở mộ đang chiến đấu với mạch lăng nhưng lực chú ý của nàng ngay từ đầu đã chú ý tới tình huống của sở mộ cả quá trình này làm cho nàng run sợ không hiểu nắm giữ vòng mộng làm cho nam tử này có thể coi rẻ tứ hùng mục thanh y không cách nào đoán được tương lai của hắn như thế nào hôn sủng của hắn chắc chắc không yếu hơn xá tội chi hồ lôi quân mạnh tới mức làm lòng người rung động mục thanh y cảm giác tinh thần của mình lúc này hoảng hốt vốn ngân sắc ma nhân chính là sở phương trần đã là một trùng kích sau đó hôn sủng trở về và chiến đấu kinh thế hãi tục căn bản nhìn không thấu mục thanh y vốn tưởng rằng sau khi mình biết rõ thân phận chân thật của hắn thì mình đã hiểu được hắn rồi, thế nhưng mà chiến giã xuất hiện lại phá vỡ suy nghĩ của nàng. Giờ khắc này đột nhiên Mục Thanh ý thức được vấn đề. Hắn rõ ràng là hồn hoàng, cũng chỉ có một hồn, cho dù tăng thêm chiến thú mặc dã thì là song hồn mà thôi, vậy ba hồn sủng khác thì sao? Có phải là một đám cũng điên cuồng giống như chiến thú mặc hổ trước mặt hay không? Nếu thật là như vậy thì nam tử này có được thực lực chống lại người nọ hay không? Người nọ đã đứng giữa đám mây cao nhất trong lĩnh vực của nhân loại, bế nghệ thiên hạ, vạn vật mục thanh y chưa bao giờ cho rằng có người có thể chống lại nam tử như thần kia cũng không cho rằng trên thế giới này có người sẽ vượt qua hắn chẳng biết tại sao lúc này mục thanh y lại tin tưởng sở phương trần có thể vượt qua người này chiến đấu cũng không có chấm dứt cơ giác của đấu thiên cơ giác thú vương bị đoạn thì tôn nghiêm chúa tể của nó bị sỉ nhục nó tức điên lên đôi mắt đỏ bừng tới cực điểm xa vào trạng thái điên cuồng huyết tinh tàn bạo đấu thiên cơ giác thú vương nhanh chóng lao về phía chiến giã cánh tay của nó hóa thành hồn ảnh mạnh nhất, một trái một phải muốn xé chiến dã thành hai nửa. Xương cốt của chiến dã bị kéo đứt, yết hầu của chiến dã đang chuẩn bị phát động hủy diệt chi quang, hướng vào mặt đấu thiên cơ giác thú vương phun đi. Đấu thiên cơ giác thú vương không có ý trốn tránh, tùy ý cho lực lượng hủy quang đánh vào mặt của nó, huyết nhục mơ hồ, thú trào hồn ảnh này, cầm lấy chân trước và chân sau của chiến dã và dùng man lực xé ra hai phía. Chiến dã có trái tim dũng mãnh, thực lực bây giờ đã tương đương với băng thương chi vương, đấu thiên cơ giác thú vương rất khó xe chiến giã thành hai nửa, cho dù lực lượng của nó mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể kéo căng xương cốt chiến giã mà thôi. Trong miệng chiến giã không ngừng phun hủy diệt chi quang, tiếp tục không ngừng đánh vào đầu của đấu thiên cơ giác thú vương, chiến giã có được sinh mệnh lực ương ngạnh và năng lực tự lành, muốn liều thì nó cũng không sợ hãi. Liên tiếp mười hủy diệt chi quang đánh vào đầu của đấu thiên cơ giác thú vương, gương mặt của thú vương bị đánh như máu tươi đầm đìa, nhìn qua vô cùng khủng bố rốt cục đấu thiên cơ giác thú vương không cách nào thừa nhận nổi lực công kích này, luống cuống ném chiến giã bị gãy xương ra ngoài. Huyết dịch chảy ra ngoài, đấu thiên cơ giác thú vương ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng giống thống khổ, lập tức gương mặt của nó bị hủy diệt chi quang ăn mòn như sắp nổ tung. Hình ảnh huyết tinh như thế làm cho mọi người ngây người, những sinh vật cấp chúa tể sinh vật có giã tính quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Giống giống, thân thể chiến giã rơi xuống mặt đất ở xa xa. Gầm nhẹ một tiếng thì những xương cốt kia đã khôi phục lại như thường chậm rãi nhúc nhích dưới da của chiến giã. Cốt cách liên tiếp kết nối vang lên âm thanh ghê người. Đoạn chi trọng sinh, đoạn chi trọng sinh lần thứ năm. Thời điểm mọi người cho rằng trận chiến này là lưỡng bại câu thương. Chiến thú mặc giã đoạn chi trọng sinh lần thứ năm làm cho người kinh ngạc tới ngây người. Cho dù ngô quảng đã rơi vào. Trong băng nhìn qua chiến thú mặc giã khôi phục thương thế đứng lên lần nữa, đồng tử không ngừng mở rộng, những khinh thị và trào phúng trước kia đã biến mất không còn lại gì nữa. Dần dần nhiều hơn vài phần sợ hãi và tuyệt vọng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha